tôi rất sợ để em biết sự thật về mẹ của mình chuyện ấy sẽ khiến em khó xử khi yêu em rồi tôi sợ nhiều thứ tôi sợ em đau lòng sợ em buồn nên có lúc đã nghĩ giá như chúng tôi không va vào nhau thì tốt hơn vậy mà thứ hạnh phúc ngắn ngủi ấy chẳng được bao lâu chúng tôi xảy ra xung đột không thể hàn gắn dẫn đến ly hôn em tuyệt tình dứt khoát còn tôi lại nhún nhường khi thấy em khóc Vân Hà xin gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện mới của tác giả Trang Môn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Có thứ gì đó cứ nhẹ nhẹ chảy trong từng huyết quản, ngấm ngầm nhưng gieo vui. Cứ như vậy bùng nở trong niềm hân hoan, tâm trạng cũng không bức bối, không khó chịu mà thả lỏng người trong vô thức. Điện thoại anh có cuộc gọi, Diệp An nhấc đầu anh nhắc, bệnh viện gọi anh kìa. Thiệu Kiêm với tay lấy điện thoại nhưng không rời khỏi người cô. Nhìn rõ người gọi đến anh úp nó lại giường, tiếp tục bùi đầu trên cơ thể mềm mại của Diệp An. Bị Thiệu Khiêm trêu chọc, Diệp An bật cười thành tiếng ngó ngoáy. Chưa bao giờ cô thấy việc này lại trở nên dễ chịu như vậy. Trái tim theo đó cũng đập thành nhịp thình thịch không thôi. Thiệu Khiêm, nghe điện thoại đi. Anh nhìn cô, lật điện thoại lên, ấn nhận cuộc gọi và mở loa ngoài lên, rồi vứt đó tiếp tục công việc sang giờ. Khiêm, anh ngủ chưa? Nghe thấy giọng diễm hương, người Diệp An căng cứng, những ngón tay len sâu vào mái tóc đen. Có chuyện gì? Mai anh rảnh không? Chúng ta đi ăn tối. Em có chuyện muốn nói với anh. Cần gì nói, sáng mai tôi và Diệp An sẽ qua nhà. Em muốn nói chuyện riêng với anh chứ không phải Diệp An. Anh chạm tay lên má cô, ngón tay bút bé trên môi, ánh mắt nhìn say đắm, ngây dại nhìn cô, rồi suốt ruột đáp lời người bên kia. Vậy nói luôn đi. Anh đang làm gì vậy? có vẻ người bên kia đã nghe thấy nhịp thở của anh bất ổn nên nhận ra sự bất thường mà giọng nói trở nên siêu vẹo kiêm em nhớ anh có thể gặp em bây giờ không diệp an khẽ thở dài nhìn anh khó xử thiệu khiêm hôn lên môi cô diệp an không phản đối ôm lấy đối phương diễm hương bất động nghe âm thanh vọng lại nhận ra giọng nói của diệp an mà bàn tay nắm điện thoại siết chặt không ngừng run rẩy thiệu kiêm vì sao lại đối xử với em như vậy anh không nghe mà tâm tư đang đặt hết lên người Diệp An nên hua tay dứt khoát tắt điện thoại. Sau đó nó lại tiếp tục đổ chuông. Nhưng lần này cả hai không còn quan tâm đến nó nữa mà tập trung vào nhau. Ngủ muộn nên buổi sáng Diệp An bị dậy muộn. Xuống nhà không thấy Thiệu Khiêm nên cô sỏ dép đi tìm khắp nhà. Thiệu Khiêm, anh ở đâu vậy? Tìm không thấy nên cô tự vào bếp. Lúc này mới nhìn trên bếp đã có nồi nước hầm và bên cạnh là bắt phở sắp sẵn thịt. Có lẽ bệnh viện lại gọi anh bất chợt, nên Thiệu Khiêm đã đi từ sớm cũng nên. Sáng nay cô không phải đến trường, nên sau ăn sáng thảnh thơi ra vườn đi dạo. Khoảng vườn hoa hồng của cô đã trồng lên đầy nụ, có vài khóm trúng chín nở hoa. Diệp An cắt một bó mang vào nhà cắm, đặt trên bàn. Điện thoại đủ chuông, cô thấy cậu gọi, liền ấn nghe máy. Vâng, cháu đây ạ. À diễm hương đêm qua cắt cổ tay tự tử cháu có biết không gì cơ ạ à? cô ấy không yêu mạng sống của mình sao chắc là thiệu khiêm đã làm gì đó nên cô ấy mới làm như vậy cô ấy sao rồi ạ à? không mất nhiều máu vết cắt không sâu nên vừa tỉnh lại rồi thiệu khiêm không nói với cháu sao không ạ à, để cháu gọi điện thoại cho anh ấy hành động nông nổi này của diễm hương chắc chắn là do cô rồi sau khi phát hiện ra cô và thiệu khiêm đang làm chuyện kia nên tức giận mà làm liều có lẽ Thiệu Khiêm đã được gọi tới ngay lúc ấy. Vậy mà cô không phát hiện ra anh rời đi. Người ta đi cấp cứu rồi mà anh vẫn có thời gian nấu đồ ăn sáng cho cô nữa. Cô không làm phiền anh nên chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình. Rồi cứ ngồi ngây người nơi sofa phòng khách, đắm chìm trong suy tư. Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh giường bệnh, im lặng nghe Diễm Hương trách móc, khóc lóc, than vãn mà không đáp lại. Thiệu Khiêm, hãy rời khỏi Diệp An đi được không? anh có thể lấy ai cũng được nhưng đừng là nó có được không anh nhìn cô ta đến một chút thương xót lo lắng cũng không có diễm hương bị ánh mắt sắc lạnh ấy dọa cho giật mình thiệu khiêm cố chấp không phải cô không biết nhưng lần này cô muốn lung lay sự cố chấp ấy chuyện hai người đến tận nhà tôi đánh cô ấy coi như không truy cứu nữa nên đừng cố gắng thuyết phục tôi hay bày trò gì tôi đã quyết định lấy diệp an thì sẽ là như vậy việc của cô là tiếp tục đi chữa bệnh sớm hồi phục chân để tự mình đi lại và lo cho tương lai của bản thân đi việc trợ cấp cho cô tôi sẽ duy trì thậm chí có thể nuôi cô cả đời nhưng biết điều một chút đừng phá tôi và diệp an không cô sẽ chẳng còn gì nữa đâu thiệu khiêm chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy tại sao anh lại không chọn em nhì mất lâu như vậy rồi tâm nguyện của nó là hợp tác cho anh và em tại sao anh không thực hiện người mất đã mất rồi nên đừng lôi cô ấy vào đây nữa những gì cần nói tôi đã nói hết mau bình phục và tỉnh táo lại đi đừng khiến cho quan hệ bạn bè của chúng ta biến mất thiệu khiêm đứng dậy rời khỏi phòng một cách dứt khoát thấy ba mẹ của diệp an vào tới liền đứng chặn trước mặt họ tôi có thể nói chuyện với hai người một lát không diễm hương có chuyện gì sao có phải sức khỏe của nó có vấn đề gì vậy không không tôi nói về diệp an bà nguyên nghe thấy tên diệp an mặt mày đã cau có tức giận Cậu không thấy bản thân có lỗi với Diễm Hương hay sao? Còn bé yêu cậu nhiều năm như vậy rồi, bây giờ bất ngờ cậu bỏ nó, lấy cháu gái của nó. Cậu nghĩ xem, làm như vậy có được không? Chuyện của tôi không cần bà dạy dỗ. Ông Minh thấy thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của Thiệu Khiêm như vậy, thì đẩy vợ mình đi. Em vào với Hương đi, để anh nói chuyện với cậu ấy. Bà ta hậm hực rời đi, không dám nói thêm lời nào nữa. Thiệu Khiêm mở điện thoại, chỉ ở trước mặt ông Minh, hờ hững hỏi. Ông muốn bị truy tố tội hành hung phụ nữ hay là đồ chác với tôi đây? Tôi dạy dỗ con gái mình không liên quan tới cậu. Dù cô ấy là con gái ông thì ông cũng không có quyền đánh như vậy. Tôi có thể làm giám định vết thương ông tạo ra cho cô ấy và kiện ông đấy. Cậu muốn gì? Trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của Diệp An. Ông ta cười lắc đầu. Nó sống ở nhà tôi là con gái của tôi nên việc nó muốn kết hôn với ai đều cần phải thông qua tôi. Cậu đừng mơ bỏ được em gái tôi rồi ung dung lấy nó. Thiệu Khiêm không chút lay động. Anh nhìn thẳng vào ông ta bằng vẻ mặt lạnh băng. Một giờ nữa tôi muốn nhận được giấy tờ, hoặc là ông sẽ nhận được giấy triệu tập của cảnh sát. Công ty của ông chắc chắn cũng sẽ mất một phen mất tiền đấy. Ông đâu có tốt đẹp đến mức vì em gái mà điêu đứng đâu, phải không? Cha đánh con gái như kẻ thù. Tiêu đề ấy với video này mà phát tán lên mạng, chắc sẽ có nhiều trò vui lắm nhỉ. Mặt ông ta biến sắc thấy rõ. Thiệu Khiêm không chờ đợi ông ta đưa lựa chọn, mà sải bước nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Sáng nay anh đã xin nghỉ để đi đăng ký kết hôn, nên bằng mọi giá sẽ giải quyết xong. Diệp An thấy xe thiệu khiêm về thì đi nhanh ra ngoài hỏi. Cô út sao rồi anh? Cô ta không sao cả, chỉ mục đích dọa dẫm người khác thôi nên đừng lo. Tôi chưa ăn gì cả, em có thể giúp tôi không? Được, để tôi làm phở cho anh ăn. Thiệu khiêm vậy mà cuối người hôn lên trán cô một cái mới đi lên phòng diệp an có chút bất ngờ ngơ ngẩn mất một lúc tay sở lên trán mình mà hai má hơi hơi đỏ thiệu khiêm ngồi ăn sáng nhưng trước mặt vẫn là ipad mô hình không xương mặt dường như anh sắp chỉnh hình cho ai đó thì phải hôm nay anh có ca phẫu thuật thẩm mỹ à ừ con thầy dược lý ban đầu chỉ đơn giản là nâng mũi và làm thon xương hàm nhưng cấu trúc mặt của khách hàng hơi bất thường nên phải tìm hiểu kỹ hơn mới đưa ra được quyết định Thấy anh bận rộn như vậy, Diệp An ngồi đối diện, xe giặt hỏi. Cô Hương đang nằm viện nên giấy tờ của tôi chưa thể lấy được lúc này. Việc kết hôn có thể hoãn lại đợi. Sáng nay chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Giấy tờ của em tôi sẽ lo. Thiệu Khiêm ăn sáng xong cũng không vội vàng mà đến sofa ngồi uống cà phê. Mắt vẫn dán vào màn hình và bản chụp cấu trúc xương mặt của khách hàng. Anh thường nghiên cứu rất kỹ trước khi đưa ra lời khuyên cho khách hàng nên danh sách đặt lịch chính tay anh làm, đã xếp hàng đến cả năm rồi. Dọn dẹp rửa bát xong, Diệp An nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Thấy anh không vội nên cô cũng không vội, định lên phòng học bài thì thấy anh cứ xoa vai, xoa cổ, rồi đập đập, nên đoán anh mỏi mà bước lại gần, đứng sau ghế, đặt hai tay lên vai anh, nhẹ hỏi, anh mỏi à? Hình như hôm qua em hành tôi hơi lâu thì phải anh ngửa mặt cười tà mị, thoải mái, khiến cô ngây cả người. Ngay sau đó, lại tập trung vào nghiên cứu tiến trình ca thẩm mỹ. Cô không làm phiền mà giúp anh xoa bóp vai gáy, mắt cũng dán vào màn hình, theo dõi những điểm anh đánh dấu và sẽ xử lý nó. Vậy mà khi bị cuốn vào, cô lại buột miệng nhoài người, chỉ tay vào màn hình của anh nói: "Kiêm, tôi thấy phần quay hàm này mà thu nhỏ quá thì vị trí gò má sẽ bị trồi cao." như vậy với phụ nữ sẽ thành gò má cao đấy người ta nói phụ nữ gò má cao sẽ sát chồng nó sẽ thay đổi phong thủy thiệu khiêm nghiêng mặt miệng kè sát má cô liền nhẹ hôn một cái diệp an đơ người gượng cười trừ xin lỗi đã xen vào khuôn mặt anh phóng đại trước mặt môi cô ấm ấm còn bị mút nhẹ lưới anh liếm nhẹ trên vành môi cô còn cười tươi diệp an liền đứng thẳng lại còn người kia cười thành tiếng anh xoay lưng, nằm lấy tay cô, vẫn vòng lên trước, kéo vào lòng, ôm lấy Diệp An. Họ chưa từng có những hành động thân mật như buổi sáng nay. Cô chưa kịp tiếp nhận nó. Muốn hôn tôi không mà nhìn kinh vậy? Diệp An chớp mắt, hắng giọng, không hiểu vì sao mình lại nhìn người ta chằm chằm như thế. Thôi anh làm việc đi, tôi lên học bài, tranh thủ chiều còn đi học. Không hồi hộp khi sắp lấy chồng sao? cô không hề để tâm đến cuộc hôn nhân mà anh bắt buộc mình phải lấy thành ra tâm trạng cũng như người bình thường như người ta kết hôn vì yêu chắc chắn sẽ không như vậy khuôn mặt người đối diện bốc chốc biến đổi sự vui vẻ cũng như thoải mái từ nãy đến giờ dường như biến mất mọi chuyện đến nhanh quá tôi chưa kịp thích ứng cô hương còn vì chúng ta mà nghĩ quẩn nên được rồi không sao bầu bí bớt suy nghĩ lại không tốt đâu Thấy mặt anh vẫn nặng trình trịch, Diệp An liền nhanh chóng hôn lên môi anh, rồi đứng bật dậy. Khi nào đi thì gọi tôi. Cô đi vội như chạy, thiệu kiêm sở lên môi, bất giác nhẹ miệng cười. Nhìn đồng hồ đã bước sang phút thứ 60, điện thoại anh đổ chuông, nhấc lên nghe, anh chỉ trả lời. Lên đi, gửi luôn link cho ông ta. Tắt thiết bị điện tử đang dùng, cầm theo điện thoại, anh xài bước về phòng. Diệp An ngồi tựa bên cửa sổ, chăm chú đọc sách, còn tay cầm bút vẽ vẽ, viết viết, liền nhẹ nhàng bước tới, ngó nghiêng. Ngồi học mà lại vẽ mặt tôi là sao? Diệp An giật mình, ngẩng mặt, tay che đi cãi cự. Tôi vẽ mặt người để học thuộc các dây thần kinh và vị trí huyệt đạo, chứ có phải vẽ anh đâu. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh, gỡ tay cô ra, chỉ trỏ. Mà tôi đây còn gì, môi em vẫn hay hôn đó thôi. Diệp An giật lấy, gấp cuốn sổ lại cầu nhào sao lúc nào anh cũng treo tôi vậy? ai bảo em làm mà không chịu nhận? khuôn mặt ấy rất giống tôi, không đúng, anh không đẹp trai như vậy đâu. em dám vẽ mặt người khác mà không phải tôi, mau đưa đây tôi vẽ lại cho. Diệp An ôm khư khư cuốn sổ trong tay, không đưa ra. lúc vẽ cô đã luôn tưởng tượng ra khuôn mặt Thiệu Khiêm, nhưng vẫn cố chấp cái. trong đó còn có rất nhiều khuôn mặt với nhiều biểu hiện khác nhau của anh. thậm chí khi vẽ bộ phận minh họa của bài học đều là của anh. Chỉ là vẽ minh họa thôi mà, anh làm gì phải cáu chứ. Thiệu Khiêm ôm lấy cô với quyển sổ, nhưng Diệp An nhất định giữ lấy không đưa. Dù là minh họa thì đầu cũng phải nghĩ tới, em ở cạnh tôi mà dám nghĩ đến người khác, đó là ngoại tình trong tư tưởng, có biết không hả? Anh có điện thoại kia, mau nghe đi, bệnh viện gọi cấp cứu đấy. Thiệu Kiêm vẫn không chịu bỏ cô ra mà ôm bằng một tay, còn tay kia ấn nhận cuộc gọi. Alo? Cậu dám chơi tôi. Tôi không có thời gian bông đùa với ông. Bây giờ ông không giải quyết hậu quả đi, còn có thời gian ngồi đấy gọi điện cho tôi sao? Dù điện thoại không mở loa ngoài, nhưng Diệp An đứng cạnh anh vẫn nghe thấy tiếng ba quát lên. Cậu quá đáng vừa thôi, nó không phải là đứa con gái mà cậu nên lấy. Người cậu phải có trách nhiệm chính là em gái tôi. Nếu ông vẫn lo chuyện bao đồng, thì tôi tắt điện thoại đây. Tiệu khiêm! 15 phút nữa, tôi không nhận được giấy tờ của Diệp An, thì sẽ có luật sư đến gặp ông xử lý hành vi hành hung vợ tôi đấy cậu anh dứt khoát ấn kết thúc cuộc gọi nhìn sang diệp an mắt buồn so ngẩn ngơ vì lời ông ta nói anh búng mũi cô trách mắng ông ta đáng để em suy nghĩ sao người không phù hợp gà ra khỏi đầu đi thật ra tôi là con đẻ ông ấy chứ không phải là con nuôi vậy mà ông ấy lại thù ghét tôi đến vậy diệp an gỡ tay anh đến bên cửa sổ mắt hướng ra ngoài công viên trước nhà, thì thầm hỏi, liệu sau này anh có vì ghét tôi mà ghét con của tôi như vậy không? Em đang nói gì vậy? Cô cười buồn, đôi mắt lấp lánh nước, lắc đầu. Không có gì, tôi không muốn con mình trở thành bản sao của mẹ nó. Tôi có thể ăn cơm thừa, có thể trêu lì bị người ta đánh, người ta xỉ vả coi thường, nhưng không muốn con mình như vậy. Hy vọng anh sẽ không giống ông ấy, nếu không cuộc đời tôi đúng là rất thất bại. Ít ra tôi cũng đang chịu trách nhiệm với em, chứ không như ông ta, nên đừng suy đoán hay so sánh khập khiễng như vậy. Thiệu Khiêm đứng bên cạnh đáp lời mà không nhìn sang. Anh không thích nhìn phụ nữ khóc. Điện thoại của Diệp An cất lên bản nhạc không lời nhẹ nhẹ, báo cuộc gọi đến. Một dãy số không lưu xuất hiện, nhưng cô biết đó là ai, nên chần chừ không nghe. Ông ta gọi sao? Cô khẽ gật đầu. Thiệu Khiêm ấn từ chối cuộc gọi, kéo cô đến phòng thay đồ, chọn lấy một bộ váy màu hồng tím ướm vào người cô nhắc nào thay đồ chúng ta đi đăng ký kết hôn nhưng tôi chưa có giấy tờ có người mang đến ngay bây giờ nên em đừng lo nói rồi anh sang phần tủ của mình chọn áo sơ mi và quần âu tự nhiên cởi đồ ra thay em không thay đi còn nhìn tôi mãi làm gì thế ngoảnh mặt nhìn cô môi mỏng vươn ý cười vẫn còn thời gian nếu em muốn làm gì đó thì lại đây đi Diệp An không trả lời mà quay người đi. Đây là phòng thay đồ của em, em còn đi đâu? Đợi anh xong rồi tôi vào thay. Thiệu Khiêm mặc áo lên người, chưa kịp cài cúc, liền nhoài người, kéo tay cô lại. Nào, đưa tôi thay cho, không phải ngại. Không cần, tôi có phải trẻ lên ba đâu chứ. Điệu bộ Diệp An khẩn trương, muốn thoái lui, nhưng Thiệu Khiêm chỉ xài hai bước, đã ôm gọn được cô trong tay. Đang có bầu, ít đi lại và đi chậm không chạy anh anh ép tôi thôi người không chịu nghe lời nên phải ép anh mang tay cô đặt lên áo nhướn mày diệp an hiểu ý nhưng ngầm phản đối dưới nhà có tiếng chung cửa anh vẫn đứng im không vội vã không để tâm đến người ta nghĩ ngây ngô mà cười thành tiếng thiệu khiêm sững người không hiểu vì sao cô lại cười thoải mái vậy diệp an chỉ bôi kem dưỡng và chống nắng rồi tô dưỡng môi là xong không tốn nhiều thời gian để rời khỏi nhà ngoài cửa người ta vẫn đợi dù suốt ruột cũng không rời đi thiệu khiêm nhận lấy túi giấy hồ sơ mở ra kiểm tra hài lòng rút tiền ba cho nhân viên giao hàng rồi lững thững đi về phía xe chuyển túi cho cô nói em kiểm tra đi đã đúng giấy tờ của em chưa ông ta chịu nhân nhượng sao anh đã làm như thế nào với kẻ tâm cơ thì không thể nào là người chính trực được nói rồi anh khởi động xe rời đi Diệp An cầm thẻ căn cước, chạm mặt mình cười thành tiếng. Xinh vậy mà chụp ảnh này xấu quá, chẳng giống tôi gì cả. Em xinh ở đâu chứ, nhìn vào hiện thực đi. Diệp An chun mũi, không thèm chấp, mà ngó mình trên gương, rồi lại nhìn ảnh than vãn. Chẳng biết chụp ảnh gì cả. Lôi cả hộ chiếu, thẻ học sinh cấp 3 và thẻ sinh viên cũ ra nhìn từng ảnh, rồi tùm tìm cười. Cô không nghĩ ông ta lại dễ dàng trả lại như vậy. Bên trong túi còn có cả sổ hộ khẩu photo công chứng. Diệp An lật đến tên mình trong ấy, khẽ mỉm cười. Rõ ràng trong đây tôi có quan hệ với chủ hộ là con gái, vậy mà lại mang họ khác với cả nhà. Quan trọng gì đâu, dù sao cũng chỉ là chữ viết để đọc thôi. Anh luôn có cách an ủi không giống ai. Ngồi trước mặt người làm thủ tục đăng ký kết hôn chờ đợi, sau khi đọc bản khai của hai người, vị nhân viên công tác nhà nước hỏi: Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, mau làm giúp tôi đi. Thiệu Khiêm vội trả lời. Người kia đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đã có tên hai người đặt xuống bàn chỉ vào cuối. Hai người ký vào chỗ của mình là hoàn tất. Thiệu Khiêm nhường Diệp An ký trước. Cô cầm bút quay sang anh hỏi. Anh sẽ không hối hận chứ? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Em hối hận à? Anh nhớn mày. Cô khẽ so vai không đáp. Cúi người ký tên và nắn nót viết đầy đủ tên đinh diệp an thiệu khiêm cầm bút dứt khoát ký xuống viết tên mình thật nhanh vị nhân viên kia nhìn anh hỏi anh là bác sĩ à diệp an cười khúc khích chữ anh đẹp quá mà cái tay đẹp mà chữ viết thì hơn cả gà bới cô ấy cũng là bác sĩ chúc mừng hai bác sĩ chữ cô gái tôi vẫn đọc được còn chữ anh thì hơi khó đọc nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi cầm trên tay nhìn chữ anh nhớ lại lời người ta nói mà diệp an tủm tỉm cười không ngưng công nhận chữ anh xấu thật đấy chữ có để làm gì đâu người đẹp là được người cũng đâu có đẹp chứ cô bắt trước anh kéo dài giọng chê bai giống như cái cách anh vẫn làm thiệu khiêm đùng đỉnh đáp các cô gái khác thấy tôi đẹp là được còn mắt em có vấn đề về xác định nhan sắc nên tôi không chấp tại sao anh không làm luật sư mà lại làm bác sĩ nhỉ diệp an hậm hực cáu bẳn nhưng thứ cô nhận được là đụ cười hả hê trong chiến thắng của Thiệu Khiêm. Nếu tôi là luật sư thì em có lấy được tôi không? Vậy thì thật tốt. Đáp miếng trả miếng, cô không nhìn sang anh mà cũng biết người kia đang không hài lòng về mình. Anh nhón lấy giấy đăng ký kết hôn trên tay cô, cất vào học xe, không cho nhìn nữa. Nhanh thật, cô đã là phụ nữ có gia đình. Chồng lại là người mà nghĩ thôi, cô cũng không dám. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện, nên tối mới về và sẽ đưa em đi ăn chúc mừng được chứ chúc mừng vì chuyện gì nếu em không để tâm thì thôi vậy giữa hai người là cái tôi quá lớn đưa diệp an đến trường thiệu khiêm liền đến bệnh viện thẩm mỹ để chuẩn bị cho ca mổ nhiều giờ anh gọi điện đặt nhà hàng ăn tối rồi mới bắt đầu vào phòng hội chuẩn còn sớm nên diệp an ghé qua thư viện tìm mượn sách mới lên giảng đường vừa bước vào lớp cô cá bất ngờ khi đồng loạt mọi người đều nhìn mình với ánh nhìn không thiện cảm diệp an cậu làm vậy không thấy xấu hổ với lương tâm sao có lẽ bảo an đã theo rẻ gì đó về cô nên mọi người mới như vậy thế nhưng cô ta chưa đến lớp thì sao có thể thông minh học giỏi nên trình độ tranh cướp đàn ông cũng thật xuất sắc đấy họ nhìn cô ghét bỏ in hằn trong đáy mắt ái vân vào lớp bám vai diệp an quắc mắt nhìn bạn học đừng có xúc phạm người khác khi các cậu chưa hiểu gì cả. Cậu thì biết chắc, tốt hơn hết cậu đừng nên chơi thân với cô ta, không nhiễm luôn tính cướp chồng của người khác đấy. Người ta nói lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống không sai mà. Mẹ đi cướp chồng người khác nên con gái cũng vậy thôi. Diệp An nóng mặt, không kiêng rè mà ngay lập tức lao đến chỗ người vừa nói ra câu ấy, túm tóc tát thật mạnh. Mày không có quyền xúc phạm người khác. Bạn học kia cũng không vừa, định đánh trả, nhưng cả lớp can ngăn ái vân đứng trước diệp an lớn tiếng các cậu thì biết cái quái gì tại sao chỉ dựa vào lời của một người mà đã công kích bạn học của mình như vậy lời cô ta đáng tin sao tôi nói cho các cậu biết người thầy yêu ấy chính là diệp an còn mấy cô gái khóc thuê thầm thương trộn nhớ thầy ấy không được đáp lại nên mới bày trò thôi thầy bằng việc công kích sao không hỏi thầy khiêm đi người thầy ấy yêu là ai người đàn ông đó là thầy khiêm sao lời của ái vân đã khui xa nam chính được nhắc đến rồi ái vân nhìn diệp an hối lỗi nhưng nhận được cái lắc đầu không sao của bạn. Cô còn chưa biết vì sao nên cần phải tìm lý do đã. Bạn thân của bảo an sừng sổ sấn tới nói. Cậu đúng là bên cô ta mù quáng rồi, cô ta quyến rũ thầy ấy thì tất nhiên thầy ấy phải thích thì người ta mới mất chồng chứ. Người như thầy Khiêm làm sao có thể để mắt tới một đứa con hoang như cậu ta? Ái Vân giơ chân đạp vào người vừa nói ngã bò ra đất. Mày nói ai là con hoang hả? Đừng có mà mang hoàn cảnh của người khác ra mà xỉa ít ra nó xinh đẹp nó học giỏi hơn gấp vạn lần mày nếu chuyện này được làm rõ tất cả chúng mày phải quỳ gối xin lỗi con an không đừng mong xin được vào cái bệnh viện thành phố thực tập nghe chưa diệp an vẫn chưa hiểu vì sao chuyện này lại xấu đến như vậy trong ngày cô vừa đăng ký kết hôn anh xem ngày cái kiểu gì mà sao quả tạ lại rơi vào đầu nhanh thế hóa ra bà cô già rảnh rỗi quá ngồi bệnh viện khóc lóc kể chuyện tâm tình lâm ly bi đát rồi còn lôi cả tên, cả ảnh cô ra mà nói, nhưng không hề nhắc tới Thiệu Khiêm. Nhìn vào sự tàn tạ của cô ta, cùng lời kẻ chân thật, lại khóc lóc như sắp chết thế kia, thì người ta chửi cô là Tiểu Tam cũng đúng thôi. Đã vậy, cô ta còn ngồi xe lăn, nên họ nói anh là kẻ phản bội, thấy người yêu hoạn nạn là quay đi tìm tình mới. Trên ấy có rất nhiều bình luận khiếm nhã, bắn chửi Diệp An. Bỗng chốc Facebook của cô lượng người theo dõi tăng vọt, người vào công kích chửi bới ầm ầm khi cô ta còn để link facebook của cô dưới phần bình luận tình huống này diệp an không nghĩ tới còn cư dân mạng đúng là con dao hai lưỡi họ khóc thuê và quay ra đòi công bằng cho diễm hương còn tận lực an ủi cô ta đừng thương tiếc một gã đàn ông tồi bảo an đến lớp mọi người xúm lại chỗ cô ta hỏi dồn về sự việc khiến cả lớp ầm ý một phen cô ta đi thẳng tới chỗ diệp an hỏi Mày hả hê lắm phải không? Tao hả hê hay không liên quan tới mày không? Ít ra tao không mắc bệnh hoang tưởng như mày. Thầy ấy không có quan hệ gì với mày hết, vậy mà lại đi làm ầm lên bản thân là vợ sắp cưới. Mày không thấy trơ cháo hay sao mà diễn xuất tốt vậy? Nếu không có mày thì anh ấy đã chọn tao, chính mày đã xen vào. Gia đình tao và gia đình anh ấy đã xác nhận quan hệ, vậy nên hôm nay mày gặp trái đắng là do nhân cách của mày không tốt. Hài, cuối cùng thì đầu mày cũng không vỡ ra nổi. Anh ấy không hề có ý định nghe theo gia đình để kết hôn với người mình không yêu. Bạn học súng lại quanh hai người họ, xem náo nhiệt mà cứ há miệng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người trên mạng xưng là Thanh Mai Trúc Má, yêu nhau 13 năm rồi. Một người xưng là vợ hứa hôn và một người được yêu lại là người khác. Loạn óc thật sự và người trong cuộc như Diệp An cũng thấy mình rơi vào cái mạng nhện, không biết ra lối nào. Cuộc tranh cãi đúng sai kết thúc, khi giảng viên vào lớp diệp an tắt chuông điện thoại khi messenger liên tục có tin nhắn đến chắc chắn là để chửi bới rồi thiệu khiêm chắc đã vào phòng mổ nên cô không báo anh cô ta dường như biết rõ chuyện này nên đã đăng bài vào lúc anh không thể can thiệp người muốn đòi công bằng cho diễm hương và đánh ghen hộ cô ta nhiều vô kể họ thi nhau chia sẻ bài viết bằng những lời lẽ thậm tệ nhất ái vân lo lắng nhìn diệp an nhưng bạn cô vẫn bình thản học bài. Cô chống cằm hỏi, sao quanh thầy ấy có nhiều con não úng thế nhỉ? Khi yêu đến mù quáng thì não đâu có điều khiển nổi. Đêm qua cô ta tự tử khi gọi điện thoại đúng lúc tao và anh ấy làm chuyện kia, nên là chắc tăng sông mà đổi điên thôi. Mày gọi thầy ấy xử lý đi. Anh ấy đang mổ ca phức tạp, tao sẽ tự giải quyết, không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng và công việc anh ấy đang làm. Bọn tao vừa đăng ký kết hôn sáng nay, không muốn ngày vui trở thành ngày đen tối cuối giờ mày và tao đến bệnh viện xử lý con mụ ấy không rồi người ta lại có cớ nói chúng ta có tật giật mình thì sao bỏ đấy đi rồi tao sẽ nghĩ cách người ta nói cô ăn cháo đá bát được nhận nuôi rồi còn không biết điều mà đi quyến rũ chú xưởng ai nấy đều tò mò về người đàn ông trong sự việc còn lớp của cô thì không ai dám hò he tiết lộ dù đã biết vì rất sợ phải đắc tội với thiệu khiêm hết giờ học đi trên sân trường, ai nấy đều nhìn Diệp An rồi chỉ trỏ bĩu môi khinh miệt. Diệp An không hề quan tâm tới, vì tin tức này suy cho cùng cũng là sự thật. Nếu cô không mang thai thì người có tên trong đăng ký kết hôn không phải là Đinh Diệp An. Ngoài cổng trường, một đám phụ nữ thấy cô liền lớn tiếng, "Còn đĩ tiểu tam kia, mau đánh cho nó một trận, cho chưa thói đi cướp chồng người khác đi." Họ lao đến, Diệp An trợn mắt quát lên, Tôi sẽ kiện các người tội hành hung người khác Có muốn ăn cơm nhà nước thì vào đây mà đánh Nhìn sự cứng rắn Và đôi mắt lạnh quắc lên của Diệp An Mà họ ngẩn người nhìn nhau Ái Vân cầm gậy Chạy đến nơi chửi mắng Các người dừng mỡ à Cô ta thuê các người đến khóc thuê sao Cô ta mới chính là tiểu ta muốn phá hoại gia đình bạn tôi đây Còn mụ khốn ấy Yêu đơn phương chồng người khác Rồi không được đáp lại thì bày cho tiểu nhân Các người dễ bị rắt mũi thế sao Toàn lũ thừa hơi, thử động vào bạn tôi xem, Tất cả các người sẽ chịu hậu quả xứng đáng. Hai cô gái hùng dữ, thẳng mặt đối đáp, không chút sợ sệt và không dễ bắt nạt, dập tắt đi sự hung hăng của đối phương. Có những người hiểu chuyện cũng nói và chen vào. Các cô đánh người là phải đi tù đấy, chuyện gì cũng phải tìm hiểu hai phía chứ. Đám người yếu thế, không biết nên rút hay là tiếp tục dạy dỗ hai cô gái trước mặt. Lúc này một chiếc xe đỗ lại, người đàn ông bước xuống, nhìn về phía họ chầm chập nhả chữ các người đánh họ một cái, tôi sẽ lập tức bẻ tay chân mấy người cho liệt cả đời. Ái Vân thấy Hải Tùng đến, liền đứng ra sau Diệp An thì thầm. Cậu mày đến rồi, nên tao về đây. Hôm nay mày không đi xe mà, lên cậu tao đưa về. Không phiền. Cô lò dò đi, thì người đàn ông đã đứng chắn trước mặt. Lên xe đi, tôi đưa cả hai về. Tôi tự về được, không cần anh. Cô thích tôi hay sao mà phải ngại? Diệp An nhìn hai người có chút lạ lẫm mà chủ động lên xe trước còn tự động bán bạn thân cho cậu đám người kia không biết đã rút lui từ lúc nào nhanh hơn cả lúc đến nữa không ngờ ngay lập tức bức ảnh chụp hải tùng bên cạnh cô và ái vân đã được truyền đi họ đoán nam chính trong video chính là anh không hiểu kiểu gì nhiều người đã lại vào đưa ra những bình luận kiểu trai đẹp phải đi cùng mỹ nữ là đúng rồi anh ta quá đẹp trai lại còn giàu có nên có quyền được chọn người phù hợp với mình Bình luận ở bức ảnh chia hai phe, chứ không chỉ một phe như trong video của Diễm Hương nữa. Diệp An chuyển điện thoại sang cho Ái Vân thắc mắc, sao nhiều người bình luận cứ như đây là một việc nhà mình ấy nhỉ? Với kiểu công kích này, muốn nổi tiếng rất dễ, mà nó cũng khiến một người bị bạo lực mạng mà chọn đường chết đấy. Bây giờ hay theo xu hướng đám đông, bức ảnh này rõ ràng mày và tao xinh hơn, vậy mà mọi người chỉ nhận xét cậu mày vậy? Hải Tùng lái xe quay lại nhíu mày, số đông luôn đúng vì họ chưa biết anh là người thế nào ái vân sao mày cứ khó chịu với cậu tao vậy hai người đã xảy ra chuyện gì sao cả hải tùng và ái vân đều quay mặt đi không ai trả lời diệp an vẫn không buông tha mà hỏi dồn cậu có phải người ở nhà cậu đêm hôm trước là ái vân không sao mày biết nói xong ái vân gục mặt xuống tay khi bản thân bị lỡ lời hải tùng điềm tĩnh đáp cậu và cô ấy say rượu vậy cậu phải chịu trách nhiệm với bạn cháu đi chứ không cần anh ta chịu trách nhiệm mày nghĩ tao ế hay sao mà phải bằng cách này mới có người yêu chứ thế mày chịu trách nhiệm với cậu tao đi mày lan giường cậu ấy rồi bỏ của chạy lấy người à cậu ấy già như vậy rồi còn bị mày phủi tay vậy sao hả ái vân trận mắt nhìn bạn rồi nhìn gã đàn ông ngồi trên ghế lái cô sờ chán bạn mày bị ấm đầu à tao trẻ thế này sao lại phải chịu trách nhiệm với một ông già chứ hai người vừa phải thôi tôi là đàn ông chững chạc trưởng thành già khi nào chứ Hải Tùng cáo bản bực bội, dậm chân ga cho xe vút đi. Cả hai người phía sau đập lưng vào thành ghế, nhìn nhau cơm nín. Đưa Ái Vân về nhà, Hải Tùng cùng Diệp An đến bệnh viện. Gặp chị gái ở hành lang bệnh viện, anh hỏi, cô ta nằm phòng nào? Cậu định làm gì? Không phải việc của chị, nếu chị muốn em tôn trọng thì thông minh lên đi. Diệp An đẩy cửa vào phòng, Diễm Hương đang ngồi lướt điện thoại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hả hê vui sướng. Cô có vẻ thích chuyện này nhỉ, chân cô bị thương chứ não cô có làm sao đâu hay sao mà ngu quá hóa rồ rồi ai cho mày vào đây cô ấy có chân thì tự đến cần gì cô cho phép nhìn thấy hải tùng mặt diễm hương biến sắc thả điện thoại xuống giường hai người đến đây làm gì tất nhiên là để đối chất với cô mọi chuyện rồi thứ ăn không nói có bám vào người khác còn tham lam nữa có đáng được thương xót không đã vậy cô còn lươn lẹo lừa dối mọi người hải tùng sao anh lại đi bênh nó khi anh cũng yêu nó chứ anh phải giành lại nó về tay mình sao tôi có thể thích cháu của mình cô nghĩ ai cũng vì yêu mà trở nên điên loạn dối trá như cô sao anh diệp an kéo tay cậu nhờ vả cậu ra ngoài ngăn đừng cho ai vào hộ cháu chuyện này của cháu nên cứ để cháu và cô ta xử lý với nhau mày định làm gì không trả lời cho sự khẩn trương của cô ta diệp an chờ cậu ra khỏi phòng mới từ từ tiến lại gần đôi mắt rực lửa như tràn ngập hận thù cô mở điện thoại gọi đi anh yêu, chúng ta sẽ ba mặt một lời nhé. Gọi Thiệu Khiêm như vậy, tự dưng cô lại dùng mình, sắp thành diễn viên chuyên nghiệp rồi cũng nên. Ánh trăng của anh ta thì mất bình tĩnh đến run lẩy bẩy. Mày đang làm gì vậy hả? Tôi chỉ muốn để anh ấy xác nhận xem bản thân có từng qua lại yêu đương với cô không. Nếu hai người thực sự là một đôi thì tôi sẽ ly hôn cho hai người về với nhau. Ly hôn? Mày đã kết hôn với anh ấy rồi sao? Diệp An kéo ghế ngồi xuống, vác chân lên giường gật đầu xác nhận vậy nên bây giờ tôi có nên đánh ghen người không danh phận như cô và kiện cô vì tội vu khống cũng như bôi nhọ danh dự của người khác không nhỉ chính mày khiến tao mất anh ấy dù không yêu nhau nhưng tao mới là người đến trước anh ấy đã ở bên cạnh tao nhiều năm rồi tại sao mày lại xuất hiện nghiễm nhiên kết hôn với anh ấy mày nên chết đi thì hơn cô ta ném về phía cô cốc nước trên bàn nhưng lần này diệp an đã né người cho nó rơi xuống đất rồi đứng dậy như vậy thì không yêu được nên cô điên cuồng chứ gì. Cô nghĩ mình là ai mà bắt anh ấy phải kết hôn với người như cô. Vừa già vừa vô dụng, còn suy nghĩ nông cạn. Đáng lẽ để trả ơn những gì anh ấy đã làm, cô phải mong anh ấy hạnh phúc chứ không phải ép anh ấy lấy cô. Tôi có thể thông cảm được khi cô tiếc anh ấy có trong tay mọi thứ hoặc vì cô ghét tôi mà không chấp nhận cho anh ấy được hạnh phúc. Nhưng điền loạn nhận vơ thì cần phải sửa đổi ngay. Anh ấy có yêu tao, Diệp An mang điện thoại lên, nói thật nhẹ. Ông xã, anh có nghe thấy không? Anh yêu cô ấy phải không? Nghe cô gọi Thiệu Khiêm bằng từ xưng hô như vậy, mắt cô ta long lên, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, đã xấu xí lại càng xấu xí hơn. Diệp An, mày quá đáng vừa thôi, tao yêu anh ấy là đủ, không cần anh ấy phải yêu tao, tao chỉ cần anh ấy vẫn ở cạnh quan tâm tao như trước kia. Vì mày mãi mà anh ấy hở hững với tao, tại sao anh ấy lại yêu đứa con gái hoang như mày chứ không phải là tao? Cô yêu anh ấy, còn anh ấy và tôi yêu nhau, vì sao cô lại nói tôi là tiểu tam, là cướp chồng chưa cưới của cô? Đáng lẽ người nên đánh ghen là tôi, vì chồng tôi vẫn đang chu cấp cho cô tiền sinh hoạt, tiền chữa bệnh, mua nhà, thuê người chăm sóc để cô có cuộc sống như một bà hoàng, có ai tham như cô không? Đã lợi dụng chồng người khác còn muốn cướp luôn cả chồng người ta. Nếu mày không xuất hiện thì anh ấy đã lấy tao, đáng lẽ tao nên đuổi mày ra khỏi nhà cho mày chết đầu đường xó chợ đi. Đáng lẽ anh chị tao không nên nuôi mày, đồ vô ơn những gì cô làm với tôi đánh đập đánh đập chửi bới bao nhiêu tôi đều cho qua nhưng từ lúc các người ép tôi ra khỏi nhà tìm mọi đường dồn tôi vào đường chết thì tôi bắt đầu tính toán lại cô mang bà đến nhà tát tôi hai cái còn bản thân chửi bới tôi nhiều lần và thêm lần này nữa tôi nên tính toán đòi nợ với cô thế nào đây mày chẳng làm được gì tao hết khi anh ấy biết mày thực chất chỉ là một đứa con của người đàn bà cướp chồng người khác thì sẽ quay lại với tao thôi Chừng nào còn thở, tao sẽ không để mày hạnh phúc với anh ấy đâu. Cô nhất định phải phá hoại hạnh phúc của tôi sao? Tôi có làm gì cô đâu, sao cô lại ác thế? Mẹ tôi sai lầm đã phải trả giá. Vì sao các người cứ đay nghiến một đứa trẻ vô tội như tôi? Tôi chết thì các người mới buông tha, mới hài lòng có phải không? Diệp An miếu máu khóc rừng rức, khiến Diễm Hương đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điện thoại của cô ta liên tục có thông báo đến lúc này mở điện thoại lên thì mới thấy những gì họ vừa nói đã được diệp an phát trực tiếp trên facebook thậm chí bài đăng còn tăng cả tên cô ta vào tắt phát trực tiếp diệp an không còn khóc mà tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra từ lúc cậu ra ngoài cô đã đăng phát trực tiếp chứ không phải gọi cho thiệu khiêm khi lượng người quan tâm đến chuyện của mình tăng đến chóng mặt cô cần phải tận dụng để giải quyết mọi chuyện trước khi cô ta kéo được đông người hơn ủng hộ mà đồng loạt quay lưng chửi bới cô cùng thiệu kiêm cô tránh nhắc tên anh nên mới gọi bằng những từ ngữ mà đến trong mơ cũng không thể thốt lên nổi diệp an con điên này mau xóa bài đi vì sao tôi phải xóa diễm hương nhoài người muốn lấy điện thoại của diệp an nhưng lại không thể với tới diệp an nhếch miệng cười nhìn sự sợ hãi trên mặt cô ta mà thỏa mãn ban đầu thì có thương xót tội lỗi nhưng khi xem lại camera cuộc nói chuyện của cô ta và thiệu khiêm thì cô đã hiểu tất cả chỉ là lừa dối vốn dĩ chỉ có cô ta ảo tưởng anh yêu vì đã quan tâm tạo điều kiện suốt bao nhiêu năm qua lần này về nước cô ta đòi anh phải kết hôn đòi có danh phận nhưng anh chưa trả lời chưa đồng ý bảy năm qua số tiền anh bỏ cho cô ta sống ở mỹ điều trị rất lớn tới mức bất ngờ cô cũng không hiểu vì sao anh lại tốt với cô ta như vậy. Cô cũng đã suy nghĩ rất lâu để phân tích xem người mà anh nói với cô sẽ kết hôn là ai nhưng chẳng tìm ra được, rồi thôi chẳng bận tâm nữa, vì bây giờ người kết hôn với anh lại là cô rồi. Hãy tỉnh táo lại, tu cái miệng chửi đồng và luyện trí não cho thông minh chút đi. Diệp An coi như đã trả bài xong, từ bây giờ ai mắng chửi xúc phạm đến mẹ, đến bản thân thì cô sẽ thẳng thắn đối diện. Quá khứ không thể thay đổi nên cô sẽ thay đổi hiện tại và tương lai. Xoay người rời đi nhưng chưa kịp mở cửa thì tóc cô bị nắm lấy, giật ngược về sau, da đầu bị kéo căng đến mức đau nhức. "Hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại đứa con hoang như mày." Diệp An không tin vào tay mình khi nghe tiếng của Diễm Hương. Cô tưởng có ai đó trong phòng đã giúp cô ta lấy điện thoại, nhưng không, chính là cô ta. Nhưng sao cô ta làm được điều này? Tóc bị túm lôi sành sạch. Diệp An bất ngờ trước sức mạnh như châu vật của cô ta. Dù muốn thoát cũng không nổi nên hét ra ngoài. Cậu, cứu cháu! Cánh cửa bật mở, Hải Tùng nhíu mày định lao đến. Nhưng Diễm Hương đã cầm con dao gọt hoa quả, dí vào cổ Diệp An, gào lên. Anh lại gần, tôi sẽ đâm nó. Chân cô khỏi rồi sao? Quá tức giận nên dường như cô ta quên mất bản thân phải dùng xe lăn. Chân không thể đi được, nhưng lúc này đây chân cô ta hoàn toàn bình thường. Diệp An lợi dụng sự hốt hoảng của cô ta khi bị lộ bí mật mà nắm lấy chuôi dao còn cắn thật mạnh vào tay cầm và chân nhấc lên dùng một lực thật mạnh dẫm xuống mu bàn chân của cô ta còn nghiến thật lực. Ngay lập tức cô ta đau mà buông tay, hét lên. À, con điên! Hải Tùng nhanh chóng đến kéo Diệp An về phía mình. Chân một người bị lìa sẽ không cảm nhận được đau đớn, cô khỏi từ bao giờ. Lời cậu nói khiến cô tái mặt, lắp bắp không nên lời phải chăng cô ta lợi dụng lòng tốt của thiệu khiêm mà đóng kịch nhằm trói buộc anh hôm nay những ngày tháng ăn bám của cô ta đã chính thức kết thúc hai người rời đi cô ta như phát điên mà gào thét xô ném đồ đạc trong phòng khi nãy cậu có chụp ảnh cô ta đứng vững không nhìn cháu bị như vậy còn nghĩ được sao vậy thì cô ta sẽ lại lươn lẹo và đổ tội cho cậu cháu mình đặt điều thôi cô ta dám đối đầu với cậu sao diệp an cười thành tiếng ngả đầu trên vai hải tùng thì thầm cảm ơn cậu. Nụ cười trên môi cả hai tắt ngấm, trước mặt họ là Thiệu Khiêm, vẫn đang mặc trên mình bộ quần áo phẫu thuật. Khuôn mặt lẫn ánh mắt vô cùng mệt mỏi, lo lắng. Diệp An chạy đến chỗ anh hỏi, sao anh lại ở đây, đã có chuyện gì sao? Anh gạt cô ra mà đi băng băng về phía khoa cấp cứu. Điện thoại của hai tùng đổ chuông, anh liền nghe máy, vội vã trả lời. Tôi đang ở bệnh viện, qua ngay bây giờ. Anh chạy đi theo hướng thiệu khiêm mà chẳng kịp nói lời nào diệp an muốn chạy theo mà nhớ ra mình đang mang thai nên chỉ dám đi từ từ đến phòng cấp cứu chẳng lẽ ca mổ của thiệu khiêm đã có vấn đề rồi lòng nóng như lửa đốt quãng đường đến khoa cấp cứu tự dưng xa như cả ngàn cây số trước cửa phòng rất đông bác sĩ được triệu tập hải tùng cũng đã thay quần áo khẩn trương đi vào thấy diệp an anh chỉ kịp nói một câu bệnh nhân của thiệu khiêm xảy ra vấn đề rồi cửa phòng cấp cứu vội đóng lại cô chỉ kịp nhìn thấy thiệu khiêm đang trong ấy rồi cả ba của ái vân cũng vội vàng đi vào có chuyện gì mà mọi người lại lo lắng đến như vậy người nhà bệnh nhân ùa đầy ở hành lang thầy dược lý bám vai vợ đang khóc chết lặng nhiều người đang cau có khó chịu mắng chửi thiệu khiêm là bác sĩ vô trách nhiệm còn trách thầy dược lý là sao lại cho con gái phẫu thuật thẩm mỹ họ nói rất nhiều càng làm cho cô dối trí một lát phòng cấp cứu được mở ra các bác sĩ cũng áo ra ngoài Bệnh nhân được đẩy trên xe Thiệu Khiêm bị một người đàn ông túm lấy cổ áo định hành hung Nhưng anh gạt ra lạnh lùng nhà chữ Côn đồ thì cút Người đàn ông được thầy dược lý kéo lại Dù sao anh và thầy cũng là đồng nghiệp Nên vẫn có phần nể nhau Thiệu Khiêm con bé sao rồi Cô ấy sẽ được đưa vào phòng mổ Thực hiện song song hai ca mổ Bây giờ các bác sĩ sẽ hội chuẩn Để tìm ra phương án thích hợp Thầy cứ bình tĩnh nói rồi anh liếc qua chỗ diệp an mới nhanh chóng chạy đi cô vẫn còn thấy trên tay áo anh có dính máu gần như anh đã từ phòng mổ đến thẳng đây mà chưa thực hiện cả việc sát khuẩn đứng trước cửa phòng phẫu thuật bệnh nhân được đưa vào chưa lâu thì cô thấy thiệu khiêm đã thay bộ đồng phục của anh ở viện cùng với hải tùng đi vào phòng mổ họ khẩn trương đến nỗi không thể nói với cô một lời viện trưởng xuất hiện nói với người nhà Bệnh nhân có khối u lớn ở não mà không phát hiện ra nên quá trình thẩm mỹ xảy ra biến chứng. Bây giờ bệnh viện sẽ để hai bác sĩ đồng thời tiến hành mổ cho con gái ông bà. Mọi người chịu khó đợi thôi, có thể ca mổ sẽ khá lâu nên ai mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Bác sĩ, con gái tôi sẽ không sao phải không? Phải đợi hai người họ kết thúc ca mổ mới có thể nói được, nhưng ông cứ tin vào họ đi, cả hai đều rất xuất sắc. Nói rồi, ông bước đến chỗ Diệp An, vỗ vai nói: Thiệu Khiêm nhắn cháu hãy qua phòng nó nghỉ ngơi, đừng đứng đây nữa sẽ mệt. Ông đưa cho cô thẻ nhân viên bệnh viện của Thiệu Khiêm, dặn. Phòng ăn dành cho nhân viên bệnh viện ở trên tầng 9. Cháu lên đấy dùng thẻ của Thiệu Khiêm, gọi đồ ăn tạm đi. Đứng đây cũng không giải quyết được gì cả. Cả mổ phải nửa đêm hoặc là dạng sáng mới kết thúc được. Khi nào xong, nó sẽ tìm cháu ở phòng. Diệp An còn trần trừ, thì ông kéo tay đi. Đi đi, đứng đây những người nhà bệnh nhân nổi cáu mà làm cháu bị thương thì khổ đấy. Vâng ạ. Viện trưởng đến thang máy, đi về phòng của mình, còn Diệp An cũng đi về cuối hành lang, nơi có phòng của Thiệu Khiêm. Nhưng cô ngồi cũng xót ruột, nên cứ đi đi lại lại, lo lắng không thôi. Ngày họ kết hôn và cả hai gặp chuyện, quá sức bất ổn. Ngồi bên bàn ăn, nuốt thức ăn cũng không nổi, nên Diệp An cứ gầy gầy không muốn ăn. Bụng thì xéo ẩm ý vì đói, mà miệng lại không muốn nhai, đến mang thức ăn lên miệng cũng bệ sạc. Ăn một chút cho ấm bụng Cô xin nước pha một bình trà bạc hà Cẩn thận đậy nắp kín Cô kéo một nhân viên phòng ăn lại hỏi Các bác sĩ làm việc đêm Có được chuẩn bị đồ ăn không ạ à? Có, cứ hết ca các bác sĩ đến đây Sẽ được nấu đồ ăn Dạ cảm ơn chị Diệp An trở về phòng đặt bình trà giữ nhiệt Lên bàn làm việc của anh Ngồi chờ đợi Đồng hồ cứ chậm chạp nhất từng giây Cô nhìn kim đồng hồ chạy muốn hoa cả mắt Khi chờ đợi bất cứ điều gì thời gian luôn chuyển động chậm chạp. Tiếng bác sĩ buổi sớm vọng vào phòng, Diệp An hé mở mắt, hai tay tỉ lên bàn, gối đầu mỏi nhừ, cả người cũng mỏi. Ngồi bàn đọc sách vậy mà cô lại ngủ quên. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng và Thiệu Khiêm vẫn chưa trở về phòng. Sợ có chuyện gì xảy ra nên Diệp An lững thững đi về phía phòng mổ. Nhưng chẳng thấy người nhà bệnh nhân. Nữ y tá nói ca mổ đã kết thúc cách đây 2 giờ và các bác sĩ đã thành công lấy điện thoại gọi cho thiệu khiêm mà anh không nghe máy nên cô lại gọi cho cậu cũng không thấy lóc cóc đến khoa thần kinh tìm hải tùng gõ cửa mãi không đáp nên cô đẩy nhẹ cửa vào phòng hải tùng vẫn còn nguyên bộ đồ phẫu thuật nằm yên lặng ngủ trên giường có lẽ là mệt quá nên cô không đánh thức cậu nữa chẳng biết thiệu khiêm đã đi đâu điện thoại anh không nghe máy nên diệp an chỉ còn biết quay lại phòng anh không nghỉ mà đi lang thang đâu vậy đứng nơi cửa phòng nhìn vào trong, Thiệu Khiêm đang nằm trên giường như chuẩn bị ngủ. Diệp An nhuyển miệng cười te toét, chưa lúc nào cô lại mong chờ nhìn thấy anh như vậy. Khẽ đóng lại cửa phòng, cô định mang bình trà cho anh, nhưng nó đã hết. Anh ăn gì chưa? Mệt quá không muốn ăn, bây giờ chỉ muốn ngủ một chút, em về nhà nghỉ ngơi đi. Cô định hỏi về ca mổ, nhưng anh đã nhắm mắt, nhịp thở cũng đã đều đều, có lẽ mệt quá rồi thì phải bước thật nhẹ về phía anh. Thiệu Khiêm dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Chẳng làm phiền anh, cô chỉ hôn xuống môi thật nhẹ như chào tạm biệt rồi lặng lẽ ra về. Sáng nay anh đến lớp dậy, chắc chắn sẽ là một phen lao sao. Diễm Hương đã gỡ video khóc lóc lừa dối người ta chuyện về hai người nhưng vẫn chưa dừng lại khi bài phát trực tiếp của cô đã rất nhiều người tiếp cận đến. Cái giá của việc lợi dụng tình thương của dân mạng để đợi họ khóc thuê quá đắt. Không biết ai đó đã đào ra video cô bị ba mắng chửi đánh vào buổi chiều hôm ấy. Vậy nên gần như sự luận quay ngoắt đổi chiều sang thương xót cho cô. Họ còn an ủi, nào là mỗi người sinh ra không có quyền được chọn gia đình nên cô ấy thật đáng thương. Đã nhận nuôi thì cũng là con, sao lại đánh chửi con gái như vậy? Nếu tôi bị đối xử như thế thì cũng trả thù, sao phải nhường người mình yêu cho một kẻ mình ghét? rất nhiều người bình luận, an ủi và bày tỏ sự cảm thông. Trong đó còn có người xin lỗi vì đã hiểu sai. Nhiều người còn bị mắng chửi là chửi người ta cho sướng miệng. Nhớ đâu cô ấy nghĩ quẩn thì ai chịu trách nhiệm? Ai nghĩ quẩn chứ cô thì không. Dù cuộc đời có không công bằng với cô trong suốt 21 năm nay thì cũng chưa bao giờ cô nghĩ quẩn cả. Không muốn sự việc tiếp tục ồn ào khi hiểu lầm phần nào đã được giải quyết. Diệp An chuyển chế độ bài viết về chỉ mình tôi. Ra khỏi bệnh viện, trời đã hừng sáng, nhịp điệu hối hả của ngày mới bắt đầu. Ngựa cổ nhìn bầu trời sáng vàng, hít thở thật sâu, tự thấy tâm trạng của mình thật tốt. Chỉ ít cô sẽ không còn áy náy về diễm hương nữa. Cô ta đánh đá, thảo mai, lừa cả người đã xúc mình như vậy thì hậu quả ra sao tự chịu. Thiệu Khiêm đối xử không tốt với cô, nhưng anh đã sang tay giúp đỡ lúc cô cần nhất. Vì vậy, ít nhiều anh vẫn là ân nhân. Ân nhân ấy bây giờ là chồng rồi. Về nhà với một đống thực phẩm trong tay, Diệp An xếp đầy tủ lạnh rồi vào bếp nấu ăn. Sáng nay anh có tiết dạy lớp cô nên chắc sẽ về qua nhà thay đồ ăn sáng. Bật lên những bản nhạc nhẹ, Diệp An chú tâm vào nấu nướng. Có chút bày vẽ nhưng tâm trạng lại thoải mái. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, còn cô đã là người có chồng. Nghĩ đến mình có chồng lại là thiệu khiêm. Hai má bất giác nóng gian, miệng không ngậm được nụ cười thiệu khiêm về nhà có chút lạ trên bàn có hoa tươi diệp an trong bếp vừa nấu ăn vừa hát theo lời bài hát đang phát người còn nhún nhảy đung đưa anh đã đứng ở cửa bếp dựa tường khoanh tay đứng nhìn mà cô không hề biết mãi đến khi một vòng tay ôm qua eo cái đầu gác lên cổ diệp an mới giật mình nghiêng mặt nhìn anh cười anh về rồi à mau lên tắm đi rồi còn ăn sáng mệt không muốn ăn Diệp An xoay mặt môi vừa vặn chạm vào má anh, hôn thật kêu. Càng mệt càng phải ăn, chẳng phải anh dạy tôi thế sao, tôi đã nấu những món anh thích rồi mà. Anh chỉ vào môi mình ra hiệu, Diệp An bật cười nhưng không từ chối mà kiễng chân hôn lên môi anh. Hôm qua bận nên không đưa em đi chúc mừng được, tối nay sẽ bù nhá. Anh có xem ngày đi đăng ký kết hôn không thế, bất ổn chết đi được. Em lại tin bói toán thế sao, không may trùng lập thôi lo lắng gì chứ anh đi tắm đi tôi nấu xong rồi đây từ lúc quyết định kết hôn cuộc sống của cả hai dường như có sự thay đổi lớn thiệu khiêm cũng ít cáu với cô hơn thì phải đến lúc này anh đang thực hiện đúng trách nhiệm với lời mình đã nói nếu không yêu nhưng cứ sống bình yên như thế này cũng tốt thiệu khiêm mệt nên anh ăn không nhiều anh đã từng mổ những ca dài hơn nhưng cũng không mệt đến vậy có lẽ tâm trạng anh đang bị chi phối bởi việc khác ngoài ca mổ đã có chuyện gì xảy ra với anh phải không tâm trạng anh không tốt nên ăn không ngon miệng không có mau ăn đi còn đi học không em sẽ bị muộn đấy giảng viên còn đang ở nhà thì sao tôi phải lo muộn chứ tôi sẽ không ưu tiên cho em đâu nên lo học hành tử tế vào như vậy tôi sẽ không thấy mắc nợ anh ba năm học cô chưa từng nhờ vả sự ưu ái của thầy cô tất cả tự lực cánh sinh nên môn của anh chắc chắn bản thân sẽ tự học được. Chỉ là sau đó, thai kỳ bị ngén, khiến cô mệt mỏi không thôi. Sau vụ ngày hôm qua, Diệp An không từ chối đi cùng xe anh đến trường. Lần này còn đợi anh mở cửa xe, tự nhiên khoác tay anh đi, không cần phải trốn tránh nữa. Em không sợ bạn học biết sao? Vì sao em phải sợ khi anh chính xác là chồng em chứ? Đây mới chính là bản chất của em, sống cho mình, đừng nhìn về người khác hơn nữa em nên khẳng định chủ quyền để ai cũng biết tôi đã thuộc về em mọi người đều đã biết vì sao cô úp mở không nói chuyện đã xảy ra anh cũng không cần phải biết nữa anh phải qua văn phòng khoa nên cô tách về giảng đường trước cả lớp đều đã có mặt chỉ còn mình diệp an là đủ bạn học nhìn cô không còn như ngày hôm qua họ lảng tránh ánh mắt diệp an nhưng không ai chủ động lên tiếng xin lỗi ái vân đưa cho cô lọ sữa chua hỏi thăm nghe bà tao nói hôm qua ca mổ của anh ấy gặp trục trặc sao anh ấy chưa nói xảy ra chuyện gì nên tao cũng chưa biết nữa sáng nay anh ấy mệt ăn còn chẳng nổi nên tao cũng không vội tò mò ái vân nghiêng người ghé sát tai diệp an nói nhỏ hình như thầy ấy bị kỷ luật đấy bệnh viện thẩm mỹ cũng bị cơ quan ban ngành kéo vào kiểm tra thật hả? ừ bà tao nói vậy nhưng ông nói lỗi ở phía bệnh nhân bên bệnh viện thầy ấy làm đúng quy trình thì không sợ nhưng chắc cũng phải ảnh hưởng ít nhiều về danh tiếng. Ở bệnh viện chỗ ba tao sẽ đình chỉ cầm dao mổ đến khi sự việc được điều tra rõ ràng. Diệp An thở dài, rõ ràng là chuyện vậy mà anh cứ nói không có gì. Sự việc nghiêm trọng như vậy, bảo sao không còn tâm trạng ăn uống. Thiệu Khiên vào lớp, cô nhìn theo anh có phần xót ruột, nhưng anh không nhìn tới mà bắt đầu giảng bài. Anh tập trung, còn cô thì mải nghĩ đến việc xảy ra nên chẳng vào đầu được bao nhiêu chữ hai lần anh gọi phát biểu cô đều trả lời sai an nếu em mệt xuống phòng y tế đi không ạ à, bà này hơi khó hiểu nên em chưa học tốt mọi người xì xầm bàn tán người ghét cô thì làm nhảm cậy chồng làm giảng viên mà lười hình như thiệu khiêm cũng nghe thấy anh đến cạnh cô nhẹ xoa đầu bạn học diệp an tối nay về nhà tôi phụ đạo thêm cho em miễn phí em mới học trả bằng thứ khác cũng được không nhất thiết bằng tiền diệp an đỏ mặt Ái Vân nhìn xuống nhóm bảo an lớn tiếng. Vợ chồng nhà thầy nên về nhà bảo ba neo đi, đừng khiến nhiều người ghen tị chứ. Thiệu khiêm vậy mà lại kéo Diệp An ra khỏi chỗ, ôm lấy vai cô, còn giơ ngón tay đã có nhẫn của hai người. Hôm trước các bạn hỏi vợ tôi là ai, không muốn xấu các bạn, nhưng vì Diệp An không muốn nói nên mới phải úp mở như vậy. Tôi và An đã đăng ký kết hôn, còn thiệp mời đám cưới thì mọi người đợi thêm tuần nữa. Một bạn học trong lớp đứng lên đại diện nói diệp an xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu chúc cậu và thầy trăm năm hạnh phúc đã có chuyện gì xảy ra sao hiểu lầm gì ở đây cả lớp nhìn nhau ái ngại không ai lên tiếng giải thích và trả lời câu hỏi của thiệu khiêm có người đưa ánh mắt nhìn diệp an mong cô giải vê cho họ mọi người bị thao túng tâm lý nên đó là điều dễ hiểu thôi bỏ qua đi dù sao chúng ta sẽ học cùng nhau nhiều năm nữa ghét bỏ nhau không tốt chút nào phải không mọi người xôn xa tán thành Diệp An nắm tay anh khẽ nói Hết giờ tôi sẽ giải thích Tất cả là do các tình địch của tôi gây nên Không phải lỗi do các bạn ấy Khuôn mặt anh giãn ra đồng ý Nhưng không quên cảnh cáo Tốt hơn em phải thành thật một chút Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay Chúc mừng bạn học của chúng ta nào Ái Vân đứng lên khởi sướng đầy hào hứng Nhưng Diệp An biết Nó sẽ lại bày trò gì đó Hôm trước tôi đã nói Nếu lời bảo An sai Thì cô ta phải xin lỗi Diệp An và cả lớp không biết mọi người có nhớ không? Tất cả đều dồn ánh nhìn xuống, khuôn mặt cô ta lúng túng như gà mắc tóc. Bây giờ có Thiệu Khiêm ở đây nên chắc chắn sẽ không rảo biện được nữa. Lúc cậu nói sai hùng hồn lắm cơ mà, sao bây giờ miệng lại câm như hến vậy? Bạn học nhao nhao lên, trong thời gian ngắn họ bị thao túng tâm lý đến hai lần và còn bị lừa dối nữa. Tôi có quen biết sơ sơ bảo an nhưng chưa từng có bất kỳ liên quan nào cả. Thiệu Khiêm lên tiếng giải thích càng khiến cho mặt bảo an khó coi hơn cuối cùng nó cũng phải lên tiếng thầy em xin lỗi người cậu cần xin lỗi là diệp an nữa nếu cô ta không xuất hiện tôi đã hứa hôn với thầy rồi nên vì sao tôi phải xin lỗi ai nấy đều đưa người nhìn lén thầy thiệu khiêm mọi người đều tò mò xem náo nhiệt bảo an mỗi người tôi thích không phải là em nếu không có diệp an thì sẽ là một cô gái khác tôi chưa từng đồng ý sẽ hứa hôn với em vậy nên đừng có cố ngộ nhận từ bây giờ phiền em hãy tránh xa vợ tôi một chút chuyện liên quan tới cô ấy tôi sẽ giải quyết thầy chấp nhận yêu một đứa con hoang như nó sao ái vân đứng bật dậy chống tay chỉ thẳng mặt cô quát mắng bảo an mày quá đáng rồi đấy mày sinh ra có đủ cha mẹ yêu thương nhưng tao thấy cách hành xử của mày không khác gì một đứa vô học dối trá lừa lọc hoang tưởng và ăn nói mất dậy đúng vậy theo tớ thấy cô ta còn kênh kiệu ảo tưởng về bản thân nữa cô ta bị bẽ mặt trước cả lớp ngậm miệng hạt thị, không thể nói nổi trước sự phản bác của mọi người. Cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay mà nói. Diệp An, xin lỗi. Mày và tao nước sông không phạm nước giếng, không có thêm lần nào nữa tao nhịn và bỏ qua cho mày đâu. Thiệu khiêm cho cả lớp học bù khoảng thời gian đã tám chuyện. Cô ta muốn xin nghỉ sớm, nhưng anh không cho. Ngay sau đó không lâu, cô ta đã xin chuyển khoa vì chẳng còn mặt mũi nào học cùng cả lớp nữa nhờ vào quan hệ của ba mình, cô ta đã được chuyển sang khoa nội. Hết giờ học, Diệp An nhận được điện thoại, Thiệu Khiêm đang chờ ngoài xe, nên không đi nhờ xe ái Vân nữa. Bình thường hôm nay, anh sẽ phải đến bệnh viện, nhưng có lẽ bị phạt thật rồi, nên mới rảnh rỗi quay lại trường đón cô. Ái Vân thấy xe của Thiệu Khiêm liền trêu chọc bạn. Bây giờ có đứa một bước có chồng đưa đón nhá, bỏ rơi bạn bè đúng không? Thôi mà, mày mau có người yêu đi, cậu tùng tao là lựa chọn không tồi đâu mày đừng nhắc tới anh ta nữa mất cả hứng diệp an bật cười vẫy tay tạm biệt đi về phía xe thiệu khiêm có chuyện gì mà vui vẻ vậy ái vân ca thán tôi bỏ rơi bạn bè suốt ngày bám chồng đấy bảo cô ấy rước cậu ế của em đi chẳng phải sẽ có chồng sao anh lái xe rời khỏi bãi đỗ vậy mà không quên chuyện xảy ra ở lớp nói cho tôi nghe chuyện gì đã khiến cả lớp hiểu lầm em là do bảo an cứ nhận anh là chồng sắp cưới của nó nên khi biết tôi và anh có quan hệ mới nghĩ là tôi cướp anh của nó tôi dễ dàng bị cướp vậy sao chẳng phải là do đứa bé mà anh mới kết hôn với tôi sao không cướp của bảo an thì cũng cướp của người khác anh liếc nhìn sang một cách lạnh lùng dường như không đồng tình chợt nhớ ra chuyện của diễm hương cô đề nghị chúng ta đến thăm cô út một chút đi sao tự dưng em quan tâm cô ta vậy Diệp An mở Facebook của mình lên với hàng trăm nghìn người theo dõi chỉ sau hai ngày và nói Tôi nổi tiếng bất đắc dĩ vì người mà anh định kết hôn đấy. Nếu muốn biết vì sao thì cùng nhau đến bệnh viện đi. Nói qua đi. Anh sẽ bánh lái hướng sang đường đi đến bệnh viện. Cô mở lại bài đăng của mình lên cho anh nghe tiếng. Mặt thiệu khiêm trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn sang. Diệp An dùng mình vì nghĩ anh sẽ nổi giận khi đưa chuyện này lên Facebook chuyện xảy ra bao giờ sao em không cho tôi biết thì bây giờ biết cũng chưa muộn mà vì sao lại có bài đăng này vì diễm hương đã gỡ bài nên diệp an không có cho anh xem nên đành phải chọn cách đối chất cô ta còn có món quà bất ngờ cho anh nữa đấy đừng có nói với tôi bằng giọng mỉa mai ấy anh nổi cáu tỏ rõ sự khó chịu đố xe vào bệnh viện anh nắm tay cô lên thẳng phòng diễm hương chẳng thèm gõ cửa mà cứ vậy tự động mở vào Diễm Hương vẫn đang nằm trên giường, giật mình ngồi bật dậy. Mắt cô ta sưng húp, nghe chừng đã khóc rất nhiều. Sao anh lại đưa nó đến đây? Anh có biết nó đã làm gì không? Tôi cũng đang muốn hỏi cô đây. Vì sao khiến vợ tôi nổi tiếng như vậy hả? Nhìn sự giận dữ của Thiệu Khiêm, cô ta hốt hoảng đến sợ hãi. Diệp An từ tốn, tưởng thuật lại. Cô ấy đăng video kể lại tính yêu đẹp của hai người, còn đưa ảnh tôi lên, ghi chú là con giáp thứ 13, nên cộng đồng mạng đã lao vào Facebook tôi đòi xử. Vì vậy trong hai ngày, Facebook của tôi tăng cả trăm nghìn lượt theo dõi đấy. Diễm Hương ngay lập tức đã lật lọng. Em không làm gì hết, chính nó đến đây uy hiếp gây sự, còn nói em đừng làm phiền khi hai người đang ngủ với nhau mà mất hứng. Vợ tôi đã cảnh báo rồi thì tôi không nhắc lại nữa. Đêm hôm vợ chồng người ta sinh hoạt thì đừng phá đám, rất vô duyên. Diệp An đang tức lộn ruột với sự trơ chẽn của Diễm Hương, rất muốn lật lưỡi cô ta lên xem có bình thường không mà lật lọng ghê thế. Vậy nhưng nghe Thiệu Khiêm nói thì cơn giận bỗng chốc bị dội nước đá, nguội luôn được. Cô đã tưởng anh sẽ quay sang hỏi có phải không cơ đấy. Để trả thù, cô lại vào vai diễn viên yêu chồng nên bám vai anh dựa sẫm Ông xã à, cô ấy mắng em nhiều lắm, còn nói anh yêu cô ta nữa kìa. Cô thấy Thiệu Khiêm dùng mình một cái mà hơi ngại. Diễn xuất tốt quá rồi, chắc cái này cô thừa hưởng từ mẹ cũng nên cô đã nghĩ anh sẽ nói cô ta nặng lời lắm ai ngờ chỉ nhẹ nhàng cô hãy mau trở về điều trị tiếp đi ở đây không tốt cho tâm trạng đâu chẳng hiểu vì sao anh vẫn luôn ưu ái diễm hương luôn nhẹ nhàng phân tích còn với cô chưa bao giờ làm vậy diệp an buông tay anh ra không tham gia nữa nhưng rồi bàn tay lại được nắm lấy lòng bàn tay hai người áp sát nhau anh tiếp tục nói vợ tôi có sao cô không tới lượt cô xen vào tôi lấy ai cũng không có trách nhiệm phải giải trình với cô lý do vì sao khiêm anh bị nó lừa đấy lúc này diệp an không nhịn được mà lớn tiếng tôi lừa anh ấy đấy thì sao nào còn cô vì sao chân đi được rồi mà cứ ngồi xe lăn để lấy tiền của anh ấy mặt diễm hương tái đi nhưng cô ta đúng là có đeo cả trăm cái mặt nạ nên vẫn rất trờ chẽn an em đang nói gì đấy thiệu khiêm cô ta ngậm máu phun người cô ta không muốn anh quan tâm em nữa nên ích kỷ đấy không nói không rằng diệp an đến giường lật chăn diễm hương lên kéo chân cô ta thật mạnh còn bấm móng tay vào da thịt thật sâu vậy mà cô ta nhịn đau không kêu lấy một tiếng trận tôi đã không còn cảm giác lâu rồi vậy sao diệp an nắm tay cô ta lôi tuột xuống giường diễm hương la lên thiệu kiêm cứu em anh lại lựa chọn đứng im nhìn diệp an hành động vì anh đã thấy cô ta đưa chân ra trống khi cả người kéo bị ngã xuống đó là phản xạ cơ bản khi ngã. Nếu chân không có cảm giác thì sẽ cứng và không linh hoạt cọ quậy được như vậy. Cô đã đi được từ bao giờ? Anh bình tĩnh hỏi, nhưng trong giọng có chứa cả sự tức giận. Diệp An bất ngờ dẫm lên chân cô ta, bị đánh úp liên tục, lại bị chi phối bởi câu hỏi của Thiệu Khiêm, nên cô không nhớ ra mình đang phải diễn mà hét lên. Còn điên này, mắt mày mù à? Xin lỗi, đã làm cô đau chân rồi. Vở kịch bị hạ, Cô ta nhìn Thiệu Khiêm sợ hãi, thế mà vẫn biện minh. Em đang định nói với anh khi về nước, nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá nên chưa kịp nói. Hơn nữa chân em đi yếu, bác sĩ dặn vẫn phải ngồi xe lăn thêm một thời gian. Cầm miệng! Anh quát mà Diệp An cũng giật mình, gión rén trở về bên cạnh, đứng nép phía sau, ngoan ngoãn như một con cún. Cô ta lại sở vờ khóc lóc, thật chán muốn chết. Vậy nhưng cô ta không biết, anh rất ghét nhìn phụ nữ khóc em không dám nói vì sợ anh bỏ rơi em mà thôi những việc em làm đều là vì anh lời biện minh thật là cảm lạnh tôi bây giờ có người lo rồi nên không cần cô sống vì tôi nữa coi như tôi đã thực hiện lời hứa của mình xong tôi sẽ cho cô thêm một số tiền nữa để gối đầu mà lo cho cuộc sống sau này thiệu khiêm em không học đại học làm sao có thể kiếm tiền đây vậy bảo anh trai cô nuôi cô đi ông ta nhiều tiền đấy vì anh mà chân của em mới bị liệt nên em mới không có tương lai. Bây giờ anh vì nó mà rũ bỏ trách nhiệm, anh là gã đàn ông tồi, có mới nới cũ. Đúng vậy, bây giờ cô mới biết tôi là sở khanh sao. Cũng không muộn lắm đâu, nhận ra sớm rồi thì tránh xa tôi đi, đừng cố mà dựa dẫm vào tôi nữa. Sự tàn nhẫn lạnh lùng của anh sử dụng lúc này lại trở nên thật sự đúng đắn. Vậy là cái gì cũng có hai mặt. Khi đưa cô ta đi Mỹ, anh đã khuyên hết nước hết cái là sẽ lo cho cô ta đi học, nhưng năm lần bảy lượt cô ta từ chối với lý do đợi chân khỏi. Anh còn thuê cho cả giáo viên về nhà dạy vì thiết nghĩ với chân như vậy hợp với chơi nhạc. Vậy mà, dăm bữa nửa tháng, cô ta lại từ chối, với lý do trị liệu mệt nên không học vào. Rồi cho cô ta lựa chọn học nghề. Bất kỳ nghề nào, anh cũng sẽ tìm được người dạy. Nhưng cô ta tự cho mình là người vừa tàn vừa phế, tự biến mình thành kẻ vô dụng. Hóa ra cô ta muốn dựa dẫm là chính. Nghĩ bám lấy anh lo cho thì cần gì phải kiếm nghề học làm gì cho cực. Suy nghĩ cũng đúng, khi có người nuôi, lo cho tận chân răng rồi thì học làm gì cho mệt. Ai vào hoàn cảnh như này cũng sẽ ỉ lại như vậy mà thôi. Ngồi trên xe, Diệp An thấy mặt anh cau có, khó chịu như vậy, cũng chẳng dám ho he. Bị phản bội, lửa dối thì ai cũng sẽ đau mà thôi. An, sang lái xe đi, tôi gọi điện thoại nói chuyện với bạn một chút anh dừng xe đổi lái rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn richard diễm hương đã khỏi chân từ bao giờ khiêm cô ấy đã không còn điều trị tôi nữa lâu rồi tại sao cậu không nói với tôi cô ấy nói cậu thuê bác sĩ khác điều trị mà tôi còn gọi cho cậu làm gì chứ tôi không thuê ai ngoài cậu cả vậy sao cô ta lại nói thế tôi đã điều trị cho cô ta có cảm giác và đi được đoạn ngắn rồi đấy bây giờ đã đi được chưa đi được rồi Cảm ơn cậu. Sao hôm nay cậu lại gọi cho tôi? Hỏi thăm vậy thôi. Cảm ơn cậu nhé. Gặp sau. Hóa ra cô ta nói tự thanh toán tiền cho bác sĩ là lừa anh để chuyển người điều trị. Anh không thường xuyên hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cô ta sao? Lâu quá nên chẳng hỏi nữa. Chữa trị quá lâu không có kết quả nên gần như anh phó mặc cho bác sĩ và giúp việc bên ấy. Đôi lúc chỉ gọi điện cho cô ta hỏi thăm. Chẳng ngờ cô ta lại giỏi diễn kịch như vậy vậy anh không qua đó thăm cô ta sao trước kia mỗi năm một lần nhưng hai năm nay không sang công việc bận nên không còn thời gian nữa anh bận thật nhỉ diệp an cười thành tiếng khi nghĩ đến việc vì bận với cô nên anh không đi được em làm tôi bận hơn tôi đâu có cấm anh đi thăm người tình bí mật đâu nói năng đáng đánh cất cái giọng ấy đi cô rụt cổ cười vui vẻ mở nhạc lên khi quay sang anh đã ngủ mất sừng đèn đỏ Cô ngả ghế ra cho anh nằm thoải mái, rồi tự ý lái xe đi lòng vòng dạo phố để đường về nhà xa thật xa. Trong thời gian ngắn, hai tình địch của cô đã bị đánh bật khỏi vòng chiến. Thiệu Khiêm sau đó còn nổi cáo khi cô lỡ nhắc đến Diễm Hương và cô ta cũng không dám làm phiền anh. Vì tự xưng Diệp An nổi tiếng nên ông Minh bị vạ lây. Trước đó người ta không chú ý nhiều, nhưng khi Diễm Hương tự đẩy sự việc lên thì video Thiệu Khiêm cho người đăng tải mới trở nên nóng như lửa. Ông ta bị chỉ trích, nhãn hàng bị tẩy chay và đối tác cũng quay lưng nhanh chóng, khiến ông ta không kịp trở tay. Đây được gọi là gầy ông đập lưng ông, người ác sớm muộn gì cũng ăn trái đắng. Ông ta gọi điện thoại, thậm chí đến tận trường tìm cô cũng không gặp. Dĩ Nguyên cũng mặt dày đến mức bảo cô đính chính, nhưng Diệp An từ chối. Nếu con không lên tiếng, bà và dì sẽ phá sản mất. Hãy đăng bài nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đi gì nên về nhờ em chồng gì ấy cô ta chính là người châm lửa nên phải dập lửa chứ không phải tôi nói rồi cô bỏ đi bản thân không muốn có bất kỳ liên quan nào tới họ nữa một chút cũng không muốn cô không làm gì cả chỉ bảo vệ bản thân mình trước sự ức hiếp của họ mà thôi tắm rửa xong Diệp An bắt xe đến điểm hẹn với Thiệu Khiêm anh sẽ đến nhà hàng từ bệnh viện sau khi giải quyết xong công việc dù cô đã biết anh bị kỷ luật còn bệnh viện tư thì thanh tra, khiến anh mất nhiều thời gian, nhưng khi hỏi anh đều nói không có gì, nên Diệp An không cố hỏi mà chỉ nhờ Ái Vân tìm hiểu qua viện trưởng. Điện thoại áp ngân hàng tự dưng báo số dư thay đổi, cô mở ra xem thì thấy mẹ Ái Vân chuyển khoản cho 20 triệu, nghĩ bà chuyển nhầm, cô liền gọi đến. "Cô ơi, sao lại chuyển khoản cho cháu nhiều tiền vậy? Tiền hoa hồng như cô đã hứa." mấy hôm nay các cửa hàng của cô đông bất thường nhờ cháu đấy vì cháu quảng cáo và chụp ảnh nên khách hàng nườm nượp đến nói là mua ủng hộ cháu có lẽ việc nổi tiếng bắt đắc dĩ đã mang lại điều này không biết bên cạnh nó còn tiềm ẩn tai họa nào không nữa vậy cháu xin cháu cảm ơn cô lúc nào cháu rảnh cô lại mời cháu quay chụp thiết kế mới nhé nghe ái vân nói cháu sắp kết hôn nên cô chẳng dám mời vâng ạ à, sau khi đám cưới xong cháu sẽ chụp cho cô ạ à. thế thì tốt quá đám cưới nhớ mời cô đấy nhá. Dạ vâng, nhất định cô phải đến đấy ạ. Chuyện, cháu là mẫu ăn khách của cô mà, hợp tác lâu dài nhá. Vâng. Chào mẹ Ái Vân, nhìn lại số tiền vừa được chuyển đến, cô cười sung sướng. Nhất định phải tranh thủ kiếm tiền để không phụ thuộc quá nhiều vào thiệu khiêm mới được. Nhân viên nhà hàng dẫn cô đến bàn đã đặt. Trên bàn có sẵn hoa, nến và cả rượu vang. Đây lại là lần đầu tiên hai người hẹn hò công khai như thế này có quá nhiều thứ, bây giờ họ mới làm cùng nhau. Khẽ xoa bụng, cô mỉm cười. Bé con à, nhờ con mà mẹ mới được hẹn hò đúng nghĩa với ba. Hy vọng chúng ta sẽ cùng cố gắng để tốt hơn, hy vọng một ngày nào đó ba sẽ yêu mẹ. Nhân viên mang lên cho cô một bát súp khai vị nóng hổi. Diệp An lắc đầu từ chối, nhưng cô ấy đã nói, "Chồng cô dặn chúng tôi mời cô ăn trước để đợi anh ấy đến. Cảm ơn cô. Anh luôn dặn cô phải ăn ấm bụng." không được để em bé đói, sẽ thiếu chất dinh dưỡng. Nghĩ vậy, cô nhẩn nha múc súp lên miệng, vừa ăn vừa nhìn phố lên đèn buổi tối, xa hoa và lộng lẫy. Lòng ai đó cũng âm ỉ hạnh phúc. Thiệu Khiêm đến khám muộn nên Diệp An đã kịp đói sau bát súp khai vị. Anh tặng cô một bó hoa hồng lớn. Tặng em này bà xã. Nhìn bộ dạng anh hốc hác, mệt mỏi mà cố tỏ ra bình thường mà cô thấy thương nên không còn để ý đến hai chữ bà xã mà anh vừa nói nữa. Nếu anh bận, chúng ta có thể ăn ở nhà, không nhất thiết phải đi nhà hàng. Tôi không thích lỡ hẹn đến lần thứ ba, em đói lắm phải không? Vừa hay bây giờ tôi mới đói. Cô nhận bó hoa để bên cạnh, anh vẫy tay cho nhân viên mang món ăn lên, còn mình tự rót rượu vào hai cốc. Rượu này em uống một chút là được, có lợi cho sức khỏe. Diệp An nâng cốc chạm dưới miệng cốc của anh, trong ánh nến, mọi thứ đều trở nên lãng mạn hơn. Chúc công việc của anh thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Hôm nay chúng ta uống mừng vì đã kết hôn, tự dưng em lại nói chuyện công việc, kém duyên. Vậy mà cô lại cười không đôi co với anh. Thế nhưng anh cũng đâu có chúc gì chứ. Đáng lẽ nên để hôm nay đeo nhẫn cho cô có phải lãng mạn không? Hôm trước anh mang nhẫn về nhà, ngồi ăn cơm mở ra đẩy đến, nhẫn cưới của em đeo thử đi xem có vừa không. Và trên ngón tay anh cũng đã có một chiếc, chẳng chút lãng mạn gì cả. Cô ấm ức nên hỏi, không đeo được không? Vậy thì kết hôn làm gì? Cái nhẫn khiến tay em nặng thêm mà mà còn lười mang. Cô không nói, nhưng chẳng chịu đeo nhẫn cho đến khi về phòng ngủ. Anh tự động mang tay cô đeo vào. Nhẫn đẹp nên tay em đẹp lên bao nhiêu? Chẳng lẽ cô lại dơ chân đạp cho một phát? Vậy tôi không cần tay đẹp đâu. Nói rồi cô tháo nó ra, nhưng chẳng bao lâu lại bị đeo vào. Được rồi, tay em đẹp nên cá nhẫn rất hợp với em, được chưa? Tôi rất đẹp, đồ trang sức hay anh chỉ làm cho tôi đẹp hơn mà thôi. Nói vậy mới đúng ấy. Ừ, em đẹp. Cô như hóa đá với ba chữ đơn giản ấy. Có vậy thôi mà cô cũng cười và đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh. Dễ dãi thật sự. Đồng ý cưới xin dễ dãi quá mức. Dại trai có thâm niên nên toàn bị bắt nạt nghĩ gì bà cười ngốc nghếch vậy tôi thấy mình gả cho anh dễ dãi quá miếng lườn ngỗng trên dĩa anh lập tức phi vào miệng cô ăn đi cho khỏi nghĩ linh tinh quá đáng miệng nhai miếng thịt lớn đến phùng cả hai má em muốn chụp ảnh cưới ở đâu thì chọn đi đợt này tôi có thời gian để tôi xem rồi nói anh ừ nhưng đừng đi xa quá bệnh viện có thể gọi bất cứ lúc nào mới mấy ngày mà anh đã nhớ nghề sao ngày nào không cầm dao ngày ấy đều khó chịu Cô nhìn anh cảm thấy thương. Người giỏi như vậy tự dưng mắc họa không đâu. Cô gái kia cũng chẳng ra sao. Vì muốn được anh trực tiếp phẫu thuật nên đã khai gian tình trạng cơ thể. Tự coi thường mạng sống của bản thân để làm đẹp. Ngốc nghếch nên mang họa cho người khác luôn. Ăn bữa tối xong anh dẫn cô lên sân thượng ngồi uống cà phê. Như này có giống hẹn hò như em muốn không? Tạm giống. Lúc nào có thể đi xem phim ở nhà có màn hình lớn, em có thể xem, đến dạp làm gì, ồn ào. Không chút lãng mạn gì cả. Chủ yếu là cô muốn hai người làm nhiều việc cùng nhau để hiểu và gần gũi nhau hơn. Mục đích quan trọng là khiến anh yêu mình. Ờ, ừ, vậy thì thôi. Giọng cô ỉu xìu, chẳng muốn đòi hỏi nữa. Tôi không hay đi, nên em muốn đi đâu thì cứ nói. Thời gian tôi sẽ sắp xếp. Anh bận thì cứ làm việc đi, tôi cũng không thích đi chơi. Chửi nhau thì hăng, nhưng nói chuyện tình cảm thì không có từ để nói em không nên uống nhiều trà sữa không tốt đâu tôi sẽ cai từ từ uống thành thói quen rồi cô đã bỏ uống trà sữa từ lúc biết mình mang thai này là do anh gọi hóa ra anh cũng biết thức uống mà cô thích chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào thứ bảy tuần sau tôi đã đặt hết lịch bên dịch vụ nếu em rảnh chúng ta cùng tới xem có yêu cầu gì thì cứ nói tôi không có nhiều bạn bè người thân chỉ có cậu nên không cầu kỳ, chúng ta tổ chức đơn giản, hạn chế khách mời có được không? Để tôi cân đối khách mời, vậy tổ chức ít người nhưng không đơn giản, cái gì cần vẫn phải có." Diệp An gật đầu, ít ra đó cũng là bộ mặt của anh, đơn giản quá cũng không ổn. "Thiệu Khiêm, anh biết mẹ tôi ở đâu phải không? Tôi muốn gặp bà ấy và mời đến sự đám cưới. Đến ngày ấy, chắc chắn tôi sẽ tìm được bà ấy mang đến cho em. Nếu không tìm thấy thì sao?" tôi không nói những gì mình không thể làm đừng đặt câu hỏi ngược lại như vậy khi em muốn gì hãy tận lực mà thực hiện đừng có chưa làm đã nếu có lẽ vì vậy mà anh thành công cũng nên sau cùng cô không còn lưỡng lự về việc thi học bổng nữa mà nhất định phải giành lấy nó sinh xong sẽ mang con theo còn anh tự tính việc thăm non cô không muốn làm phiên bản của diễm hương thứ hai khi phụ thuộc hoàn toàn vào anh Ngày hôm sau, anh về nhà với hai vé xem phim đã mua sẵn, khiến cô cười không ngậm được miệng. Cứ cầm vé tủm tỉm cười, nhưng vở vĩnh. Tôi tưởng anh nói xem ở nhà. Nếu em không muốn thì bỏ đi cũng được, không đáng bao nhiêu tiền. Làm gì có chuyện không thích chứ? Khi nhìn tên trên vé, cô thấy hoang mang lắm. Ai tư vấn cho anh đi xem ở phòng chiếu tình nhân lại là một bộ phim gắn mác 20 cộng như thế này chứ? Cô biết ngay mà, xem phim cũng phải tính toán có lợi thì anh mới chịu làm. Ăn xong, anh còn hào hứng hơn cô. Khi cô chưa mặc đồ xong thì anh đã quần áo chỉnh tề. Hôm nay anh mặc đồ thể thao, áo phông, quần sò cơ, lạ quá. Vì thế cô cũng phải chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp và phải bảo vệ mình trước sự bất ổn từ việc chọn phim của anh nên đã mặc quần Becky và áo phông cùng tông màu với anh. Vậy mà, mặc váy đi cho mát, em bầu bì mặc quần sẽ khó chịu bụng đấy tôi không thấy khó chịu vậy nhưng anh đã lôi tuột cô vào phòng thay đồ lấy ra chiếc váy đen hai giây hấp tấp đến mức mặc hộ luôn đẹp thật đi thôi cả quá trình diễn ra nhanh như một cơn gió khiến cô không kịp phản kháng đã vậy còn cất lời khen ngợi nữa sao đi xem phim mà cô thấy bất an thế nhỉ khu vực dạp chiếu này cô chưa từng đến nó tọa lạc trên tòa nhà cao chọc trời đã mất phí vào cửa thì chớ, lại còn mất phí xem phim. Giờ cô mới nhìn lại vé, phòng xem VIP giá 1,8 triệu, quá lãng phí rồi. Vé xem phim tôi chỉ mua đắt nhất là 90 ngàn một vé thôi, anh mua gì mà đắt thế? Đắt sát ra miếng, em nhìn những người đến đây đi. Ai nấy đều rát đầy đồ hiệu trên người, cặp nào cũng toát ra mùi tiền. Chắc đây là phòng chiếu phim phục vụ tầng lớp đại gia, và nó đại gia thật. Mỗi phòng chiếu không lớn, màn hình âm thanh vừa đủ sống động nhưng là nó phụ ba chiều nghĩa là làm gì cũng có thể xem có một chiếc ghế lớn giống như chiếc giường đôi thì đúng hơn trên bàn đã có sẵn một vài thứ đồ khô cộng với nước uống mà người đặt vé order trước phòng chiếu phim vô cùng ấm cúng khi còn có thêm cả ghế tình yêu lẫn giường ngủ cho khách theo quy định ở trên vé sau khi hết phim mà khách chưa ra họ sẽ tính tiền theo phút Xem phim chỉ có hai người không vui gì cả, chúng ta đi chỗ khác đi." Thiệu Khiêm ấn vào nút nhỏ một thiết bị trên bàn, yêu cầu mở phim. Anh nhàn nhã ngồi ghế, gác chân lên bàn. "Đi xem phim giải trí để hưởng thụ chứ không phải hành xác. Tôi làm việc gặp bệnh nhân ồn ào suốt ngày nên muốn được yên tĩnh. Nào ngồi xuống đây, có rất nhiều thứ cho em khám phá và tận hưởng đấy." Diệp An ngồi xuống, mới phát hiện cái ghế rất êm, cả người bồng bềnh nhưng lại dễ chịu ngả lưng ra ghế. Thành ghế hình như còn có chế độ chạy mát xa, nên lưng được xoa nhẹ nhẹ. Giá vé đúng là xứng với sự đầu tư và quy mô. Cô nhìn quanh hỏi, anh từng đến đây rồi phải không? Vậy mà nói không thích đi xem phim. Suy nghĩ của em rất phong phú, nhưng toàn là những thứ không nên nghĩ. Cô hử lạnh, anh vậy mà tự nhiên nằm xuống, gác đầu lên đùi cô, còn lấy đồ khô xí vào tay. Những thứ này không cay, em ăn đi sau khi xem phim thì cô đã hiểu vì sao phòng trang bị đầy đủ như vậy và cũng hiểu vì sao có người lại không ra khỏi phòng sau khi phim kết thúc. cô than vãn thương cảm tập trung xem phim cố gắng hiểu ý đồ của biên kịch và đạo diễn. nữ chính sống rất tốt vui vẻ chăm đứa trẻ nhưng rồi cô ấy phát hiện ra bản thân có thai bất ngờ đến phát khóc. cô ấy khám ở nhiều nơi và bác sĩ nào cũng nói cô đã có thai người chồng cũ bất ngờ đến gặp cô ấy vào một buổi chiều tan tầm xin được quay lại hóa ra đứa con mà anh ta úp mở lén lút có được nhưng lại không phải của mình mô típ này hơi cũ nhưng vẫn thu hút người xem quả báo đến với những kẻ không ra gì tôi đã có thai người vô sinh là anh không phải là tôi nữ chính lạnh lùng đáp trả anh ta nổi khủng lên quát tháo cha hỏi cô mang thai với ai rồi điên loạn phừng phừng ghen tuông cứ như vẫn còn là chồng cô ấy đàn ông thật ích kỷ rõ ràng anh ta phản bội vợ trước diệp an bình luận còn buông lời mắng nhiếc hắn ta sau đó nữ chính cầm túi đánh chồng cũ túi bụi khi hắn định đánh cô đáng đời gã chồng khốn nạn bỏ là đúng phim thôi mà em có cần bức xúc thế không hả xem phim thì phải nhập tâm chứ từ đầu đến cuối bởi xem phim này nằm trong kế hoạch của anh diệp an ngả người ra ký thời tiết đã dịu đi rất nhiều đường phố cũng ít xe cộ đi lại. Họ xem phim 1 giờ 45 phút, cộng thêm 40 phút ra muộn. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Buổi xem phim bất ổn mà cô được trải nghiệm sẽ nhớ mãi không quên. Ái Vân còn đang vùi đầu trong chăn ngủ nướng vào cuối tuần thì bị mẹ cô dựng dậy. Con có dậy mau không? Hải Tùng qua ăn cơm đã đợi con cả tiếng rồi đấy. Con gái gì mà ngủ nướng? Cô lấy gối chùm lên đầu cào nhào. Anh ta là khách của ba mẹ, có phải là của con đâu. Cả tuần con mới được ngủ sáng chủ nhật đấy. Bây giờ là 10 giờ 30 phút rồi, còn muốn ngủ. Con có mau dậy không, hay là mẹ nhờ hai tùng lên gọi hả? Chỉ như vậy, Ai Vân ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mờ nhìn mẹ đầy oán trách. Con dậy rồi, mẹ xuống tiếp khách đi. Còn ngủ nữa là mẹ rội nước vào con đấy. Con biết rồi. Tự dưng anh ta vác xác đến đây hành cô phải dậy sớm. Bình thường chủ nhật Cô phải ngủ đến đầu giờ chiều mới dậy Xuống đến nhà Tiếng nói chuyện của anh ta và ba cô xông xả Mùi thức ăn trong bếp bay xa thơm nước mũi Thầy muốn hướng Ái Vân sang bên khoa ngoại thần kinh Mà nó không chịu Em khuyên nó giúp thầy đi Em ấy thích bên chỉnh hình cũng ổn thầy ạ à. Thầy muốn con bé được em hướng dẫn thành bác sĩ nội chú Về cơ bản em vẫn có thể giúp đỡ phần nào ạ à? Con bé nhìn vậy thôi chứ mít ướt Nó không sang khoa ngoại thần kinh là vì sợ nhìn não bộ Bà lại có sở thích nói xấu con gái thế sao? Ái Vân ngồi xuống cạnh ba, nhìn Hải Tùng ghét bỏ, chào xã sao. Này bác sĩ có thời gian đến thăm nhà viện trưởng cơ đấy. Bà mẹ mời Hải Tùng đến đây ăn cơm cho hai đứa tìm hiểu nhau đấy. Tìm hiểu gì chứ ạ? À? Bà nhìn xem, con mới 21 tuổi mà anh ta đã hơn 30 rồi, có hợp nhau không ạ? À? Đáng lẽ cô nên nói tẻ xa là anh ta đã 34 tuổi rồi, cho nâng cái độ dài ấy. Hải Tùng không vừa, cũng đáp trả. 21 tuổi mà tôi tưởng sức khỏe của em như người 40 chứ. Lời nói đầy ý tứ, đêm ấy thực lòng cô không nhớ chút nào, nhưng có lẽ anh ta nhớ rồi. Sức khỏe của tôi ra sao thì liên quan gì tới anh? Em cần rèn luyện sức khỏe nhiều hơn mới trở thành bác sĩ được, yếu đến mức không trụ nổi vài giờ thì sao đứng mổ lâu được chứ? Ái Vân nhịn nụ cười ẩn ý kia mà tức đỏ mặt. Đã vậy, ba cô còn vào hùa với anh ta. Hải Tùng nói đúng đấy, con nên nghe lời anh mà phấn đấu đi. Tập thể dục nhiều vào, đừng có ngủ nướng đến tận giờ đi học mới dậy nữa. Ba à, con đi học leo thang bộ mấy tầng là đủ để tập thể dục rồi đấy. Sáng em nên chạy bộ quanh khuôn viên nhà mình cũng là một cách hay. Tôi hay chạy, nếu lười thì dậy chạy cùng tôi cũng được. Từ sáng mai, bà sẽ nhắc mẹ gọi con dậy sớm đi chạy cùng với Hải Tùng. Ơ ờ, ba, con còn ngủ mà. Bà không nhân nhượng mà dứt khoát. Cứ quyết định vậy đi, Ái Vân hậm hực không thôi, gió là anh ta không thích cô, tại sao lại còn muốn trêu tức. Gần đây cô còn tức điên khi Lăng Tuấn cứ xung xe lấy lòng, đòi nối lại quan hệ. Biết cô là con gái viện trưởng cái là quay xe đến chóng mặt. Quả tặng rồi hoa hét, cô đều vứt thùng rác trước mặt hắn, vậy mà còn điên mãi. Tôi không muốn làm viện trưởng phiền lòng vì thấy bác ấy là bậc tiền bối rất đáng kính với tôi nên mới nhận lời thầy ấy, chứ cũng không thích cô, nên cô cũng ngoan ngoãn nghe lời ba mình một chút đi. Tiến Hải Tùng ra cửa sau khi bị ba mẹ ép bắt. Cô không ngờ anh lại thoải mái để nghị như vậy. Không thích thì sao lại phải ngoan ngoãn chứ? Viện trưởng đang mắc chứng rối loạn não bộ nên tâm trạng cần thoải mái. Bệnh viện nhiều việc rồi thì thân làm con trong nhà hãy để ba được vui vẻ đi. Tâm trạng vui vẻ thì việc điều trị bệnh sẽ quyết định đến 90% đấy. Anh đừng có kiếm cớ để lại gần tôi. Không tin mai qua bệnh viện Tôi cho cô xem bệnh án, tôi là bác sĩ chính của viện trưởng đấy, nếu uống thuốc có thể khỏi thì không phải mổ, vì mổ sẽ ảnh hưởng ít nhất 40% trí não, thầy ấy vẫn cầm dao mổ chính, nên não mà ảnh hưởng như vậy sẽ không cầm dao được nữa. Cả đời thầy ấy tâm huyết với công việc, nên cô hãy tạo điều kiện cho thầy ấy được cống hiến đi." Ái Vân chớp mắt khẽ hỏi, "Tại sao anh lại tốt với ba tôi như vậy? Viện trưởng là người quyết định đến sự thành công của tôi ngày hôm nay." khi ông ấy phát hiện bệnh đã email mời tôi về đây làm việc để trả ơn thầy thì tôi đã về đây và làm bác sĩ chính điều trị cho thầy bệnh của ba tôi có ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt không không nhiều nên cần tạo cho thầy tư tưởng thoải mái cô nên khuyên thầy mỗi tháng dành thời gian đi nghỉ dưỡng để bớt áp lực công việc đi cảm ơn anh tôi biết rồi hải tùng bước đi rồi lại xoay người gọi ái vân khẽ hỏi hôm trước cô có nhớ uống thuốc không hôm ấy say quá nên tôi không Tôi uống ngay sáng hôm sau rồi, anh nghĩ tôi là trẻ con đấy à? Ừ, nếu cần giúp đỡ thì gọi nhé, tôi đã gửi kết bạn Zalo, mau đồng ý đi. Ok anh này, anh ra lệnh cho tôi đấy à? Hải Tùng vừa đi vừa đưa tay lên tạm biệt, tôi sẽ gửi cho cô kết quả điều trị của viện trưởng. Ái Vân hậm hực mở điện thoại, lời kết bạn này cô đã nhận cách đây mấy hôm, nhưng vào xem hình ảnh là Hải Tùng nên đã hủy đi, vậy mà bây giờ lại phải lết vào xin số từ ba chủ động kết bạn lại diệp an ngồi xem địa điểm và ảnh mẫu bên studio để chọn gói chụp miệng liên tục thò tay vào đĩa mận bên cạnh dạo này cô bắt đầu thèm ăn vô tội vạ đặc biệt là mấy thứ quả chua đến ê xăng ăn ít thôi không hỏng hết men răng đấy thiệu khiêm tắm xong nhấc đĩa mận đi mất không cho ăn nữa anh tắm một lúc ra mà cô đã ăn hết cả chục quả rồi bỏ lại cho em mấy quả đi để anh pha sữa bầu cho uống. Em không muốn uống, ngấy lắm. Vậy nhưng cô vẫn bị ép uống một cốc sữa gần 300ml, no đến ở cả lên. Em đang bầu bí, không nên chụp bên ngoài, chụp trong studio là được rồi. Bệnh viện đã cho anh trở lại làm việc chưa à? Em không phải lo, anh không làm ở bệnh viện, càng có thời gian cầm dao bên phòng thẩm mỹ. Khách hàng đặt lịch đã vơi đi khá nhiều rồi. Anh đã cho cô biết việc mình làm ở bệnh viện là để cứu người, còn ở bệnh viện thẩm mỹ là kiếm tiền, vậy nên anh mới bận tâm khi bị kỷ luật như vậy. Anh nói như vậy chỉ để cô thôi không hỏi cặn kẽ mà thôi. Khi chấp nhận nhìn về phía nhau, cô phát hiện ở anh cũng không phải chỉ toàn là điểm xấu. Ngoài tính khí nóng nảy ăn nói cục cằn ra thì tính tình cũng tốt, không đến mức là người xấu. Ngày chụp ảnh cưới, Diệp An đến trước, trang điểm xong xuôi và mặc cả váy mà Thiệu Khiêm vẫn chưa đến khiến cô vừa lo vừa sốt ruột có lẽ anh chưa kết thúc ca mổ sáng nay hai người đã dự định đi cùng nhau vậy mà sáng sớm anh đã nhận được cuộc gọi mổ thay cho một bác sĩ vì ông ấy bị tai nạn gãy chân chị gọi cho anh ấy xem ạ à? nhân viên studio nhắc nhở cô khẽ lắc đầu vì nếu anh ở phòng mổ có muốn gọi cũng không được thiệu khiêm từ phòng mổ chạy bạt mạng về phòng thay quần áo để đi chụp ảnh cưới Nhìn đồng hồ đã trễ hẹn với Diệp An, nên ai gọi gì anh cũng không dừng lại. Bác sĩ, có bệnh nhân đang muốn xin trị định của anh, để sau đi. Lúc đang vội thì đường lại kẹt xe, cứ như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Ngày kết hôn có chuyện, còn hôm nay đi chụp ảnh cưới thì anh trễ hẹn với cô gần 3 tiếng. Tìm điện thoại gọi cho cô, nhưng vội quá cũng quên ở phòng. Xe thì cứ nhích từng chút một, không đi nhanh nổi. Diệp An không nhịn được liền lấy điện thoại, nhắn với anh, hy vọng anh mổ xong sẽ đọc mà gọi lại luôn. Nhân viên studio nhìn cô có phần ái ngại, chắc họ nghĩ cô bị bỏ bom rồi cũng nên. Yến Trinh cùng bạn đi vào studio, nhìn thấy Diệp An, liền bảo bạn đi thử váy, còn mình sán lại gần, khoanh tay nói móc. Xem ai đây, có vẻ như mày đang sống thật tốt sau khi cắt đứt với gia đình nhỉ? Mày ngứa răng thì ra ngoài bới xác tìm xương đi, đừng ở đây sủa nữa. Diệp An ngồi im, không thèm nhìn cô ta. Yến Trinh sừng cổ, đẩy ghế Diệp An ngồi xoay lại, cáu. Mày cướp chồng cô Hương, còn ở đấy mà vênh váo. Chú Khiêm bị mày cho ăn bùa mê thuốc lú rồi, nên mới bỏ công lấy quạ. Nhân viên studio thấy sự hùng hổ của Yến Trinh như vậy, chỉ khẽ nói. Đây là cửa hàng chỗ bọn em kinh doanh, nên phiền chị không gây sự cãi nhau ở đây ạ. Nó là trà xanh đấy, vậy mà các cô còn trang điểm cho nó làm gì? Diệp An từ từ đứng dậy, không nói không rằng, vùng tay bất ngờ tát cô ta một cái thật mạnh. Mạnh đến nỗi, những nhân viên ở đây còn giật mình. Yến Trinh thì ngã bò ra sàn đau điếng. Diệp An trừng mắt, cất lời cảnh cáo. Tao nói mày ra ngoài sủa mà không chịu nghe. Nếu mày muốn cả nhà mày ra đường ăn xin, thì để tao đăng bài kêu gọi mọi người ủng hộ nhá. Mày đừng tưởng tao sẽ tiếp tục nhịn loại vô lý như chúng mày. Cô ta định đứng dậy, nhưng Diệp An cầm cốc nước trên bàn, hất thẳng xuống mặt các cô nhờ bảo vệ ném con chó này ra ngoài đi tôi sẽ trả phí cho việc này yến trinh vùng dậy muốn phản đòn nhưng cô đã bị lôi ngược lại hất ra xa ai cho cô động vào vợ tôi chú tôi quen cô sao phiền các cô lôi cô ta tránh ra khỏi vợ chồng tôi một chút đi khách hàng là thượng đế nên ngay lập tức yến trinh bị ném ra ngoài mặc cô ta nói bạn đang ở bên trong diệp an mừng rơi nước mắt khi cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện mồ hôi thì đầy mặn còn lưng áo cũng ướt sũng hơi thở thì rít lên loạn nhịp anh đừng nói chạy bộ đến đây nhé tắc đường quá nên anh gửi xe chạy có một đoạn thôi với nhân viên studio lại cô nhờ họ cho anh mượn nhà tắm rồi mới thay đồ chỉnh trang chụp ảnh em tưởng anh sẽ không đến cơ cô ngồi cạnh xem anh đang được vút tóc mà than vãn tí nữa thì cô phải chụp ảnh một mình rồi anh đã nói trí tưởng tượng của em phong phú toàn ở đâu thôi nhưng em xử lý cô ta mạnh tay, xứng đáng được 10 điểm. Ai bảo nó mắng em là trà xanh cơ? Anh thích uống các loại trà, thật may em là trà hảo hạng." Diệp An bật cười thành tiếng, khuôn mặt ửng hồng, câu này chắc chắn đã có ai dạy anh, nhưng ít ra anh cũng đã biết nói lời khiến cô hài lòng. "Anh biết nịnh vợ quá đi, ngưỡng mộ thật đấy." Nhân viên làm tóc không khỏi xít xoa, cô thấy cô ta toàn lén nhìn Thiệu Khiêm thôi, điều này khiến cô không thích chút nào nhưng cũng tạm bỏ qua hai người không cầu kỳ hợp tác tốt nên chụp đâu đạt đấy họ đã bên nhau hai năm nên cũng hiểu nhau phần nào chỉ cần nhiếp ảnh nói là họ sẽ làm theo không ngại ngùng khi chụp các kiểu tình cảm kể cả hôn nhau để quay thức phim ngắn đẹp đôi quá hai người cười nhìn có tướng phu thê ghê gớm ấy được khen như vậy diệp an chụp bức nào cũng cười hết cỡ nhìn ảnh cười chắc ai cũng sẽ thấy cô đang hạnh phúc Mấy ngày nay cô đang chết chìm trong hạnh phúc, trong sự nuông chiều hiếm có của Thiệu Khiêm. Tất cả những gì cô đang được hưởng thụ là nhờ con. Chụp xong cả bộ ảnh, Thiệu Khiêm cúi đầu ghé vai cô thì thầm. Kể ra áo cưới cũng hợp với em đấy. Có phải anh đang khen em xinh không? Cuối cùng mắt của anh cũng chịu sáng ra rồi đấy. Nói năng lễ phép một chút đi. Em nói đúng, chứ có hỗn láo gì đâu. Ai cũng khen em xinh, chỉ có mình anh là chê xấu cô đi theo nhân viên vào thay áo tháo tóc thiệu khiêm trong lúc chờ đợi thì xem lại hai chiếc váy cô sẽ mặc vào đám cưới lần nữa lưng như này có phải sẽ hơi hở không dạ không ạ à, nó còn có cả dây và cô dâu còn đeo van trên đầu rủ xuống nữa nên che hết rồi ạ à? để phần bụng cô ấy thoải mái một chút không sẽ khó chịu đấy vâng chúng tôi sẽ lưu ý rời khỏi studio chụp ảnh cưới cả hai di chuyển đến địa điểm tổ chức tiệc Gần như công đoạn chuẩn bị của họ đã làm xong, hai người chỉ cần có mặt, sự lễ là được. Thiệu Khiêm, anh đưa em về gặp ba mẹ anh đi. Họ đang đi chơi chưa có nhà, đến đám cưới họ sẽ về, em sẽ được gặp. Ba mẹ anh có khó tính không? Liệu họ có chấp nhận em là con dâu không? Họ không chấp nhận là việc của họ, còn lấy em là việc của tôi, em sống với tôi chứ có sống với họ đâu. Anh ngang như cua ấy, chẳng ai sắp cưới mà lại chưa biết mặt ba mẹ chồng cả cô thẩm đoán mối quan hệ giữa anh và ba mẹ không tốt nên suốt thời gian ở cùng nhau không một lần cô nghe anh nhắc đến hay là về thăm họ nếu thật sự như vậy thì anh cũng cô đơn có khác gì cô đâu hai người mất một buổi tối lọc khách mời của cô chắc chỉ vỏn vẹn có một bàn mười người còn lại đều là đồng nghiệp và bạn bè của anh thấy cô mời ít như vậy nên anh gợi ý cho cô mời cả lớp dù sao anh cũng dạy họ còn cô lại là bạn học mời vậy ai đi thì đi để nhìn nhau đỡ ngại vậy để em mời thêm nhắc họ không cần chuẩn bị tiền mừng mà người đến là được giống như anh đang muốn giản mặt họ hay sao ấy nhỉ em có cảm giác là anh muốn vỗ mặt họ mà khẳng định rằng em là vợ anh đấy em hiểu ý anh rồi đấy nhỉ phải nhìn thấy đám cưới thì cái miệng họ mới ngậm lại được anh trả thù cho em à việc của ai người ấy lo em ghê gớm như vậy đâu cần anh trả thù Đúng vậy, không cần anh thì em cũng vẫn lo được. Bằng chứng là cô đã tự hạ đo phán hai tình địch mắc bệnh ảo tưởng, sĩ diện, kênh kiệu đấy còn gì. Chi phí tốn kém nhất là hoa cưới và không gian tiệc cưới. Anh khó tính nên đòi hỏi cao, thành ra lãng phí không đâu. Đúng ngày cưới thì Thiệu Khiêm nhận được quyết định trở lại bệnh viện làm sau 10 ngày bị đình chỉ công tác. Anh chụp nó gửi sang cho Diệp An với lời nhắn. Em đừng cầu nhau, tôi chọn ngày bất ổn nữa nhá. Diệp An đang trang điểm nên lướt qua tin nhắn, ấn thả biểu tượng ha ha, còn miệng thì cứ tủm tỉm cười, khiến nhân viên trang điểm phải nhắc. Chị đợi em làm xong rồi cười nhá, không khuôn mặt sẽ bị nếp nhăn đấy ạ. Dù bị nhắc vậy mà cô thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vô cớ. Khi hạnh phúc trong tình yêu, ai cũng sẽ có những lúc ngồi cười vô vơ một mình. Ái phân cũng được trang điểm, xong hít người Diệp An một cái, trêu đùa. Mày có tém lại một chút đi không, khiến người ta ghen tị chết rồi. Cậu Tùng tao thấy rất ấm áp đấy, mày im cái miệng ngay đi. Trang điểm xong, Ái phân đỡ váy cho Diệp An, di chuyển ra xe để tới tiệc cưới. Cô nhắn cho Thiệu Khiêm, mình đang đến, còn gửi vị trí định vị cho anh. Thời tiết rất đẹp, nắng chỉ hơi vàng nhạt, gió còn nhẹ thổi. Sau những lần bất ổn, thì lần này anh đã chọn được một ngày đẹp trời nhớ ra còn chưa chúc mừng anh được trở lại làm việc tại bệnh viện cô soạn một tin thật mùi mẫn ông xã chúc mừng anh chồng em thật giỏi nhá, cố gắng cứu nhiều người em luôn ủng hộ anh cô định nhắn thêm chữ yêu anh nhưng rồi xóa đi mới gửi tin nhắn tại sao mày lại xóa đi thấy cứ xen xến thế nào ấy không quen với mấy chữ ấy nhưng thỉnh thoảng vẫn phải có chứ hành động có thể chứng minh tình yêu nhưng đôi khi vẫn phải đi kèm với lời nói nữa đến ngã tư vòng xuyến xe đột ngột tăng tốc chuyển hướng cả hai bị đập người giật ngã ra ghế cứ bỏ dậy lại bị phanh gấp mà ngã điện thoại rơi xuống sàn diệp an với lấy nhưng nó cứ vậy mà di chuyển trượt ra ngoài bám lấy thành ghế cô chật vật ngồi dậy cố định người mà bình tĩnh gằn giọng hỏi anh là ai vì sao muốn bắt cóc tôi hắn ta không nói khuôn mặt lạnh tanh tăng tốc xe hơn. ái phân đập đầu về thành ghế phía trước, choáng váng. Diệp An bấu chặt lấy lưng ghế, còn kéo váy lên, lót bụng cho mình. Vân, mày không sao chứ? Chán nó sưng u lên một cục. Diệp An kéo tay nó, bám lấy thành ghế. Gã đàn ông vẫn lái xe rất nhanh, lên đường trên cao để tránh xe. Hắn lặng lách đánh võng như chơi rượt đuổi. Bụng dạ trào lên, Diệp An không kiêng nể, hơi nâng người, nhắm thẳng vào đầu gã đàn ông lái xe mà nôn. Vậy mà hắn vẫn bình tĩnh không chịu dừng, vẫn ung dung lái xe, còn cô và Ái Vân thì nhau nôn ra cả xe. Đến đoạn đường vắng, bên xe bị mở cửa, một người khác lôi mạnh Ái Vân ném xuống đường rồi ngồi cạnh cô. Diệp An rũ cả người, chẳng cất được tiếng nữa. Ái Vân bị ném xuống như vậy, bọn chúng chỉ cần cô, sai người bắt cóc như này lại đúng vào ngày cưới, thì có nhắm mắt, cô cũng đoán được người làm chuyện này. Gã đàn ông vừa ngồi trên xe, nhăn mặt cầu nhau. Mẹ khiếp, kinh quá. Thả tao ra rồi chúng mày sẽ có tiền. Người kia thuê chúng mày bao nhiêu tiền, tao trả gấp hai, không gấp năm lần. Xe chậm chậm rồi dừng hẳn. Hai gã nhìn nhau ra hiệu. Diệp An được lôi xuống xe đàm phán. Các người muốn bao nhiêu để thả tôi ra? Người thuê các người trả bao nhiêu? Bọn họ giơ hai bàn tay lên, rồi lại giơ hai ngón tay. Đầu óc cô đang quay cuồng lắm, nên nhìn vậy chẳng hiểu mà điên tiết cáu lên. Nói cụ thể đi, 20 triệu, người thuê các anh có phải là một cô gái? Hỏi nhiều, có trả được tiền không? Cô ta trả bọn tôi mỗi người 5 triệu, nếu đưa được cô về cho thêm 5 triệu nữa. Bây giờ cô đưa đây 50 triệu, thì chúng tôi thả cô ra. Được, trả thêm 5 triệu nữa để các anh vẫn đưa tôi về chỗ cô ta. Họ nhìn nhau trợn mắt hỏi. Vẫn về chỗ cô ta thì có mất tiền làm gì? Định chiêu chúng tôi đấy à? Tôi muốn biết người hại mình, các anh có thêm 5 triệu nếu bảo vệ được tôi an toàn. Bọn chúng lại nhìn nhau ngờ vực. Diệp An nói, các anh đưa tôi về đấy chẳng phải vẫn được 15 triệu của cô ta sao? Tự dưng lại được những 80 triệu lại còn không phạm pháp. Đưa tiền đây, trả các anh một nửa trước, tôi an toàn sẽ trả nốt số còn lại. 2 phần 3, không đàm phán, 40 triệu. Họ gật đầu rồi giúp cô lấy điện thoại. Diệp An mở lên định chuyển khoản, nhưng họ đòi tiền mặt. Vậy là lại mất thời gian để cô phải rút tiền. Dù rất tiếc tiền, nhưng cô phải biết người hại mình. Diệt tận gốc mới hòng yên ổn. Lúc nguy hiểm, có táng ra bại sản cũng không quan tâm nữa. Nhận được tiền, bọn chúng không còn quắc mắc hay làm mặt lạnh với cô nữa. Diệp An ngồi trên xe, ung dung gọi cho Thiệu Khiêm. Khi điện thoại đầy các cuộc gọi nhớ của anh. An, em đang ở đâu? Em đi đường nào vậy hả? Cô nghe thấy tiếng còi xe nên đoán anh nhìn định vị thấy đường đi khác đã tức tốc đi tìm. Em bị bỏ trốn đây à? Máu quay về nhanh. Em bị bắt cóc rồi ông xã ơi. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ đến ngay. Hai kẻ trên xe nhìn cô khóc tu tu mà Hoàng định giật điện thoại nhưng cô che đi nói nhỏ. Làm nũng vòi tiền chồng trả các anh. Nói rồi cô mới trả lời câu hỏi dồn dập lo lắng phía bên kia của Thiệu Khiêm. Anh đi theo định vị đến đây đi, từ từ thôi em không sao. Em nói vậy là ý gì? anh đừng hỏi nhiều, em sẽ nói sau. Bây giờ cứ đi theo định vị cho em. À, anh tiện đường rút cho em vay 50 triệu. An, em bị tống tiền à? Hãy nói họ bao nhiêu anh cũng trả. Diệp An thấy anh lo lắng như vậy thì không trêu nữa mà nói. Không có, họ tốt với em lắm nha. Em đã đàm phán được rồi. Là sao? Thiệu Khiêm không hiểu gì, tự nhận mình thông minh nhưng lúc này lại bị vợ thao túng tâm lý nên rối tung rối mù. Hai gã đàn ông cười thỏa mãn đúng là có tiền có khác không nói nữa anh mau tập trung lái xe đi anh gọi về nhờ ai đó nói khách mời đợi chúng ta được không nếu không có gì em quay về đi đã muốn giải quyết gì thì anh làm một chút thôi anh không giải quyết khéo đám cưới cũng không yên đâu cô quyết định chơi đến cùng tưởng ngày đẹp đang mộng mơ hóa ra vẫn bất ổn như thường hỏi hai gã địa chỉ chỗ khi nãy ái vân bị vứt xuống diệp an nhắn nhờ hải tùng đi đón nó túi để lại trên xe tiền và điện thoại nó đều không có. Tự dưng lại bị vạ lây. Cậu gọi lại, cô không nghe máy, mà chỉ nhắn cậu mau đi tìm nó, rồi sẽ giải thích sau. Xe chậm chậm đi vào một khu làng nhỏ ven ngoại thành, yên tĩnh và dễ chịu. Đây là khu nhà dành cho những người có nhu cầu an dưỡng. Xe dừng lại trước cửa một căn nhà thơ mộng. Diệp An được gã đàn ông đỡ xuống khi phải vác váy nặng. Sau đó hắn làm ra bộ như lôi cô đi, bằng dính trên miệng cô dán nhẹ đến mức chỉ cần ho nhẹ là rơi. Cô không theo nghề diễn của mẹ, thật phí một tài năng. Cửa tự động mở, hai gã kéo hai tay cô. Diệp An phải lấy ngón tay giữ lại cái dây buộc tay mình để nó khỏi rơi xuống. Vào nhà, cô ngơ ngác toàn tập. Kẻ thù nào của cô mà có ngôi nhà đáng sống như thế này chứ? Rồi người ấy cũng xuất hiện, vừa thấy cô ta là cô muốn chửi thề Thiệu Khiêm. Cháu gái mặc váy cô sâu đẹp đấy diệp an tí thì gào mồm mắng nhưng chợt nhớ ra miệng dám băng dính hờ thì ú ớ cô ta hất mặt ra hiệu tháo băng dính trên miệng cho cô gã đàn ông giả vờ giật mạnh cô nhăn mặt á lên một tiếng khiến tên còn lại cười khùng khục trong bụng nhưng chỉ gần cô mới nghe thấy cô đánh mắt hắn hiểu ý nhịn cười lại là cô à có lẽ cô cần sửa não gấp rồi đấy còn mẹ nó chứ không biết chơi trẽ nào tao không lấy được anh ấy thì mày cũng không thể ngày hôm nay sẽ là ngày rỗ của mày luôn nhé cháu gái cô định làm gì diệp an vở hốt hoảng lo lắng diễn đỉnh quá cô xứng đáng được giải nữ diễn viên xuất sắc cô ta đến gần mần mê chạm lên váy cô đầy thèm thường lột váy nó ra rồi ném người xuống hẻm núi phía sau đi khốn nạn diệp an giật mình với sự độc ác của con mụ này cô cũng không nhịn nữa mà buông tay túm lấy tóc cô giật mạnh Cô ta ngã ra sàn, còn trên tay cô vẫn còn một nắm tóc đứt. Diễm Hương mắt long sòng sọc, nhìn hai gã đàn ông đứng im như phỗng mà quát lên. Mau giữ nó cho tôi. Một trong hai gã thẳng thắn nói. Cô trả nốt tiền đi rồi chúng tôi làm tiếp. Giữ lấy nó đã. Một gã giữ lấy cô, còn cô ta đến túi lấy tiền ném cho gã còn lại. Ngay khi hai người đàn ông giữ lấy hai tay cô, cô ta hùng hổ với khí thế muốn đánh cô mà lao đến cô ta một lần nữa bị ngã xuống đất với bên má sưng bù mà không hiểu chuyện gì xảy ra hai gã đàn ông mặt mày nhăn nhó hối lỗi xin lỗi cô cô ta khỏe quá lũ ăn hại lại lần nữa cô ta nghiến răng nghiến lợi sấn đến nhưng chưa kịp làm gì thì đã có tiếng quát dừng tay lại thiệu khiêm dễ dàng vào nhà như vậy khi vừa nãy cô ta đã khóa cửa khiến diệp an nghi ngờ anh hay đến đây diệp an ghen tức uất nhẹn Diễm Hương bất ngờ đến mức tay chân run như cầy sấy mà đứng không vững. Diệp An buông tay khỏi hai gã đàn ông. Cô đã mỏi chân nên đến ghế ngồi xem náo nhiệt. Có thời gian thành thơi, tự dưng cô nghĩ đến việc liệu cô ta có từng ra tay ác với bạn mình không nhỉ? Cậu Tùng nói Thiệu Khiêm yêu bạn thân của cô ta nhưng họ bị tai nạn xe. Cô gái kia xấu số bị nặng nên qua đời. Diễm Hương bị liệt chân. Chỉ có Thiệu Khiêm là không sao nên từ đó mới có chuyện anh dính đến cô ta. Nhất định cô sẽ để ý chuyện này. Khi nãy cô ta còn ra lệnh ném cô xuống khe núi không chút ngượng miệng, thì có gì mà cô ta không dám làm. Kiêm, đừng bỏ em, đừng bỏ em lấy nó mà. Diệp An hướng mắt nhìn, cô ta bỏ đến, bám chân anh trong bộ dạng hèn mọn, xấu xí. Anh hất cô ra khỏi người mình đầy dứt khoát. Lửa ghen tuông giận hờn trong Diệp An liền vơi đi một nửa xem chừng tôi phải cho cô đi khám lại não rồi là do anh thay lòng là do anh ép em chính nó chính nó đã dành mọi thứ từ em trước kia anh luôn quan tâm đến em cho em những thứ tốt nhất còn bây giờ vì nó mà anh bỏ rơi em vì nó mà anh không còn để ý đến em nữa không chăm lo cho em nữa hóa ra anh đã từng tốt với cô ta như vậy bảo sao mà nhất định không chịu buông tay bảo sao lại điên cuồng muốn loại bỏ cô cô ta khóc như muốn rút cả ruột gan trong đau khổ kiệt quệ liệu hai người đã lên giường với nhau chưa nhỉ cả chục năm chăm lo ở bên nhau cơ mà diệp an nhận được điện thoại của hải tùng liền mở lên nghe máy cháu nghe đây ạ à? cháu đang ở đâu kẻ nào đã đưa cháu đi cháu không sao chỉ có chút hiểu lầm sắp xong rồi khách đã đến gần đủ giờ hành lễ cũng sắp bắt đầu nếu không sao thì cháu mau về đi thiệu khiêm đã đón được cháu chưa bọn cháu về ngay ái vân đô sợi cậu cậu đã đón được cô ấy rồi mau mau về đi không mọi người sẽ sốt ruột vâng vừa tắt điện thoại thiệu khiêm đã đi ra ôm eo cô kéo vào lòng hỏi có sao không sao rồi anh định xử lý thế nào cô ta sẽ không có cơ hội làm phiền em đâu về thôi mọi người đang đợi sợ bước đi chợt nhớ mình còn nợ tiền nên cô níu anh để em trả tiền cho họ đã anh trả rồi còn thuê họ đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần luôn Hả? Anh chẳng để cho cô bất ngờ thêm mà vội vàng nắm tay cô rời đi. Cách trừng phạt của anh có phải rất nặng rồi không? Cô ta nên vào đó cho ổn định lại thần kinh. Diệp An nghe anh nói liền phì cười. Người ta yêu anh như vậy, yêu đến cuồng loạn nên mới cố chấp thế. Không đành lòng khi bản thân được anh chăm lo cả chục năm, bây giờ bị đá khỏi cuộc đời không chút nhân nhượng nên điên là đúng rồi. Nếu là cô thì cũng không cam lòng đâu. Tự dưng cô dùng mình nhìn sang anh. Liệu có ngày cô bị anh xử lý tuyệt tình như thế không nhỉ? Tốt nhất là không nên đắc tội. Nhà đó là anh mua cho cô ta à? Ừ. Thẳng thắn không xấu xiếm, chơi được chịu được. Điểm này cô thầm ghi nhận là điểm tốt hiếm có của anh. Vậy mà cô không nhịn được, vẫn nói mát mẻ. Thật là nhiều tiền và hào phóng quá nhở. Nhà của anh, nếu em thích thì cho em đấy. Em không thèm, Đồ tặng người ta mà giờ mang cho em. Anh không tặng cô ta, chỉ cho mượn từ rất lâu rồi. Em không thích, vậy thì bán đi, mua cho em cái khác. Mang tiếng bòn rút của anh, em tự kiếm tiền mua được. Tự tin gớm nhỉ, đừng có mà coi thường em. Thiệu Khiêm đưa cô qua showroom váy cưới, chỉnh trang lại lớp trang điểm và đầu tóc mới trở lại hội trường tiệc cưới. Họ đến muộn 15 phút so với giờ hành lễ, nên khách khứa cũng bắt đầu sốt ruột. Đưa cô vào phòng chờ, xong anh trở ra thảm đỏ ai nấy thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vỗ tay chúc mừng hội trường được ổn định bởi mc diệp an rất sốt ruột muốn ra nhìn ba mẹ anh có ai như cô đến tận lúc cưới vẫn chưa biết mặt ba mẹ chồng không cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra chống lòng cô đập thình thịch phải hít thở sâu thổi ra một hơi mới nhức chân bước vào bạn học của cô đều có mặt thậm chí có cả bảo an mặt cô ta sưng xỉa, nặng trình trịch, lại còn mặc váy trắng công chúa, thật nực cười. Ngồi nhìn người mình thích kết hôn, cùng đứa mình ghét, làm sao có thể dễ chịu được cơ chứ? Cô không nhìn về phía thiệu khiêm, mà đưa mắt tìm ba mẹ anh, chẳng nhận ra là ai luôn. Ái Vân ngồi cạnh Hải Tùng, và ba mẹ hất mặt ra hiệu cho cô cười lên, đang run run vì hồi hộp, cười sao nổi cơ chứ? Thiệu khiêm ra tận giữa sân khấu, nắm tay, khi thấy cô đi quá chậm, đã vậy còn không thèm nhìn anh. Ôm eo cô, anh ghé tai hỏi nhỏ. Em làm sao thế? Ba mẹ anh đâu? Người đàn ông ngồi hàng đầu ghế thứ ba. Vậy em đã ngờ ngợ nhưng mà không dám nhận. Còn mẹ anh? Bà trục trặc giấy tờ nên không về kịp, mai sẽ tới. Cô thấy chẳng đúng lắm với lời giải thích ấy gì cả. Đứng giữa trung tâm nhìn xuống, mọi người đều mỉm cười như chúc mừng hạnh phúc của cả hai. Ba anh bước lên sân khấu Ông có dáng người giống anh Mặt mũi cũng hao hao Ông không phát biểu Mà chỉ giang tay ôm con trai Cô thấy anh đứng im Không ôm lại Liền chạm tay anh nhắc nhở Nhưng Thiệu Khiêm vẫn một biểu cảm lạnh lùng Chào mừng con là con dâu của nhà họ đồng chúng ta Chúc hai con hạnh phúc Cháu, à con cảm ơn ba Diệp An cũng chìa tay ra Khi ông muốn bắt tay Một người mang lên sân khấu những chiếc hộp đủ kiểu dáng, chứa đầy đủ trang sức. Ông nhận lấy đặt vào tay cô. Ba mẹ chuẩn bị quà cho hai con. Dạ con xin ba mẹ. Con dâu, tên đầy đủ của con là gì? Diệp An ngẩn người. Chẳng lẽ anh thật sự không nói về cô với ba mẹ mình sao? Người ta cưới xin qua ba mẹ. Ít nhất họ cũng phải biết đến con dâu mình như nào. Đằng này đến tên còn không biết. Cô nhìn Thiệu Khiêm. Anh không biểu cảm gì. Từ lúc ba lên sân khấu, anh không hề cười không chào đón thậm chí có phần lạnh lùng bài xích ba con tên là đinh diệp an sinh viên năm ba đại học y ạ à. đinh diệp an khuôn mặt ông sửng sốt nhắc lại tên cô đầy bất ngờ rồi đưa mắt nhìn thiệu khiêm anh lại lạnh lùng nói bà về chỗ ngồi đi cho bọn con làm lễ diệp an thấy sắc mặt ông xấu đi nhìn thiệu khiêm đầy khó hiểu rồi lại nhìn cô lần nữa sau đó mới khẽ nói hôm nào con sâu qua nhà ba mẹ chơi nhá, dạ mai con và anh ấy qua. nói rồi ông xuống khỏi sân khấu. diệp an đưa hộp trang sức về phía ái vân nhờ nó giữ hộ, còn bản thân tiếp tục làm lễ. tiếp xúc với ba chồng xong, trong lòng cô bồn chồn khó tả. từ lúc ấy tâm trí luôn đặt ra câu hỏi hồ nghi vì sao ba anh lại bất ngờ khi nghe tên rồi nhìn cô biến sắc như vậy? có thể đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra nên Thiệu Khiêm mới nhất định không giới thiệu cô với ba mẹ. Cô biết anh và ba mẹ có khúc mắc, nhưng hình như nó liên quan đến cả cô nữa. Môi mềm mại ấm nóng, khuôn mặt Thiệu Khiêm gần sát bên, anh nhẹ hôn nhắc. Dù sao em cũng đồng ý lấy anh rồi, đừng khiến người khác tưởng em không thuận đám cưới này chứ. Diệp An nhuền miệng cười, bám lên cổ anh, chủ động kéo xuống hôn đáp lễ. Dưới khán phòng, một chàng phó tay nổ ra giòn tan ẩm ý còn cô vẫn không buông tay anh ra dù hôn nhau nhiều lần nhưng anh luôn là người chủ động không những vậy hoàn cảnh hôm nay có thể nói là vô cùng đặc biệt nụ hôn trở nên dịu dàng ngọt lịm khiến cô không muốn dừng lại son dính trên môi thiệu khiêm cô bật cười thành tiếng nhón tay lau đi ừ thì cuối cùng từ ghét lại trở thành yêu và thành vợ chồng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người hải tùng nghiêng người về phía ái phân hỏi thấy bạn cưới tâm trạng thế nào tất nhiên là tôi mừng vì đã lấy được người mình yêu đã vậy còn là chàng trai nhiều người mơ ước nữa tôi tưởng cô sẽ tủi thân khi mình còn ế chứ ế gì mà ế tôi là tập trung học hành chứ ai lại tót đi lấy chồng như nó chứ hải tùng bật cười thành tiếng tự nhiên đưa tay xoa xoa cục u trên trán cô suýt xoa hỏi đầu còn đau không lát qua viện kiểm tra một chút đi xem có ảnh hưởng đến não không Tôi có làm sao đâu mà kiểm tra. Mà người muốn bắt cóc Diệp An trong ngày cưới như này chỉ có thể là tình địch của nó thôi. Anh đoán ra là ai không? Không cần nghĩ cũng đoán ra. Ai vậy? Vì sao tôi phải nói với cô? Đi khám rồi tôi sẽ nói cho cô biết người đó là ai. Ái Vân bĩu môi hử lạnh. Anh là đang quan tâm đến tôi phải không? Hay là lại muốn lên giường với tôi rồi? Tôi không nghĩ đến, nhưng ý kiến của cô đưa ra cũng không tồi đâu. Anh... Ái Vân thấy nghi lễ đã kết thúc. Mọi người bắt đầu sự tiệc thì không thèm ngồi đấy nữa mà đứng dậy đi về phía phòng chờ với Diệp An. Có ý tốt muốn vào giúp bạn thay đồ nhưng cô lại không có cơ hội ấy nữa. Thiệu Khiêm đang giúp vợ cởi váy tự nhiên thay váy khác không chút vụng về. Hai người có cần phải tình cảm đến thế không vậy? Ai phân xoay người đi ngược lại mang theo số nữ trang hồi môn của Diệp An. Bảy nhìn thấy rồi còn giả bộ đi ngược cái gì chứ? Cô quay lại lừa mắt nhìn bạn Thiệu Khiêm kéo khóa váy cho Diệp An xong, còn đặt xuống lưng cô tiếng hôn thật mạnh. "Nếu em thấy ghen tị thì tôi thấy bác sĩ khoa ngoại thần kinh hợp với em đấy, vậy là mợ của Diệp An chắc là thú vị đấy. Thầy đứng có mà trêu em, anh ta không hợp với em. Tao lại thấy rất hợp nhá. Hai người hùa vào nhau ức hiếp một người bé nhỏ như tôi không thấy tội nghiệp sao hả?" Thiệu Khiêm cười thành tiếng, kéo ghế cho Diệp An ngồi xuống, dặn, "Anh ra tiếp khách." em ngồi đây rồi nhân viên nhà hàng mang đồ ăn vào thì ăn lót dạ đi quá bữa rồi đúng là chồng người ta kìa cảnh này em mà quay lại gửi lên nhóm lớp là có đứa sẽ ghen tị mà chết sớm cho coi vậy sao em không quay tôi đâu có cấm nói rồi anh còn hôn dịp an trước mặt ái vân mới rời đi an sao mẹ thấy ấy không đến vậy cả ba mày nữa ông ta cũng không đến sao dù sao ông ta cũng rất ruột đẻ ra mày mà tao và ông ấy đoạn tuyệt quan hệ rồi Hai ngày trước, tao cũng có vẻ mời, nhưng lại bị đuổi đi không thương tiếc. Người ta đã không thích thì ép làm gì. Bây giờ gia đình của tao là Thiệu Khiêm, chứ không phải là họ. Ừ, thôi quên họ đi. Người không đáng đừng bận tâm. Mà nghe nói vì vụ của mày mà họ phá sản à? Đáng đời, nghiệp quật không chừa một ai. Ai bảo ngu, tự chịu lấy, tự châm xăm mà đốt lửa. Dù cô có muốn bận tâm, muốn coi họ như gia đình cũng không nổi nữa. Quan hệ gia đình ấy sớm đã chấm dứt từ lúc họ ép cô kết hôn vì lợi ích của bản thân rồi. Cậu Hải Tùng đã phải đứng ra chuộc thế chấp căn biệt thự họ đang ở vì đó là mảnh đất gia đình. Còn bây giờ họ kiếm tiền ra sao? Làm gì để sống sau phá sản thì cô chẳng quan tâm nữa. Ra đến phòng tiệc, Thiệu Khiêm đang bị sinh viên ép uống một vòng với từng người một. Họ thấy Diệp An liền kéo đến rót rượu. Cô dâu cũng nên uống với chúng tôi một vòng đi. Này hai người say thì tân hôn mới phê nhá. Thiệu khiêm nhấc cốc trên tay Diệp An, lắc đầu. An bị dị ứng với rượu nên không thể uống. Để tôi uống bù cho cô ấy ba ly được chứ? Thầy làm vậy là không được, nhưng miễn cưỡng vẫn chấp nhận. Thiệu khiêm đón lấy ba ly rượu rót đầy đến tràn cả xa, uống cạn. Mặt anh đỏ gay gắt, còn có phần đứng không vững. Thầy phát biểu cảm tưởng khi lấy sinh viên của mình đi ạ. À? Thầy 31 tuổi, vậy là hơn An tròn 10 tuổi rồi. Thầy có sợ mình già so với bạn học không ạ? À? lấy vợ trẻ là một tài năng đấy anh kéo diệp an đứng lên trước ôm lấy gác cẳm lên vai cô hỏi em có thấy anh già so với em không cô nghiêng mặt hôn anh đáp gương càng già càng cay đấy các em thấy chưa vợ tôi còn tự hào vì lấy chồng hơn nhiều tuổi đấy một người lém lỉnh hỏi thầy hai người đã vượt quá giới hạn chưa thầy có chiều được bạn học an không sinh viên không có gì là ngại hỏi diệp an đỏ mặt ánh mắt nhìn đến chỗ bảo an đang nhìn về phía họ có lẽ đã uống nhiều nên mặt mũi cũng đỏ bừng tôi không phải người có thể yêu trong sáng câu trả lời của anh khiến sinh viên thích thú ồ ạt hết cả hội trường dù đã uống nhiều nhưng đến bản nào thiệu khiêm cũng phải uống với mọi người đến khi tàn tiệc thì đứng không nổi nữa diệp an cùng hải tùng dìu anh vào phòng chờ để cô tiễn khách cậu cho anh ấy uống cốc nước giải rượu được không cháu nhờ nhân viên nhà hàng pha rồi bây giờ cháu ra tiễn khách cho phải lễ nghi được rồi vậy cháu ra ngoài đi cậu xuống nhà bếp lấy nước thiệu khiêm say không biết gì nằm trên băng ghế dài nhanh chóng ngủ say còn mê sảng nữa diệp an lấy áo đắp lên người cho anh lời anh nói trong miệng không rõ lại tưởng anh muốn gì nên ghé sát tai bên miệng anh nghe mẹ xin lỗi xin lỗi tại sao anh lại xin lỗi mẹ mình thì cô cũng không hiểu thiệu khiêm kín tiếng nên nếu anh không thích sẽ không bao giờ nói ra đợi sau này khi họ thực sự thân thuộc cô mong anh sẽ tâm sự về cuộc sống xung quanh anh chẳng lẽ mẹ anh giận nên mới không về sự đám cưới khiêm nằm đây đợi em xíu rồi về nhà nhé đứng dậy vội vàng rời đi diệp an không để ý có người đứng ở sau cửa chờ cô khép lại là nhìn về phía thiệu khiêm Bảo an lảo đảo tiến đến chỗ người đàn ông say đến không còn biết trời đất gì nữa. Dù vậy, cô ta cũng không dám chạm tay đến, chỉ đứng nhìn trong tiếp núi rất lâu. Thiệu Khiêm, nếu Diệp An không tốt, có thể dành cơ hội cho em được không? Em sẽ chờ đến lúc ấy. Vợ anh chắc sẽ không muốn ở bên anh nữa, nếu nó biết mục đích thực sự của anh kết hôn với nó là gì nhỉ? Ngay từ đầu nhìn thấy, em đã có chút quen mắt, mà hôm nay mới nhận ra sự bất thường ấy. Em không vội vã nên sẽ đợi ngày anh rời bỏ nó để trở về bên em. Cuối cùng cô ta cũng lấy được can đảm, ngồi xuống chạm tay lên ngũ quan sáng của người đàn ông, khẽ nhổm người định hôn lên môi anh. Nhưng cánh cửa phòng bật mở khiến bảo an giật mình đứng dậy. Cô là ai? Đang làm gì ở đây? Hải Tùng nhìn cô ta thiếu thiện cảm, mang cốc nước lại gần thiệu khiêm, đặt xuống, chưa vội cho uống mà nhìn dò xét. Ờ, tôi tìm Diệp An, nhưng thấy chồng cô ấy nói gì đó nên đang định nghe để giúp đỡ. Chẳng có bạn nào lại lợi dụng lúc chồng bạn say để tới gần tiếp cận cả. Nói mau, cô đang định làm gì? Tôi không làm gì cả, xin phép. Nói rồi, cô ta vội vàng rời đi như chạy trốn. Hải Tùng đã kịp lưu lại đặc điểm nhận dạng của bảo an. Này, cậu mau dậy uống đi. Tôi mà không vào thì cậu đã bị gái lạm dụng rồi đấy. Nâng thiệu khiêm ngồi dậy, Hải Tùng đưa cốc nước tới tận miệng cho anh uống. Sai thế này, hôm nay đừng có động vào Diệp An, con bé đang có thai đấy, nên cẩn thận một chút. Thiệu Khiêm uống hết cốc nước, có chút tỉnh táo mà cáu. Sao anh hai cẩu nhau như một ông già vậy? Tôi nhắc anh nhớ, cô ấy giờ là vợ tôi, nên đừng có lợi dụng mối quan hệ không giống ai kia mà gần vợ tôi đấy. Đừng có nói nhảm, tôi đâu xấu xa như cậu, lật mặt hơn cả trở bàn tay nữa. Cậu mà để con bé khóc hay để mấy con ve bậu sậu xung quanh hành hạ con bé thì đừng trách tôi biết rồi anh nghĩ mình làm gì được tôi sao thiệu khiêm bóp đầu ngả người ra thành ghế mặt mũi nhăn nhó đau đầu quá vợ tôi đâu rồi còn bé đi tiễn khách vừa nãy có một cô gái rất khả nghi vào đây định hôn cậu đấy may mà tôi vào kịp trông cô ta như thế nào giòng dòng cao tóc ngắn ngang vai mặc chiếc váy xòe đuôi mắt có nốt ruồi không biết là ai không quan tâm nghĩ đi mà tránh xa cô ta một chút được rồi để khi nào tỉnh táo thì tôi nghĩ Đầu óc say mơ màng, bảo anh nhớ một người không quan trọng, không để tâm thì làm sao mà nhớ nổi. Diệp An tiến hết khách ra về, nhìn vị khách cuối cùng mỉm cười. Ba, cảm ơn ba đã có mặt ạ. À. Ba nói chuyện với con sâu một lát có được không? Dạ được ạ, à. con mời ba vào bàn ngồi cho đỡ mỏi chân ạ. À. Diệp An dẫn ông sang khu vực bàn cà phê của khách sạn, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, gọi hai cốc trà, nhẹ hỏi. Ba đi đường dài về có mệt không ạ? À? khuôn mặt ông thoáng ngây ra rồi lắc đầu đáp lại. Con và Thiệu Khiêm quen nhau lâu chưa? Dạ, tính đến hôm nay là 2 năm 2 tháng ạ. Cũng lâu rồi nhỉ, vậy mà nó không nói gì với ba cả. Diệp An thấy có lỗi và khó nghĩ trước lời trách móc vu vơ ấy. Ba, con xin lỗi ạ, đáng lẽ con phải đến chào ba mẹ trước. Thiệu Khiêm không cho con đến chào chúng ta phải không? Dạ, thật ra dạ anh ấy bận quá nên chưa sắp xếp được. Bà đủ hiểu con trai ba mà, nhưng ba không trách nó ba anh cười nhưng lại phảng phất nỗi đau nào đó mà không nói thành lời uống một ngụm trà cô khẽ hỏi ba có phải mối quan hệ của hai người không tốt không ạ cũng không có gì đâu sau này con sẽ hiểu mai con có thể đưa nó về thăm nhà được chứ dạ con sẽ nói với anh ấy về thăm ba mẹ sớm nhất có thể ạ cảm ơn con cuộc sống của con thế nào diệp an không hiểu ý nghĩa câu hỏi nên có chút bối rối ông mỉm cười xua tay ý ba là thiệu khiêm không gây khó dễ gì cho con chứ dạ không ạ trước kia là rất nhiều còn gần đây thì anh đã thuần tính hơn khi cô mang thai vậy thì thật tốt thôi ba không làm phiền con nữa sắp xếp qua nhà ba mẹ chơi nhé vâng ạ con chào ba tiến ông ra tận cửa cô mới trở vào đã thấy thiệu khiêm dựa tường đứng gần đó nhìn mình chăm chăm anh tỉnh rồi sao ông ấy nói chuyện gì với em khuôn mặt anh lạnh tanh giọng nói còn nghiêm khắc làm cô trột dạ ba chỉ dặn em ngày mai hai vợ chồng về nhà thăm ba mẹ thôi ạ à. thiệu khiêm đi về phía cô vòng tay ôm eo hỏi ừ về nhà thôi em mệt chưa một chút thôi về em nấu gì cho anh ăn giải rượu nhé khi nãy chị uống chứ chưa ăn được gì cả ăn thịt em là được rồi không cần nấu cô thúc nhẹ vào hông anh cả hai cùng cười thành tiếng rời khỏi khách sạn ké siêu thị mua đồ. Về đến nhà, Diệp An thay vội bộ quần áo, định nấu gì cho anh ăn. Nhưng Thiệu Khiêm lại dễ tính đồ xuất. Em nấu mì ăn cũng được, không cần cầu kỳ. Anh đâu có thích ăn mì chứ? Hôm nay tân hôn, không cần ăn đồ bổ dưỡng quá, không sẽ bội thực đấy. Tân hôn chỉ dành cho cặp nào mà người ta chưa ăn trái cấm thôi. Mình ăn chán rồi, có ý nghĩa gì chứ? Em đã chán rồi sao? Cô rụt cổ lắc đầu không đáp lùi đi vào bếp lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra nấu. Điện thoại có cuộc gọi đến, tay đang bóc sở tôm, nên Diệp An thò đầu ra khỏi bếp gọi. Khiêm, nghe hồ em cái điện thoại với. Gọi đến ba lần không thấy anh trả lời. Diệp An rửa tay, chạy ra nghe điện thoại. Hóa ra là giáo vụ trường Heidelberg gọi báo hồ sơ của cô đã được duyệt và hẹn phỏng vấn online sau hai ngày nữa. Tắt điện thoại, cô liền gọi lớn. Thiệu Khiêm, anh đang ở đâu vậy? ngó ra ngoài sân, anh đang ngồi ở ghế, còn hút thuốc nữa, làm cô lạ lắm. Anh cực kỳ ít hút thuốc, hay nói chính xác là gần như không hút. Thế mà nay lại có thuốc, ngồi đốt thế kia. Đứng ở cửa nhà, cô nói vọng ra. Khiêm, anh làm gì mà không nghe em gọi vậy? Lúc này anh mới giật mình xoay người lại, vội dập điều thuốc trên tay, còn như đợi mùi thuốc tản đi mới đến gần. Em nấu xong rồi à? Anh làm sao vậy? có phải hối hận vì đã kết hôn rồi không em đừng nghĩ bậy bạ anh đói rồi cho anh ăn đi cứ vậy mà anh trở vào nhà không đợi cô đi cùng càng lúc cô càng cảm thấy anh khó hiểu nhiều hơn nữa thở dài vào bếp thả rau vào nồi nước dùng mà đầu óc vẫn ngơ ngẩn khi lần nữa thấy anh đứng uống cốc nước cũng tả hồn đi đâu mất anh không chịu nói thì cô cũng chẳng cậy miệng được trong cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể có nói khi lời nói và ngôn ngữ cơ thể của một người mâu thuẫn với nhau thì phụ nữ sẽ không tin vào nội dung lời nói. Hiện tại, Thiệu Khiêm chính là đang như vậy. Anh nói không có gì, nhưng thực chất là lòng anh đang đối lập lời nói. Đổ nước canh vào mì, xếp đồ ăn lên trên, Diệp An bất cần chạm tay vào thành bát, liền suýt xoa, "Ui, nóng quá." Mang đồ nóng mà em lại dùng tay không à? Thiệu Khiêm nhấc tay cô lên kiểm tra, chỉ hơi đỏ liền kéo đến xả nước. Diệp An nhân cơ hội nhìn chồng, tiếp tục suy đoán không ra mà buộc miệng hỏi. Bây giờ em là vợ anh, nên có chuyện gì thì hãy nói cho em biết được không? Chỉ để chúng ta hiểu nhau hơn. Ngược lại, em cũng sẽ như vậy, sẽ nói cho anh biết những gì xảy ra với em để cùng nhau tìm cách giải quyết. Tay cô được kiểm tra cẩn thận, với bác sĩ, đôi tay gần như mạng sống vậy, nên Thiệu Khiêm luôn chú trọng cẩn thận khi dùng tay làm bất cứ việc gì anh không trả lời cô mà dặn em nên bảo vệ tốt đôi tay mình nếu muốn trở thành một bác sĩ khoa ngoại nhớ chưa bất kỳ vết thương lớn nhỏ gì cũng phải tránh tay mình ra em nhớ rồi chỉ là thấy anh buồn nên mới mất tập trung thôi anh ngây ra nhìn cô nhẹ xoa đầu được rồi ăn thôi anh không buồn chỉ là uống nhiều rượu quá nên đầu óc thiếu tỉnh táo vậy lần sau anh đừng uống nhiều nữa hôm nay là ngày anh lấy vợ uống nhiều hơn bình thường thôi, còn sau này hứa với em sẽ không uống say nữa, được chưa? Diệp An gật đầu tạm chấp nhận, định bụng sẽ không ăn, nhưng rồi lại lấy ra hai đôi đũa, ngồi xuống bàn đợi Thiệu Khiêm bê bát mì ra. Chúng ta ăn chung một bát nhé. Cô hào hứng đề nghị, còn gõ thìa đũa vào nhau cười tùm tìm. Em có biết, phụ nữ ăn sau 8 giờ tối là không nên, và mì tôm cũng không tốt cho em khi đang mang thai. Em thì ăn rau, ăn thịt, ăn tôm, còn anh thì ăn mì. Giảng đạo lý là vậy, nhưng anh vẫn ngồi xuống ghế ngay bên cạnh, đẩy bát mì ở giữa cho cô ăn cùng. Em ăn một miếng mì thôi nhá. Thiệu Khiêm gắp lên đũa mì, nhẹ đánh mắt, là Diệp An há miệng, nhận lấy, mút chụt một phát. Em không giữ ý tứ gì cả, trước mặt anh đấy. Có gì mà phải giữ chứ, em vốn dĩ như vậy rồi, sao phải ỏn ẻn e thẹ làm gì. Một miếng, lại đòi thêm một miếng, càng thấy cho càng đòi nhiều nấu cho anh ăn mà cô ăn còn nhiều hơn tôm thịt không chừa cho chồng lấy một miếng anh no thế này không tân hôn được đâu thiệu khiêm không thèm nói khi cô xoa xoa cái bụng no căng của mình thật giống chư bát dưới còn sợi mì cuối cùng anh gấp vào miệng quay sang cô em ăn nốt đi cho khỏi lạc đàn thôi anh ăn đi phần anh đấy nào chia đôi nếu anh chạm môi em nhanh hơn thì lên tắm rửa sạch cho anh tân hôn còn em ăn nhanh hơn thì được ngủ Thật hả? Rồi em làm gì? Mau lên. Diệp An cười thành tiếng rung cả người vì không nghĩ có lúc anh lại trẻ trâu đến thế. Vậy mà cô lại hưởng ứng làm theo, há miệng, ngậm lấy đầu sợi mì còn lại. Không những chạm môi trước, anh còn mang lưỡi vờn quanh môi cô một vòng, vênh mặt đắc ý. Lên tắm đi, thơm tho sạch sẽ, đặt lên giường cho anh. Vậy anh sửa bát dọn bếp nhé. Ừ, mau mau lên chuẩn bị đi. Khúc khích cười, Diệp An đứng lên đi về phòng Vừa đi miệng vừa không ngậm nổi Khi nghĩ đến việc cô cố tình ăn chậm cho anh thắng Tâm trạng đang bị chi phối bởi việc không vui Cô giúp anh vui vẻ hơn Bằng chứng là anh đã cười thành tiếng Và cô cũng vui không kém Và nước ấm đổ tinh dầu Diệp An còn vơi hết cánh hoa hình trái tim trên giường Thả vào buồn tắm Mới thả mình ngồi thư giãn Anh thích thơm Cô sẽ cho ra thịt ngấm hương hoa luôn Vậy mà cô ngủ quên mất trong sự thư gian ấy. Đến khi anh lay gọi mới mở mắt. An, anh tưởng em tắm kỹ, hóa ra là ngủ à. Vậy mà anh cứ vừa làm việc vừa đợi, dậy bao không lạnh bây giờ. Diệp An vẫn ngái ngủ, thiệu khiêm nâng cô ngồi lên thành bồn, lấy vòi sen nhẹ dưới nước lên người, xả sạch cánh hoa và xả bông. Diệp An dựa đầu vào anh, nhắm mắt ngủ. Hôm nay đám cưới rất mệt, lại còn bị bà cô kia bắt cóc nữa hại cô tốn sức quá mà. Cả người được ôm vào chiếc khăn bông mềm mại, cô nghe thấy tiếng anh cầu nhầu. Cả ngày em càng lười biếng đấy. Không phải, em đang làm nũng anh đấy. Từ nhỏ đến giờ, chẳng có ai quan tâm em cả, họ chỉ toàn đánh mắng em thôi. Thiệu Khiêm nâng mặt cô, ngửa hẳn lên nhìn, còn Diệp An vẫn nhắm chặt mắt, dù đã tỉnh ngủ đôi chút. Cô cũng muốn được người ta quan tâm mà. Anh không nói nữa, lấy váy ngủ mặc cho cô, nhưng không thèm mặc nội y, rồi cũng là lần đầu tiên cô được người ta sấy tóc. Dòng lệ nóng không tự chủ, luồn qua mi, nhẹ chảy xuống má. Khi tóc đã khô, cô cũng tỉnh hẳn, gục vào anh. Anh tắm đi không muộn rồi, bình thường anh toàn nói không nên tắm sau 21 giờ, vậy mà bây giờ gần 22 giờ rồi đấy. Hôm nay là ngoại lệ, tử mai sẽ quay lại sinh hoạt như cũ, nhất là em đấy. Cuộc sống đôi khi cũng cần có ngoại lệ, phải không? Em biết rồi, anh cẩu nhào như ông già ấy. Bình yên là thoáng qua những giây phút thấy bản thân trong mắt đối phương. Diệp An toàn tâm toàn ý muốn vun đắp giữ lấy gia đình nhỏ này của mình. Cô chưa từng có những ngày hạnh phúc với một gia đình đúng nghĩa. Nên dù hôn nhân này, anh chỉ vì con thì cô cũng muốn trân trọng nó. Ngắm nhìn căn phòng ngủ đã gắn bó hơn 2 năm. Anh đã thay toàn bộ đồ mới để chuẩn bị kết hôn nhưng cô vẫn thấy quen thuộc phòng ngủ vẫn đầy những vật dụng trang trí chữ hỉ lớn dán ngay dưới tấm ảnh cưới lớn của hai người cô đã chọn sửa bức ảnh hai người cười tự nhiên nhất anh cười không đẹp bằng lúc lạnh lùng nhưng cô lại thích nụ cười luôn mang đến cho người đối diện tâm trạng thoải mái nhất tự dưng nghĩ ra trò để chơi khi thấy rượu nến và hoa hồng cô thắp nến ngồi trên bàn mở rượu ra uống trước rồi rót một chút nữa vào hai cốc mang đến bàn cạnh giường để nến được thắp sáng tắt điện trong phòng diệt an cầm bông hoa hồng chạy lên giường tạo sáng nằm cho thật quyến rũ vậy nhưng ngắm qua gương thấy không ổn liền lên google sở từ khóa tư thế nằm khiêu gợi ngay lập tức có cơ man tư thế xuất hiện chọn được một vài kiểu cô học theo họ chọn một vài kiểu cô học theo họ rồi cũng thấy ưng được một sáng mà thấy thoải mái nhất. Ngày cưới bất ổn nên cô cũng muốn biến đêm tân hôn của mình thành đáng nhớ. Thấy anh chưa ra, người mỏi nên cô lại lấy điện thoại tìm hiểu cách gợi tình, quyến rũ chồng. Không nghĩ có lúc em lại câu dẫn anh, đáng lý ra làm tình nhân em phải như thế này, vậy mà cứ cãi chèm chèm ra. Thế sao anh còn lưu luyến em, giữ lại hành cho bỏ ghét. Cả người bị ôm lấy hai cơ thể không mặc gì áp sát vào nhau. Mọi lần thấy bình thường, này tân hôn lại làm sao ấy? Cơ thể cô nhộn nhào, vẫn còn cảm giác ngây ngất. Anh xoa nhẹ lưng cô sụp. Muộn rồi, ngủ đi. Diệp An gõ tay trên người anh, đắn đo rồi hỏi. Tối mai chúng ta về ra mắt ba mẹ anh được không? Ừ, được. Không nghĩ anh lại dễ tính thế, nên cô được nước làm tới. Ngày kia đi thăm mẹ em. Ừ, anh tìm thấy bà rồi à? Thấy rồi. Sao em cứ thấy mình đang bị lừa thế nhỉ? Diệp An áp mặt trên người anh nên không nhìn thấy gương mặt chồng đã tắt hẳn nụ cười mà rơi vào trầm tư. Anh, hai ngày nữa em phỏng vấn online với giảng viên của trường Hai Robert thì em cứ phỏng vấn thôi. Cô cào cào tay vào người anh tấm tức Thiệu Khiêm nắm lấy cảnh cáo muốn anh giúp thì phải nhờ vả chứ. Em nói anh phải tự hiểu Bây giờ anh còn phải học hiểu ngôn ngữ của em sao? Đừng có được đằng chân lên đằng đầu, không thèm nữa." Cô định dãy ra nằm xuống giường nhưng bị anh giữ chặt lại. "Anh giúp em là được chứ gì, ngày mai cho anh xem bộ đề câu hỏi họ gửi, thật không? Nhớ trả lương, một lần chủ động được không?" Anh vuốt nhẹ cho. Anh vuốt nhẹ chóp mũi cô ngầm đồng ý. "Anh tìm thấy mẹ em từ lúc nào?" Thiệu Khiêm chuyển mình nằm xuống giường, đem cô ôm vào lòng cắt đứt hội thoại anh buồn ngủ rồi gặp thì em tự hỏi bà ấy đi thiệu khiêm chúc em ngủ ngon anh xoa xoa vai như dỗ cô ngủ diệp an vô cùng khó hiểu khi anh liên tục tránh né khi cô hỏi về mẹ một mớ hỗn độn ngổn ngang mà càng cố tìm hiểu thì càng khó hiểu vì ngủ muộn nên gần trưa hai vợ chồng mới thức giấc diệp an vệ sinh cá nhân xong liền in bộ câu hỏi ấn cho thiệu khiêm anh làm đi em nấu cơm ơ ờ, hay anh giảng cho em thôi chứ thôi anh làm đi trả công hai lần nhá diệp an trẻ trung trong bộ pyjama chân còn đi dép lông mặt gà con tóc bờm băng đô hồng nụ cười trong trèo nhìn anh chờ đợi anh đồng ý nhá lại đây hôn cái rồi làm cho cô ôm mặt anh hôn xuống còn hỏi có phải anh đã thấy vợ mình đáng yêu rồi không không có vẫn xấu như cũ mau pha cho anh cốc cà phê Vâng, cho muối và chanh. Bước chân cô hững nhịp từ từ quay lại nhìn anh rồi phá lên cười. Anh uống cốc cà phê đó sao? Ừ, đau bụng nguyên ngày, anh còn quên chưa xử tội em đấy. Thế lại vẫn uống vậy à? Em dám pha nữa không? Cô rụt vai lắc đầu, chạy biến xuống bếp, pha một cốc cà phê to đùng, thơm ngào ngạt, mang lên. Mời anh dùng cà phê, pha cho lợn uống hay sao mà nhiều thế? Anh uống này tỉnh táo, còn làm hết cho em đống này chứ. Chiều mai em phỏng vấn rồi, đêm nay và sáng mai em học thuộc. Không làm phiền anh thì trong một giờ tới là xong. Nhanh vậy á, đi nấu cơm đi, mau. Diệp An rời đi, vài bước lại quay đầu nhìn. Nhiều vậy mà sao anh lại làm nhanh thế? Đã vậy, còn tiến anh chuyên ngành nữa chứ? Cô đã nghĩ anh sẽ phải mất cả buổi mới làm xong cơ. Chẳng lẽ chồng cô giỏi vậy sao? Vừa đẹp trai lại vừa giỏi, nghĩ thôi đã thấy thích. Có ai đó cứ tùng tỉm cười dưới bếp có lúc phát thành tiếng. Hạnh phúc chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Biết thế này, cô đã cun cút, ngoan ngoãn, bám chân anh, ngoan như một con cún rồi. Nghĩ lại thời gian sống cùng nhau, cư như chó với mèo mà tiếc. Đúng như Thiệu Khiêm hứa, đúng một giờ sau, anh xuống ăn cơm và thông báo. Anh đã xong, lát muốn nhận công luôn. Diệp An nhìn anh tủm tỉm cười xấu xa mà ghét. Sới cơm ra bát cho anh, cô lặng thinh không nói em đang nghĩ cách quỳt à không có lúc nhờ người ta thì mặt mày hớn hở vậy mà bây giờ xong lại thái độ cô nghe răng cười nhanh tay gắp thức ăn vào bát anh giục ông xã mau ăn rồi đưa em đi mua đồ ghé thăm ba mẹ anh nhé anh đặt người ta mang đến rồi chiều sẽ có từ giờ đến lúc đi chúng ta còn 4 giờ dành cho nhau em có thể trả nợ được hết thiệu khiêm nhìn cô vênh mặt đắc thắng lưỡi trong miệng đung đưa căng phòng trong miệng còn nháy mắt đưa tình. Nhìn anh, Diệp An dùng mình một cái như vịt lên bờ rũ lông. Cô nghẹn cơm, liền mang nước lên uống, ai ngờ sặc luôn. Hò đỏ cả mặt, cô không dám nhìn anh nữa. Thiệu khiêm nhoài người, đưa khăn cho cô lau miệng, rồi vẫn đùng đỉnh ăn cơm. Anh có cách cho em thoát nợ. Cách gì à? Chỉ vậy là nhanh. Nụ cười vừa nở trên môi cô tắt ngấm, ngại ngùng. Tự dưng lại bị anh nhìn xa bản chất muốn trốn nợ vì không ăn sáng nên bàn ăn được dọn sạch sẽ không còn thức ăn thừa thiệu kiêm đứng lên giúp cô dọn dẹp nên vèo cái cả hai đã dọn sạch cả bếp cô bám tay anh lên phòng tỉ tê anh em còn phải học ngày mai thi thực sự muốn trốn nợ à cô gật đầu xong lại lắc đầu lên đến phòng anh cởi bỏ áo nằm úp xuống giường khiến cô không dám đến chẳng lẽ anh định làm thật sao có thể để từ từ cô trả nợ mà Lại đây đấm bóp cho anh đi Rồi anh yến kế cho Thật nhá Diệp An lon ton lại gần Bước lên giường Ngồi lên mông anh Ra sức đấm bóp từ cổ xuống thắt lưng Có phải anh mỏi cổ nhất không Ừ em mạnh tay một chút Cái mông đừng có di di trên người anh như thế Có thứ không chịu được đâu Bẹp hết rồi Lần này thì cô không nhịn được cười nữa Mà cười thành tiếng Còn vỗ thật mạnh vào lưng anh in cả dấu tay đỏ hòn trên da. Đau anh? Ai bảo anh nói linh tinh chứ? Không tin em kiểm tra đi, xem nó có ngóc đầu hay là xẹp lép rồi. Anh lại lừa để em động vào nó. Thiệu khiêm nghiêng người, rút trong túi quần ra bao thuốc bẹp xí, dơ lên trách. Nhìn đây, bẹp chưa? Đầu óc chỉ đen tối là giỏi. Diệp An giật lấy nó, ném vào thùng rác. Rõ là ý anh không phải thế. Vậy nên cô vẫn ngồi trên mông anh không xuống. Bóp mạng tay phần gáy cho anh, anh nói đi, làm sao để trừ nợ? Thiệu khiêm kê tay trên đầu, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của cô, động chạm trên người mình. Anh ngủ đấy à? Anh khẽ cười nói. Anh cho em học trong hai tiếng, sau đó kiểm tra. Nếu em trả lời đúng thì sẽ xóa nợ, còn sai một câu là cởi một thứ trên người. Nếu em bị cởi hết thì anh được ăn thịt em và em phải thực hiện như đã hứa. Thời gian như vậy ít quá. Anh làm trong một giờ, Em học thời gian gấp đôi còn kêu ít. Anh đang thắc mắc vì sao thành tích của em lại luôn đứng đầu khoa đấy. Có phải thầy cô đang ưu ái em không? Em sẽ học xong. Cô không đấm bóp cho anh nữa mà dậm chân đi xuống bàn lấy tài liệu anh đã trả lời cho mình. Nhiều tiếng Anh chuyên ngành cô chưa học nên mất thời gian để tra và hiểu. Câu trả lời của anh ngắn gọn vào đúng trọng tâm không lan man dài dòng. Thiệu khiêm để im cho cô học còn anh cũng mở laptop lên làm việc. Hoàng Tiếng đang trong giai đoạn tân hôn mà anh không để mình nghỉ gì cả. Diệp An đọc mãi mà nhớ đầu lọt đuôi nên cầm cả tập đến bàn thiệu khiêm ngồi chiễm chệ trên bàn. Vừa ngắm anh học, anh chỉ ngẩng mặt lên liếc một cái, tủm tìm cười rồi lại cắm đầu vào làm việc. Cô lấy chân khều khều chọc vào người anh. Vậy mà người ta tảng lờ cô luôn. Tập trung học đi, còn 45 phút. Anh học thế nào cho nhanh? Vẫn đạt nợ mà chưa gì đã lại nhờ rồi Trả phí chứ không miễn phí đâu Diệp An câm nín Ngồi ra mép bàn Chân đẻ hẳn vào lòng anh Rồi chăm chú học bài Chắc chắn anh có cách học Vậy mà không chịu chỉ cho cô Không muốn thua cuộc Nên nhập tâm hết sức Phân tích lại ý chính của câu hỏi Rồi tự đánh dấu cả từ khóa Trong câu trả lời để nhớ Đồng hồ anh bấm tinh một tiếng Thiệu khiêm đẩy ghế Ngồi thẳng đến hai tay khoay trên đùi cô, ngửa mặt hỏi. Hết giờ rồi, kiểm tra thôi. Diệp An đã đọc hết các câu ấy, cũng nhớ khá khá rồi, nên cũng có chút tự tin. Anh chắc sẽ không hỏi hết, hỏi nhảy cóc cho mà coi. Thiệu Khiêm ngả người ra lưng ghế, tay nắm bàn chân cô lắc lắc, rồi lại vuốt vuốt. Đừng cầm chân em như thế. Là ai tự động mời chào hả? Có tất cả 30 câu. Em nhớ hết rồi. Tự tin như thế là tốt, giành được điểm cộng rồi đấy. Cô đưa lại tập tài liệu Anh còn không thèm nhìn Đã bốc ngay câu 20 hỏi Khuôn mặt Diệp An tắt hẳn nụ cười Anh phải hỏi dần dần Để cô sâu chuỗi chứ Ngay câu đầu tiên Cô đã chỉ trả lời được một trên 10 ý Anh không chấp thuận Cô cãi bướng Anh cố tình chơi khó em Anh là người phỏng vấn Thích câu nào chẳng được Hệ thống câu hỏi có liên quan đến nhau Nên phải mở từng mắt xích chứ Mắt anh sượt qua tiên ngạc nhiên nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch ý cười. Mở mắt xích nào em cũng phải làm được, đôi khi trong phòng mổ em không thể đợi chờ thời gian sâu chuỗi mà phải quyết định nhanh trong tích tắc, nếu không bệnh nhân sẽ tử vong trong tay em. Nhưng mà... Diệp An giữ tay anh lại, Thiệu Khiêm bất ngờ hỏi, tại sao em lại chọn anh để trao đổi? Trường có rất nhiều giảng viên ưu tú và giàu có hơn mà. Làm gì có ai nhiều vợ hù sống anh, em thích là người chiến thắng. Còn anh, sao lại dễ dàng đồng ý vậy? cô chỉ nói bừa vậy thôi chưa cũng không giải thích được ở cạnh rồi mới biết anh cũng khá già chưa ban đầu chỉ cần một chỗ dừng chân được đi học, được ăn uống để sống qua ngày hoặc cũng có thể vì anh có sức hút nên cô đã chọn ngay mà không phải những người đàn ông khác có lẽ là duyên phận anh kéo sát ghế lại hai chân cô buộc phải mở ra đặt bên sườn anh thiệu khiêm chống khủ tay lên đùi cô ngón tay khẽ gãi chân mày nếu có ngày chúng ta hiểu lầm nhau, em sẽ thẳng thắn và bình tĩnh nói chuyện chứ. Phụ thuộc vào thái độ của anh, chúng ta hiểu lầm nhau không phải là ít. Anh nhỏe miệng cười gật đầu tán thành và vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Thấy anh làm càn, cô nũng nịu. Em chưa thua mà. Em nên giữ lại cho mình một cơ hội, đừng cố gắng ăn thua, không lại không có đường lui. Đừng bao giờ nói với người nhà bệnh nhân chắc chắn sẽ khỏi, mà chỉ nói tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ bệnh nhân. Không bao giờ nói ca mổ này tỷ lệ 100% thành công mà chỉ nói tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng với đồng nghiệp em lại phải dùng từ chắc chắn để khẳng định năng lực bản thân. Nếu không chắc chắn thì sẽ không nhận làm. Diệp An cựa mình thức giấc khi bên cạnh đã không còn người. Xong màn yêu đương cô lăn ra ngủ ngon lành còn không biết anh làm gì sau đó. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều cô ngó ra cửa phòng gọi Ông xã, mau chuẩn bị đến nhà ba mẹ đi. Dậy rồi à? Anh từ phòng khách đi lên, đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng chỉnh tề tương tất, còn cô tóc tai vẫn rối bù, trên người đầy dấu vết chồng lên nhau như những dấu xăm kín người. Nếu em mệt, để mai đến cũng được, anh có ba ngày nghỉ cơ mà. Không được, em hẹn ba hôm nay đến ăn tối rồi. Thiệu Khiêm ôm eo cô đi về phòng thủ thì Đợt vừa rồi anh bị đình chỉ nên đợt này không nghỉ phép được lâu đợi tháng sau chúng ta đi hưởng tuần trăng mận được không anh cứ xem công việc của mình đi đợt này em chuẩn bị thi nên cũng bận nếu đỗ được học bổng cũng sẽ đi sớm thôi sao em nói sẽ bảo lưu em bầu nhỏ vẫn nên đi học rồi nghỉ theo chế độ sinh con thôi đã học lâu lại còn cứ chần trừ thì bao giờ em mới được làm bác sĩ như anh chấp nhận xa chồng vì sự nghiệp sao hay anh đi học để phong hàm phó giáo sư đi chúng ta đi cùng nhau Thiệu Khiêm chỉ ẩm ừ không quyết Việc cho cô đi học Anh cũng chưa chắc chắn sẽ đồng ý Vậy nhưng cứ để cô có mục đích Mà cố gắng xem khả năng đến đâu Diệp An xuống xe Nhìn căn biệt thự rộng lớn Mà chớp mắt kinh ngạc Cây cối bao quanh xanh mướt Còn có cả hồ rộng Và một vườn lan thơm ngào ngạt Nhà anh đây à Hóa ra anh là một đại công tử Bây giờ chỉ là chồng em thôi một bác sĩ với mức lương hơn 20 triệu một tháng lương chính của anh không phải số đó đâu em có truy khảo kinh tế anh đâu mà đã than vãn rồi thiệu khiêm lấy giỏ quà xuống khỏi cốp xe nắm tay diệp an đi qua cây cầu nhỏ tiến vào trong nhà chính một người phụ nữ trung tuổi đang nhà sau vội bỏ đấy đứng dậy hồ hời thiệu khiêm cháu về rồi sao dạ bác khỏe chứ bác khỏe sao lâu vậy cháu mới về nhà thế cháu bận ạ à? Từ trong nhà, ba anh thấy hai người thì đứng sẵn nơi bậc thềm chào đón. Con chào ba ạ. À? Diệp An cúi đầu chào, nhưng Thiệu Khiên thì không. Anh đi lướt qua ông, vào thẳng nhà, khiến cô khó xử. Bà anh dường như cũng quen rồi, nên không đòi hỏi gì. Bà ấy có nhà chứ? Anh lạnh nhạt hỏi, còn không dùng kính ngữ. Cô lại được phe ngơ ngác, không biết người được nói đến là ai. Bà anh nhìn cô ái ngại, rồi khẽ nói. Dì đang tự tay chuẩn bị bữa tối khi biết các con về ăn cơm. Tôi có việc phải đi luôn, Diệp An sẽ ở lại đây ăn cơm thôi. Cô không nghe anh nói tới việc này. Anh đi đâu? Sao không ở lại ăn cơm? Thiệu khiêm bận thì con cứ để nó đi đi. Rõ ràng là anh chẳng bận gì, chỉ là thoái thác việc ăn cơm cùng ba mà thôi. Nhìn ba chồng lộ rõ sự buồn phiền, cô đắm chặt tay Thiệu khiêm, nói khẽ. Anh ở lại đây ăn cơm đi, xong rồi anh đi đâu chúng ta cùng đi không để anh từ chối cô tiếp lời em không muốn ăn cơm mà thiếu anh dù sao em cũng chưa quen ba mẹ anh mà em quen họ rồi nên cứ ở đây đi anh đi công việc gần đây thôi đừng để em ở lại một mình mà anh khẽ thở dài nắm tay cô đứng dậy cầm theo túi đồ đã chuẩn bị lạnh nhạt nói với ba vợ chồng tôi đi tắp gương cho mẹ trước ừ con đi đi anh dẫn cô ra sau nhà đi bộ thêm gần 200 mét, lại có một gian nhà gỗ nằm cuối khuôn viên của biệt thự. Thiệu Khiêm, hóa ra mẹ anh đã mất rồi sao? Ừ, anh chỉ trả lời đơn giản như vậy, không thêm một câu nào. Nắm tay cô đi vào trong. Gian nhà này thờ tổ tiên bên nhà ngoại anh. Thiệu Khiêm sắp lễ lên ban thờ chính diện, đi đốt hương, cắm vào từng bát hương. Sau đó khấn vái, kéo tay cô đi đến di ảnh của mẹ anh trong ảnh bà cười thật tươi Mặc trên mình chiếc áo blue trắng Đó là mẹ anh Bà ấy mất khi anh 15 tuổi Mẹ anh cũng là bác sĩ à Ừ bà ấy là bác sĩ khoa ngoại thần kinh Như Hải Tùng ấy Nói rồi anh nhìn lên di ảnh Mỉm cười nói Mẹ con đã kết hôn Đây là vợ con Tương lai cô ấy cũng là bác sĩ Anh không hề giới thiệu cho mẹ anh về tên cô Nên Diệp An nhanh nhầu Mẹ con là Đinh Diệp An cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh kéo trở ra đầy bất ngờ em còn chưa chào mẹ anh nữa mà bái mất rồi không cần em chào em lên nhà trước đi anh lên sau anh sẽ ở lại ăn cơm chứ anh kẽ gật đầu thái độ của anh rất khó hiểu khiến cô không nhịn được mà hỏi thiệu khiêm anh đang cố giấu em chuyện gì sao người em muốn gặp đang trên nhà đấy mau lên đi nhìn xem có phải mẹ em không anh không để cho cô kịp sốc kịp hỏi rõ ràng mọi chuyện đã xoay lưng đi vào trong nhà thờ lạnh lùng đóng cửa lại cô không phục chạy đến muốn mở cửa nhưng nó đã bị khóa thiệu khiêm nói chuyện với em đã chuyện anh nói là thế nào cô đập cửa đến rát cả tay anh cũng không mở không trả lời chỉ một mực im lặng tủi thân nước mắt cô rơi đầy trên mặt miệng vẫn gọi khiêm mở cửa cho em diệp an ông chủ mời cháu lên nhà Tiếng người giúp việc nhẹ cất lên sau lưng, Diệp An đưa tay lau nước mắt, nhìn lại cánh cửa vẫn im lìm, mới quay người rời đi. Cô đi không lâu, cánh cửa chậm chậm mở ra, Thiệu Khiêm nhìn theo sáng cô, cho đến khi quất hẳn, mới quay đầu nhìn di ảnh mẹ. Chắc mẹ sẽ không thích vợ con đâu, nhưng biết sao được, bọn con kết hôn rồi, cũng sắp có con nữa. Hôn nhân này, chính con cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, vậy nên mẹ có không thích thì cũng phải chịu thôi cô ấy là vợ con rồi là người con muốn gắn bó cả đời xin lỗi vì làm trái lời mẹ xin lỗi vì không nghe theo lựa chọn của mẹ nếu có thể làm lại nhất định con sẽ không đi con đường này nhất định không liên quan tới cô ấy và nhất định cũng sẽ không yêu cô ấy lời nói thì thầm nhỏ dần trong vòng họm trở thành lời thều thào trong trái tim ngả người xuống chiếc ghế gỗ thiệu khiêm chầm chậm nhắm mắt dọc thái dương sũng nước Diệp An bước trên nhà, nở nụ cười gượng gạo. Ba cho gọi con ạ. À? Ừ, vào đây con. Thiệu Khiêm có chút việc nên... Không sao, cứ để nó ở đấy đi. Diệp An ngồi xuống ghế, ba anh đi một lát, trở lên cùng với một người nữa. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, trái tim cô nhói lên mà đứng bật dậy. Có lẽ chỉ là người giống người. Dù chưa từng gặp người bằng xương bằng thịt lần nào, nhưng cô lập tức nhận ra bà ấy. Nhìn ảnh bà ấy khi còn trẻ, thực giống hệt cô bây giờ, chỉ có điều cô trắng hơn, mắt buồn hơn bà một chút. Bây giờ bà ấy thay đổi khá nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, dáng dấp cũng tròn đầy hơn, nhưng vẫn rất trẻ so với tuổi. Có lẽ lúc con gái đang sống trong khổ sở ở nơi không ai chào đón thì ngược lại, bà lại có cuộc sống nhàn hạ, đầy đủ thì phải. Bà ấy tất nhiên nhìn một phát là nhận ra cô ngay dù chưa một ngày nuôi dưỡng quan tâm nên đôi mắt đã đỏ hoe nước mắt rơi ướt sũng mặt bà chồng rời đi là cô đủ hiểu tất cả ai cũng biết chuyện chỉ có cô là không biết gì bảo sao ba anh nghe tên cô mặt mũi lại biến sắc thiệu khiêm có thể khẳng định cô có thể gặp được mẹ anh khi bản thân anh đã sớm biết mẹ sống ở đây ai cũng biết nhưng họ đều giấu giếm ngay cả chồng người thân thuộc nhất với mình cũng không thành thật trong lòng xối tung có hụt hẫng bất ngờ và đau đớn không nghĩ mẹ lại ở gần mình đến vậy đúng là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt diệp an cô khẽ chớp mắt giọt nước trong suốt trượt khỏi bờ mi lăn xuống gò má nhanh tay chạm lên lau đi cô bình tĩnh nở nụ cười nhưng khuôn mặt vô cùng xa lạ cháu chào cô cháu là vợ anh kiêm còn cô là Đôi mắt bà bất ngờ mở lớn Khuôn mặt thẳng thốt Ngỡ như bản thân đã nhận nhầm người An là mẹ đây Không phải mẹ cháu đã mất từ lúc cháu sinh ra rồi Cô đã từng mong gặp lại mẹ Nhưng không nghĩ gặp trong hoàn cảnh này Có lẽ bà là vợ hai của ba anh Bây giờ thì cô đã hiểu Vì sao Thiệu Khiêm chẳng hỏi cô thông tin về mẹ Nhưng lại có thể khẳng định tìm đúng người Chỉ có cô là ngốc nghếch mà thôi có lẽ anh đã sớm biết cô chính là con mẹ kế của anh đây có thể là lý do mà anh dễ dàng đồng ý cho cô làm tình nhân đình diệp an cho mẹ xin lỗi bà ấy đã đến sát bên còn tự nhiên ôm lấy diệp an nói lời xin lỗi mà khóc nước lên cô không ôm nhưng cũng không đẩy ra cứ vậy bà ôm cô rất lâu khóc bao lâu cũng không rõ rồi mới buông ra bàn tay chạm lên mặt cô ánh nhìn âu yếm dịu dàng. Còn lớn lên xinh quá. Cô là gì của Thiệu Khiêm vậy? Diệp An vẫn lạnh tanh hỏi, không chút bồn vã. Cô đã nghĩ khi gặp lại, bản thân sẽ vô cùng hạnh phúc mà xà vào ôm lấy bà cho thỏa mong nhớ. Trước khi thấy bà ở đây, cô vẫn hồi hộp mong chờ. Nhưng hiện tại, trong lòng chỉ toàn là thất vọng, là khó chịu, bức bối. Mẹ là vợ của ba Thiệu Khiêm. Vậy sao? Diệp An nhếch miệng khẽ cười, nhưng là thái độ xa cách. Cô ngồi xuống ghế, kéo khoảng cách với mẹ và nói: "Vì sao, cô nghĩ cháu là con gái cô khi chưa một lần cô nhớ về nó?" "Diệp An, 21 năm qua tôi sống như thế nào bà có biết không? Có bao giờ bà nghĩ đến việc trở về tìm tôi không hả? Chẳng lẽ bà ấy không có một chút nào nhớ đến cô sao?" Linh Nhu nhìn sự lạnh lùng của con gái, bà đau lòng. Nếu bà biết Thiệu Khiêm lấy Diệp An thì hôm qua bằng mọi giá đã đến dự. Khi chồng về cho xem ảnh, bà đã khóc rất nhiều trong vui mừng và hồi hộp mong gặp con. Hóa ra con bà vẫn còn, con bé đã 21 tuổi và thật xinh đẹp. Cả đêm qua bà không ngủ, chỉ nằm ngắm bức ảnh con gái mặc váy cô dâu đứng cạnh Thiệu Khiêm mà chồng lén chụp được. Vậy nhưng bà lại lo lắng. Khi nãy có Thiệu Khiêm nên bà mới lánh dưới bếp không dám lên mà chỉ lén nhìn con từ lúc hai đứa về tới. Mẹ đã từng tìm nhưng đằng mình nói con đã bị tai nạn mất rồi. Vậy sao? Mẹ gật đầu vẫn khóc không ngừng. Ông ta ghét bỏ cô nhưng lại không trả cô về cho mẹ mà đẩy đọa cô như một cách trả thù mẹ. Mẹ có biết người thiệu khiêm kết hôn là con không? Khiêm không thích mẹ nên mọi việc của nó đều không muốn mẹ tham gia. Nếu mẹ biết là con, nhất định mẹ đã tới an mẹ xin lỗi con oán trách bây giờ cũng chẳng để làm gì lý do mẹ không tìm về cô cũng đã biết rồi nên lòng không còn trách cứ nữa nhớ đến thiệu khiêm cô hỏi vì sao chồng con lại không thích mẹ thường thì con riêng không thích mẹ kế kiêm phản đối thiệu bằng lấy mẹ nhưng không được nên quan hệ trở nên căng thẳng thôi vậy để con sẽ nói chuyện với anh ấy ông bằng thấy hai mẹ con nói chuyện đã cười nói với nhau thì lên tiếng gọi Hai mẹ con xuống ăn cơm rồi nói chuyện tiếp, đồ ăn nguội hết cả rồi. Bà Linh Nhu nắm tay Diệp An không muốn buông, còn nằm mơ bà cũng không nghĩ con gái bà còn sống, đã lớn như vậy rồi, đã vậy duyên phận thế nào còn kết hôn với Thiệu Khiêm nữa. Đi rửa tay, Diệp An lấy điện thoại gọi cho Thiệu Khiêm nhưng anh không nghe máy, rồi chỉ nhắn lại cho cô: "Em ăn tối đi không đói, xong gọi anh đưa về." anh giận ba mình và mẹ cô đến mức không muốn ngồi ăn chung một bữa cơm sao cô vẫn muốn thuyết phục anh nên nhắn lại ông xã em muốn ăn cơm cùng anh mau chiều em một lần được không anh đọc nhưng chỉ thả biểu tượng cảm xúc không đáp lại để anh nhịn ăn chờ cô thật sự không cam lòng vậy nên cô không có tâm trạng ăn bà mẹ lại tưởng cô làm khách mà cố ép con ăn nhiều chút nhé hình như là hơi gầy đấy không ạ à, còn giữ cân vì anh khiêm thích vậy ba mẹ ăn đi à kệ con tự ăn được có ba chồng ở đây nên cô cũng không hỏi sâu được về cuộc sống của mẹ hơn nữa thần chí còn đang đặt về chỗ Thiệu Khiêm dù giận anh chuyện của mẹ nhưng nghĩ đến anh đang ngồi một mình ở nhà sau cô lại không thoải mái Thiệu Khiêm, cháu vào ăn cơm đi nghe thấy bác xúc tiệc nói Diệp An vội bỏ bát cơm đứng bật dậy bước ra ngoài ông bằng nhìn sang vợ rồi đứng dậy lấy thêm bát đũa đặt xuống chỗ bên cạnh diệp an thiệu khiêm đã trở lại thật rồi diệp an bước đến chỗ anh nói để em vào chào ba mẹ rồi chúng ta về nhé em ăn gì chưa mọi người vừa mới vào bữa thôi ạ à. về nhà rồi anh nấu em ăn tiếp cũng được ảnh đâu có rảnh thế vào ăn cơm đi thật à anh không để cô nói thêm mà ôm lấy cô mang vào phòng ăn Hai người trên bàn nhìn anh nở nụ cười chào đón. Ông bằng nhắc con, vào ăn cơm đi, con nên để ý tới cảm xúc của Diệp An một chút. Diệp An đứng gần anh, có thể ngửi thấy mùi thuốc lá còn đậm trên cơ thể. Nghe bà nói, anh không đáp lại. Cô kéo anh ngồi vào ghế cạnh mình. Mẹ mang tới bát cơm cho anh, còn anh vẫn giữ im lặng. Tự nhiên cả bàn ăn, không ai nói chuyện nữa. Diệp An ở giữa, nên thỉnh thoảng hỏi chuyện người này người kia em tập trung ăn đi không đau dạ dày đấy anh ăn nhiều vào đi mấy nay xúc cân rồi đây này cô chỉ lấy lý do chứ người săn chắc cơ như anh rất khó để xuống cân lúc nào cũng giữ được mức độ ổn định của cơ thể khi ăn uống tập thể dục khoa học em chê anh yếu phải không không có chỉ là lo cho anh không đủ sức kiếm tiền nuôi em thôi chẳng phải em còn ôn mai thi sao ăn mau anh đưa về không muộn Diệp An nhìn ra sự khẩn trương của anh nên cũng không cãi cự mà cố ăn hết bát cơm. Anh chịu chiều chuộng ngồi ăn cơm cùng cô và ba mẹ như này là coi như cố gắng lắm rồi. Ba mẹ nhìn cô đầy hy vọng, trong mắt họ phảng phất niềm vui dù anh chẳng nói với ai lời nào. Cô sẽ là cầu nối giúp anh và ba mẹ hóa giải hiểu lầm. Hy vọng là như vậy. Ba mẹ bị dị chia tay dù muốn giữ hai vợ chồng ở lại thêm nhưng diệp an không muốn ép anh nên kiếm cớ mai con có bài thi quan trọng nên giờ con phải về học ạ con sẽ thường xuyên đến thăm hai người đưa số điện thoại cho mẹ xong cô chào hai người ra xe thiệu khiêm đã lên xe trước nhoài người sang mở cửa trên xe anh không hỏi gì cũng không nói gì tay lái xe còn một tay chống cằm rơi vào trầm tư cô muốn chất vấn anh vì sao biết mẹ sớm vậy mà lại giấu cô nhưng rồi lại chọn im lặng tự tìm lý do rằng anh không thích bà nên mới như vậy kiêm nay anh hút thuốc nhiều vậy anh đổi tay cầm bánh lái tay còn lại nhẹ mang lên xoa má cô mỉm cười không đáp diệp an cũng mang tay mình áp vào tay anh má cọ cọ nghịch ngợm khiến anh bật cười lát về anh dạy em cách trả lời phỏng vấn mà không cần học thật không sao em không tin anh vậy câu cửa miệng thôi mà về nhà tắm rửa thật nhanh, Diệp An kéo anh ngồi xuống ghế, khoanh chân nhắc. Mau dạy em phỏng vấn, nếu đỗ em sẽ khao anh. Em định khao gì? Một bữa thịnh soạn được chưa? Anh thích ăn nhà hàng hay ở đâu đều được. Nếu ở nhà thì em sẽ nấu thật linh đình. Ăn ở nhà và em làm món tráng miệng. Cô chu môi lử mắt, còn anh lại cười thích thú. Tốt hơn là anh nên lưu lại bằng chứng, không em lật kèo. Nói rồi anh mở điện thoại, hướng ống kính về phía cô nói. Nào em mau nói đi Không khi đỗ rồi em lại chối như hồi chiều đấy Anh tin là em sẽ đỗ sao Nếu không đủ tự tin thì em đừng thi nữa Tốn thời gian Nghe anh nói tự dưng cô thấy khí thế hừng hực Mà chấp nhận cuộc chơi Cô ngồi thẳng người Nhìn vào máy quay Mặt mũi hồ hời nói rõ to Em Đinh Diệp An 21 tuổi Đã có chồng là đồng thiệu khiêm Hôm nay anh sẽ giúp em thi phỏng vấn nếu đậu, em sẽ đai anh một bữa thịnh soạn do chính tay mình chuẩn bị và bản thân sẽ là món chính để anh tùy ý sử dụng. Chồng em lưu manh quá đi. Thiệu khiêm nhèo mắt, ngầm cảnh cáo thì Diệp An cười lớn. Cô mặc quần áo ở nhà, tóc luôn buộc hai bên, trông không khác gì học sinh. Hình như gần đây Diệp An thay đổi rất nhiều, cười nói nhiều hơn, tính tình cũng trở nên trẻ con hay sán anh hơn. Cả buổi hỏi đáp và hướng dẫn, anh cũng quay lại dù Diệp An không muốn. Cô đúng là thông minh khi được anh chỉ dẫn, chẳng cần đến 2 giờ đã lực trả lời vanh vách. Xuất sắc rồi, kể ra em cũng không đến nỗi chậm hiểu. Đâu, cho em xem lại video đi, anh quay lại làm gì chứ? Diệp An sắp lại gần anh, ngồi hẳn vào lòng, mở lại video anh đã quay ra xem. Anh thấy em xinh không? Xinh. Cô ngỡ mình nghe lộn tai, nên quay mặt lại, nhìn anh chờ đợi. Thiệu Khiêm hôn chụt lên môi cô nhấn mạnh Vợ anh sinh Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận rồi nhá Thiệu Khiêm vẫn không rời mắt Khỏi khuôn mặt sáng hồng hào của vợ Thời gian này Nhìn cô hừng hực sức sống Tươi trẻ và sinh lên nhiều Được yêu chiều Tâm tình thoải mái Khiến một cô gái thay đổi nhiều về ngoại hình Là điều đương nhiên Anh muốn cô mãi sẽ như này Không cần vướng bận bất cứ chuyện gì Cứ vậy mà bên anh Vì bây giờ họ là một gia đình. Anh gác cầm lên vai cô, cùng xem dặn dò. Ngày mai phỏng vấn, khi trả lời, em chú ý nhìn vào người đối diện bằng sự lạc quan, tự tin. Thỉnh thoảng nên mỉm cười một chút, giống như khi làm với anh. Nếu câu nào không trả lời được, cứ nói là em sẽ cố gắng học hỏi, tìm hiểu thêm, mong nhận được sự chỉ dạy của thầy hoặc là cô gì đó. Đừng cố gắng chém, vì y học không thể nói bừa như văn học. Chỉ cần sai một lỗi tối thiểu, họ sẽ đánh bật em ngay phải để cho họ thấy em là người có tinh thần học hỏi. Diệp An gật gù tiếp nhận, cô tắt điện thoại, xoay ngang người, bám tay lên cổ anh gạ gẫm. Thiệu Khiêm, hay anh cũng đi học với em đi, kiểu gì anh chẳng phải học. Anh chưa đủ thời gian thực hành nên chưa thể học phong hàm tiếp theo được, còn thiếu khá nhiều ca mổ nữa. Em cứ tập trung học đi, anh sang thăm em thường xuyên là được chứ gì. Anh tin em sẽ đỗ học bổng à? Tin. Chỉ một lời khẳng định của anh cũng khiến cô cười thành tiếng. Cứ vậy mà ôm mặt, hôn anh chuồn chụt không muốn ngừng. Vì anh như vậy mà cô tha luôn việc giấu cô vẻ mẹ. Thiệu khiêm nghiêng mặt, né cơn mưa nụ hôn đổ xuống, lắc nhẹ. Anh đã nói đừng quyến rũ anh mà. À vâng, đi ngủ nhỏ. Cô rời khỏi lòng anh, hấp tấp vội vàng sau khi đã có hành động tự nhiên thái quá đến phấn khích như vậy. Vào đến phòng tắm mà mặt vẫn còn ửng hồng. Khuôn mặt cô gái trong gương hình như không phải cô rồi. Chọc chọc má mình, lại khẽ xoa xoa, cô thầm cảm thán, mềm quá, xinh quá. Diệp An chớp mắt ngang dọc, xoay ngược xoay xuôi ngắm mình, rồi cứ tự khen. Nhớ đến tối nay anh khen mình mấy lần mà cười thành tiếng sảng khoái. Thiệu Khiêm thay xong quần áo, nghe cô cười thì không nhịn được mà thò mặt vào. Diệp An vẫn không nhìn ra mà phòng mang trợn má, làm đủ kiểu biểu cảm rồi không ngừng nói. Sao mình xinh thế nhỉ? Xinh thật đấy. Chồng khen chắc là đúng rồi. Có vẻ như mình hợp lấy chồng hơn là làm tình nhân. Không nhịn được biểu cảm và những câu nói vu vơ của cô mà anh cũng cười theo. Em đang tập hài kịch đấy à? Diệp An giật mình thốt lên. Ôi chồng ơi, anh đứng đây từ bao giờ thế? Làm em giật cả mình. Đủ để nhìn thấy em là mặt chú hề. Cô ngại chồng liền đi vèo ra ngoài, chân tay cứ díu lại với nhau. Thoa xong kem dưỡng ra rồi, nhưng thấy Thiệu Khiêm đi ra thì vẫn cứ ngồi vỗ mặt. Đợi anh nằm hẳn xuống giường, nhắm mắt rồi, cô mới lò dò, tắt điện, nhấc chăn nằm xuống. Ngớ anh đã ngủ, nhưng rồi Thiệu Khiêm lại xoay người, để tay trên bụng cô, thủ thỉ. Em không phải ngại anh, thích thì cứ làm, cũng không cần phải khách sáo. Sao này anh sẽ tính với em thế? Diệp An xoay mặt về phía anh, cúi đầu lên tay mình, nhìn anh chăm chú, rồi chớp mắt bất ngờ khi thấy mặt anh ở bộ dạng này không hề đáng sợ gì cả hiền và còn khá trẻ nữa sao cứ bày ra bộ dạng dọa chết cô như vậy chứ anh chỉ nằm im không trả lời câu hỏi của cô không ai nói chuyện cứ nằm im nhìn nhau mỗi người chìm trong một mớ suy nghĩ cuối cùng cô quyết định mở miệng trước khiêm em có chuyện này muốn nói với anh ừ Cô Hương bắt cóc em đến cởi váy em ra rồi yêu cầu họ ném em xuống núi. May mà em thông minh, không thì anh quá vợ rồi. Nhưng từ chuyện này em có một suy luận nữa, anh có muốn nghe không? Thiệu Khiêm buồn ngủ nhưng thấy vợ đang hào hứng còn tỏ ra bí hiểm nên vẫn mở mắt chờ đợi. Anh thử điều tra lại vụ tai nạn của anh năm xưa đi. Em nghĩ cô ta có nhúng tay vào à? Cô ta ra lệnh xử lý em rất lạnh lùng tàn nhẫn, không hề chớp mắt. Anh nói xem, biết đâu cô ta thả con săn sắt bắt con cá rô. Anh yêu chị kia mà cô ta chỉ đứng ngoài rìa nên một mũi tên trúng nhiều đít. Tình yêu của anh xấu số rồi, cô ta nghiễm nhiên chiếm dụng anh. Còn anh vì nghĩ bản thân có lỗi nên bù đắp cho cô ta. Nếu như anh dễ dàng yêu thì biết đâu bây giờ cô ta có anh rồi cũng nên. Thiệu Khiêm kéo Diệp An nằm sát lại cho cô gối đầu lên tay mình. Cô ta bây giờ muốn cũng chẳng thể làm được gì nữa nên cứ trò ở trong ấy đi, anh sẽ có cách kiểm tra, còn vụ tai nạn ấy lâu quá rồi, rất khó để điều tra lại. Anh chỉ cần tìm lại tài xế đã gây tai nạn là được mà, cơ quan công an chắc vẫn còn lưu giữ, anh có tiền mà, cho người ta chút tiền thì hỏi được chứ có gì đâu. Thiệu Khiêm rũ mắt nhìn Diệp An, rồi hôn lên trán cô khen ngợi. Em thông minh thật đấy, chuyện anh phải tự hào về em đi. Ừ, ngay cả việc em lừa cô ta mấy vố cũng rất đáng khen ngợi. Hôm nào thưởng cho đi xem phim người lớn lần nữa ấy em không lấy phần tưởng ấy đâu Lấy đi, thiết thực thế còn gì Không thèm Cô ôm anh thật chặt Cả người lọt thỏm trong vòng tay anh Miệng te tét, tét cười Ông xã ngủ ngon Anh thưởng cho cô một nụ hôn chán thật mạnh Cô mang theo sự ngọt ngào Và niềm hạnh phúc dâm gian vào giấc ngủ Thiệu Kiêm trở lại công việc Nên sáng sớm Diệp An thức dậy Anh đã đi làm 2 giờ sẽ có phỏng vấn, nên sau khi ăn sáng, cô liền ngồi vào bàn học bài. Mẹ hẹn cô đi ăn trưa nhưng thời gian không có, cô đành hẹn bà vào lúc khác. "Mẹ, tối ba mẹ qua nhà con ăn cơm nhé." "Khiêm sẽ không vui đâu con, để hôm nào con bớt bận thì mẹ con mình ra ngoài ăn nhé." "Mẹ, vì sao mẹ lại kết hôn với ba anh ấy?" "Chuyện khá dài, nên khi nào có thời gian mẹ sẽ kể cho con nghe. Khiêm đối xử với con tốt chứ? Con có hạnh phúc không?" hiện tại con rất hạnh phúc anh ấy rất chiều con vậy thì tốt rồi con quen khiêm bao lâu thì kết hôn hai năm rồi ạ à. không ngờ hai mẹ con mình lại kết hôn với hai ba con chứ duyên thật đấy bà linh nhu nhìn ra khoảng vườn trước mặt nén thở dài duyên số đôi lúc cũng là do sự sắp đặt của con người thôi con học thi đi mẹ không làm phiền con nữa nhé dạ con chào mẹ buổi trưa anh không về nên diệp an cũng chỉ nấu ăn qua loa Trước giờ phỏng vấn, vẫn tâm trạng bồi hồi, chống lòng đập thình thình nên phải tự trấn an mình thật lâu trước gương. Ra khỏi phòng mổ, vừa rửa tay xong, Thiệu Khiêm liền lấy điện thoại, nhìn giờ mới gọi về cho Diệp An. Vừa đổ chuông, anh đã nghe thấy giọng cô mềm như bún. Ông xã, em hồi hộp quá. Em hít thở sâu một chút đi, ăn uống gì chưa? Em vừa ăn rồi nhưng mà vẫn thấy run lắm, giả như anh ở nhà thì tốt còn gần một giờ nữa nên em tranh thủ làm gì mình thích đi cho quên em biết rồi sẽ làm tốt phải không nghe thấy cô đáp đồng ý nhưng giọng cứ méo xẹo run run lo lắng mà anh nghiêm giọng an chỉ có việc còn con này mà em run như vậy đến lúc đứng trước cả một ca mổ sống còn thì sao tự điều chỉnh nhịp điệu tâm trạng đi nào diệp an hít thở thật sâu mà lọng tự dưng cứ bồi hồi lo lắng vâng em sẽ cố anh làm việc đi nhé Tắt điện thoại, anh đến phòng ăn trưa gặp đồng nghiệp nhờ vả. Tôi có chút việc, phải đi, tầm 14 ba 30 phút quay lại. Cậu giúp tôi khám cho bệnh nhân, đến tầm ấy được không? Chiều nay tôi không có lịch làm việc đâu, người ta có hẹn đưa vợ con đi chơi rồi. Thiểu Khiêm gật gù không nhờ vả nữa, nhưng rồi nghĩ sao, người kia lại nói. Đúng giờ quay lại đấy nhá. Anh đứng bật dậy, bỏ đi suất cơm đang ăn sở, cảm ơn bạn, rồi về phòng lấy chìa khóa về nhà. Diệp An mở nhạc yêu thích nghe, rồi còn lấy sổ tay vẽ toàn thiệu khiêm ra nhìn, khúc khích cười. Dường như cô vẽ anh không thiếu một bộ phận nào để minh họa cho bài học giải phẫu cơ thể. Nghe tiếng xe vào sân, Diệp An vội dướn người nhìn qua cửa sổ. Thấy thiệu khiêm vẫn mặc nguyên cả áo blue về nhà mà chạy vèo xuống, nhảy lên ôm lấy anh. Vậy bà cô lại bị anh phê bình nghiêm khắc. An, em đang có bầu đấy, sao cứ chạy như vậy hả? Em khỏe nên không sao mà Hơn nữa em chạy chậm Em lao như tên bắn xuống Vậy mà còn bảo chậm Ai không đỡ thì lao vào tường rồi Diệp An bị mắng Tắt hẳn nụ cười Nhưng vẫn lý nhí xin lỗi Tự dưng sự hồi hộp biến đâu mất rồi Cô nhìn đồng hồ sắp đến giờ Vội buông anh đi lên tầng Thiệu khiêm nghĩ cô giận Nên bỏ anh lại Mà tay hững trong không khí An giận à Cô không thèm đáp Anh buộc phải bước một vài bậc thang đi lên hóa ra cô đang ngồi trước màn hình máy tính chờ kết nối tới lượt mình thấy anh cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng ngó thấy cô đang là chế độ chờ sau hai người nữa anh choàng tay qua vai hôn lên má một cái dặn dò anh ở đây với em nhé bình tĩnh được không được ạ à, em hết hồi hộp rồi cảm ơn anh cô chu môi hôn anh rồi đẩy anh ra khỏi màn hình còn bản thân ngồi thẳng lên sẵn sàng nghiêm túc thiệu khiêm kéo ghế ngồi phía sau màn hình nhưng ở trước mặt diệp an để theo dõi phần phỏng vấn của cô diệp an tập trung vào màn hình không nhìn đến chồng cô nhớ tất cả những gì anh dạy mà trả lời ngay khi được giáo sư khen bài luận nghiên cứu tốt thì tâm tình đã hưng phấn lên rất nhiều vì sao em muốn làm bác sĩ sau khi đã hỏi hết nội dung chuyên môn một giáo sư bỗng đặt câu hỏi ngoài lề cô mỉm cười nhìn về phía thiệu khiêm rồi trả lời thưa giáo sư vì em muốn cứu được người được nhìn nụ cười hạnh phúc và ánh mắt hy vọng của bệnh nhân còn một lý do nữa khiến em phấn đấu không ngừng nghỉ đó là vì mẹ em mẹ em ước mơ là bác sĩ nhưng không thể thực hiện được còn bây giờ em càng có động lực hơn nữa khi chồng em cũng là một bác sĩ giỏi em hy vọng sẽ có ngày trở thành đồng nghiệp của anh ấy được cạnh tranh cùng anh ấy cô nghe thấy tiếng cười của giáo sư ông gật đầu hài lòng Ông xã của em là bác sĩ khoa chấn thương phải không? Dạ vâng, anh ấy rất giỏi. Chúc em sẽ sớm cạnh tranh được với chồng nhé. Hy vọng sẽ sớm gặp lại em ở trường của chúng tôi. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn giáo sư, em sẽ cố gắng hết sức. Ra khỏi phần mềm phỏng vấn online, cô thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Khiêm nhìn cô, tủm tỉm cười. Chưa gì, vợ đã muốn đánh bại chồng rồi à. Có cạnh tranh có phát triển nhé. Diệp An đứng dậy, đi sang phía anh, ngồi vào lòng anh hỏi. Em làm có tốt không anh? 80% thôi, nhưng cho em thêm điểm ở sự tự tin, xinh đẹp và phát âm tiếng Anh chuẩn. Theo anh thì em có cơ hội không? Anh đâu phải là người chấm điểm, không đỗ ở nhà càng tốt. Này! Thiệu Khiêm nhấc cô đứng dậy, nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa phải có mặt ở bệnh viện, nên dặn dò. Em ngủ đi một giấc cho tỉnh táo, anh phải đến viện rồi. Thôi, lát em có hẹn ái phân đi lên thư viện, ngày kia thi môn đầu tiên rồi, tối anh có về sớm không? Chắc phải 11 giờ, vì 6 giờ anh có ca mổ bên thẩm mỹ. Em đừng chờ ăn cơm, cứ ăn đúng bữa và ngủ sớm đi. Mà em dù ái vẫn ăn tối luôn cho đỡ buồn. Tranh thủ khuyên bạn tán đổ ông cậu của em đi. Tình địch xuất hiện rồi đấy. Thật hả? Ừ, nhưng là một nghiên cứu sinh mới về bệnh viện do Hải Tùng hướng dẫn. Vậy em phải xúc tiến nhanh thôi. Thiệu Khiêm nhanh chóng rời đi. Diệp An ngó qua cửa sổ, nói với theo. Anh đừng có nhận hướng dẫn bác sĩ nữ đấy nhá. Kể cả em sao? em không tính cả hai nhìn nhau cười thành tiếng anh vẫy tay chào cô lần nữa mới lái xe rời đi nhìn xe anh đi khuất cô liền gọi điện video cho ái vân vậy mà nó vẫn còn đang nằm ườn trên giường mày còn ngủ được à tình một đêm sắp bị cuộn mất rồi kìa mày đang nói nhăng nói cuội gì thế cậu tao có bác sĩ nữ về thực tập anh khiêm nói cô ta đang tán cậu tao đấy ừ vậy thì tốt chứ sao cậu mày sẽ hết ế phải không à ơ ờ, cái con này Mày cướp đời trai của cậu tao Xong mày vô trách nhiệm như vậy à Mày nghĩ anh ta còn trai xin khi ngủ với tao chắc Có đi thư viện không để tao qua đón Có chứ Tối nay ăn gì tao mời Anh Khiêm có ca mổ nên về muộn Vậy chuẩn bị đi Tao có mặt ở nhà mày sau 30 phút nữa Dù Diệp An đã nói đến sủi bọp mép Nhưng trên suốt quãng đường đi Thì Ái Vân vẫn nhất định không thay đổi ý định Vì sao mày không cho cậu tao một cơ hội chuộc lỗi chẳng lẽ bây giờ mày bảo tao phải vác xác đi cưa cẩm trước sao anh ta có thích tao đâu ừ nhỉ nhưng do cậu tao bận thôi mà mày nói ba mày sắp xếp cho cậu ấy làm ít lại đi bên khoa ấy bác sĩ cao tay không nhiều mà còn có hai người phải đi trường dạy và đào tạo rồi ông cậu mày phải làm trong quá trình đợi họ về thôi diệp an dường như đã hiểu ra vấn đề rồi nói mồm miệng nó không quan tâm nhưng thực ra lại rất để ý mày lấy số điện thoại nói chuyện nhiều với cậu ấy chút đi tình cảm xây dựng từ từ như tao và... Đừng nhắc tới Thiệu Khiêm nữa, mày nói chồng mày suốt ngày không thấy chán à? Của vừa thôi, không đến lúc cãi nhau lại cắn nhau đau. Bây giờ anh ấy đối với tao rất dịu dàng nhá. Cuộc sống biến số không ngừng nên đừng nói trước. Mày cũng lo mà giữ chồng đi, ở bệnh viện không phải không có tình địch đâu. Tao không sợ tình địch vì anh ấy sẽ không cho họ cơ hội đâu. Úi sợi, đừng có mà tin tưởng tới ngốc xít như vậy. Nếu là trước kia, cô sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại, cô lại đang dựa dẫm tin tưởng hoàn toàn vào anh nhân lúc ái phân đi cất sách lên giá diệp an liền gọi điện cho cậu hẹn đi ăn hôm nay cậu bận rồi không đi được một giờ thôi cậu cũng phải nghỉ ăn cơ mà vậy ăn gần bệnh viện nhé hôm nay cậu có ca mổ đến đêm muộn dù gì cũng phải ăn mới có sức chứ hay cậu đi ăn với thực tập sinh đến nhà hàng hàn ở đầu phố đi cậu mời mau lên diệp an cười hì hì tắt điện thoại Vậy nhưng cô không nói với ái phân chuyện này mà chỉ kéo con bạn đi. Đến khi sự đã rồi, nó nhìn cô lườm cháy mặt. Dạo này cậu bận đến gầy đi rồi kìa. Hai người họ lặng thinh không nói nên Diệp An đành phải xía vào. Ừ, nửa tháng nữa có bác sĩ kết thúc đợt dạy ở trường thì sẽ về. Khi ấy cậu sẽ bớt việc. Cậu phải dành thời gian hẹn hò đi nhá. Người ế, làm gì có ai mà hẹn hò chứ? Ái Vân bỗng chen vào. Diệp An tủm tỉm cười, còn hải tùng đưa mắt nhìn về phía cô chỉ khẽ cười đúng vậy tôi ế trầm trọng chẳng phải vì người nào đó nhận tôi là chồng sao hôm ấy là tôi muốn đuổi gã khốn kiếp kia nên đóng kịch thôi vậy là cô thích thì lợi dụng xong thì vẫy đuôi chạy mất à diệp an nhìn cậu rồi lại nhìn bạn mà chẳng hiểu gì cả sao lại có cả vụ ấy mà ái vân không kể vậy tôi không có đuôi lần này diệp an phì cười lớn nhìn sự yếu thế của bạn mình cười cái gì mà cười Ờ cái con này, mày như vậy là không được nhá. Mày nhận cậu ta là chồng khiến cậu ấy ế mà mày còn không biết lỗi à? Ai bảo anh ta cũng đồng ý giúp chứ? Từ khi biết Ái Vân là con gái viện trưởng, Lăng Tuấn đã mặt dày suốt ngày tìm gặp cô làm phiền, làm nhảm, đòi quay lại. Mấy hôm trước, cô qua bệnh viện đưa đồ ăn khuya cho ba, lại bị chặn đường. Khi ấy thấy Hải Tùng, cô liền kéo anh lại, giới thiệu anh là chồng sắp cưới. Em chị đang nói dối để bỏ rơi anh lăng tuấn không chấp nhận chuyện ấy nên nói nhảm vớ phẩn anh ta đang tự trách mình lắm chứ chẳng vừa anh nhìn xem anh ấy đẹp trai hơn anh giỏi hơn anh xứng với tôi hơn anh việc gì tôi phải yêu một gã bạn đâu ngủ đấy như anh hả nói rồi hắn còn quay qua hỏi hải tùng bác sĩ hai người thực sự không có quan hệ phải không anh sẽ yêu lại người cũ của đồng nghiệp chứ hải tùng khoác vai ái vân rồi nhìn đồng nghiệp của mình chậm rãi nói cũ người mới ta cậu đã nghe chưa hơn nữa cậu từng là người yêu của cô ấy nhưng người cô ấy trao thân đầu tiên lại là tôi chúng ta chỉ nên nhìn kết quả chứ không nên nhìn quá trình không khéo trong người ái vân đã có kết quả của chúng tôi rồi cũng nên mặc dù rất khó chịu với cách nói của hải tùng nhưng ái vân đành phải ngậm ngùi im lặng còn gật đầu xác nhận lời anh nói khỏi phải nói mặt lăng tuấn khó coi tới mức nào ái vân tôi yêu em nhiều như vậy lâu như vậy mà em không cho Vậy mà vừa chia tay tôi được hơn một tháng, em đã có thai với người khác. Hóa ra là em cắm sừng tôi à? Bác sĩ Tuấn, cậu phải hỏi lại mình đi, xem vì sao cô ấy không lên giường với cậu chứ? Y tá Huyền nói cậu bị đá vì hơi yếu. Tôi nghĩ cậu sang khám ở Nam Khoa đi, tôi biết bác sĩ bên ấy đấy. Ái Vân hả hê, nhìn hắn không thèm nói nữa, đến khi hắn buộc phải rời đi. Yêu đương cái gì kiểu ấy chứ? Diệp An nghe xong chuyện, liền nhìn bạn khinh miệt. Tao không nghĩ mày lại tệ đến mức lợi dụng cậu tao hết lần này tới lần khác đâu. Mà biết đâu mày có. Cô nhìn bụng bạn, liền bị nó nhét vào mồm miếng thịt nướng đã cuốn sẵn. Tao đang đến tháng rồi. Vậy là do cậu tao chưa khỏe à? Có lẽ thế, già dạ rồi sao mà khỏe được? Có khi mấy con loe ngoe ấy không bơi nữa chứ? Diệp An cười chảy cả nước mắt, nhìn cậu mình mặt đen xì. Cô có muốn thử lại không? Thử cái gì? Kiểm tra xem mấy con loe ngoe của tôi còn sống không ấy? Nó sống hay toi cũng chẳng liên quan tới tôi Nhưng nó liên quan tới tôi Diệp An vừa ăn vừa xen vào Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng nhá Hôm trước máy say rượu mà Chưa cảm nhận được phải không Thử đi, nhân tiện kiểm tra xem Cậu tao có vừa già vừa yếu sinh lý không An Hải Tùng trợn mắt với cháu gái Diệp An nháy mắt, ra hiệu cậu đừng tham gia Ái Vân đủng đỉnh nói Khéo chưa hết chợ đã hết tiền cũng nên Cuối tuần này tôi sảnh Chúng ta cùng thử kiểm tra lại Xem ai hết tiền trước Anh nghĩ tôi không dám chắc Dù sao cũng từng rồi cơ mà Cô chỉ giỏi nói mồm thôi Diệp ăn ăn no mà họ vẫn còn cãi nhau Bèn xen vào Ai bảo cậu thế Bạn cháu nói được là làm được đấy Mày đúng là bạn tao Nói xong Ai phân chợt dùng mình Hiểu được ý của Diệp An mà trừng mắt Con này Mày trọng cậu khinh bạn Dám lừa tao à Hải Tùng nhận được điện thoại nên chưa kịp ăn no đã phải đứng lên tôi thứ bảy trực xong tôi sẽ gọi điện cho cô đi thử sẽ qua quầy thu ngân anh rút thẻ thanh toán mới vội chạy về bệnh viện diệp an thở dài trách bạn mày nhìn xem cậu ấy gầy hẳn đi công việc thì bận mà đi ăn với mày chỉ cãi nhau với người ta cậu ấy còn chưa ăn được bao nhiêu lại phải về viện rồi hôm nay còn có cả ca mổ đêm nữa đói như vậy làm việc có được không nói xong cô dò ý tứ của bạn liền thấy nó ngẩn cả người mà cười thầm trong lòng mày hay mang đồ ăn đêm vào cho ba mày hay là hôm nay hay là hôm nay mày mang nhiều lên cho cậu tao ăn ké đi hôm nay ba tao không trực vậy thì mang cho mình cậu tao do mày mà cậu ấy không được ăn nên phải chụp lỗi đi đói quá không tỉnh táo ca mổ sẽ không thành công mày muốn để một bệnh nhân nguy hiểm chỉ vì bác sĩ đói thôi à dường như diệp an đã đánh trúng vào trọng tâm nên tối muộn cô thấy trên dòng bạn bè ở gia lô của cậu có đăng hộp cơm cuộn kèm canh nóng và thịt nướng bắt mắt mà không kèm cát. Cô mò vào bình luận hỏi nhưng không được câu trả lời nên tăng hẳn ái vân vào hỏi nó. Nó liền nhắn tin cụt lùn cho cô. Không muốn bệnh nhân nguy hiểm thôi. Em không đi ngủ đi còn ngồi đấy mà cười gì vui vẻ thế. Anh nhìn này, em đã có mối lái thành công rồi. Hay em làm dịch vụ mối lái đi. Ý kiến quả là hay nhá. Anh ký lên chán cô một cái nhẹ mắng, vớ vẩn, lo ăn học và dưỡng sức đi hmm, do anh gợi ý mà còn mắng em ngủ thôi anh mệt rồi bao giờ em có kết quả phỏng vấn hôm nay họ hẹn một tuần sau sẽ gửi email ạ à. thấy anh nằm xuống diệt an liền kéo tay anh để gối đầu lên hỏi môn của anh sẽ thi gì thế phím trước đề cho em được không định ăn ra nà thì ai bảo anh là chồng em cơ chồng cũng không ngoại lệ lo mà học đi hmm, em bảo điểm thấp là lỗi của anh đấy Diệp An không thèm ôm ấp nữa mà nằm thẳng lại nhắm mắt. Em muốn được bao nhiêu điểm? Không cần anh nữa em tự học. Môn của anh không đạt A thì đừng mơ đi du học. Mau định anh đi rồi anh sẽ chấm dễ cho. Cô chỉ đánh mắt sang nhìn anh rồi nhất định không nịnh nọt. Mấy nay cô rất muốn hỏi tội anh việc của mẹ mà mở miệng ra lại không nói được. Hai người đang trong giai đoạn vợ chồng son nên cô mới chọn cách im lặng em không muốn mọi người nói em dựa hơi anh nên tốt hơn tự học thì hơn chúc anh ngủ ngon ừ nay mẹ rồi em ngủ đi anh cũng nằm thẳng người không như mọi ngày sẽ kéo cô lại mà ôm diệp an nằm một lát rồi vò động đậy nhưng mắt vẫn nhắm nhớ lại lời anh nói thích làm gì thì cứ làm nên xích lại dần vào chỗ anh thiệu khiêm vẫn nằm in nên cô dịch dần đến khi sát với người anh anh lại ngủ mất rồi Ngày nay anh mổ 3 ca Chắc mệt lắm rồi Vậy mà cô chẳng nói chuyện cho anh vui Còn giận dỗ trẻ con Chống tay lên đầu Cô nằm nghiêng nhìn anh Đúng là khuôn mặt có phần hốc hác Sau ngày làm việc kiệt sức Khiêm, liệu chúng ta có thể mặc kệ mọi chuyện Để cùng nhau đi đến cuối đường không nhỉ Em rất muốn hỏi anh Có phải anh đã biết Em là con của vợ ba anh trong lần đầu gặp không Vì sao anh lại không nói cho em Về bà ấy sớm hơn Mà tận bây giờ mới dẫn em đi gặp ai vân bảo là do anh yêu em nên mới không nói vì lo sợ em sẽ không lấy anh khi biết sự thật vì sao hôm qua anh lại kéo em ra khỏi nhà thờ đột ngột như vậy có rất nhiều rất nhiều thắc mắc em muốn hỏi nhưng rồi lại sợ tạo áp lực cho anh rồi sợ vì những chuyện ấy mà cãi nhau khó khăn lắm em mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc những ngày này em rất vui và thấy quyết định kết hôn thật đúng đắn vậy nên em không muốn đánh mất nó vì những chuyện đã qua anh là người trưởng thành quyết định làm gì chắc hẳn sẽ có lý do nên em lựa chọn tin rằng anh sẽ tìm cách tốt cho em và con tình yêu là gì em chưa từng cảm nhận được đơn giản nhất là tình yêu gia đình cũng không có thì tình yêu nam nữ càng mông lung vậy nên em không dám hy vọng anh sẽ yêu em chỉ hy vọng anh thương em cuộc sống đơn giản một chút dễ thở một chút là khi em có nơi gọi là nhà để trở về là nơi có anh ở đó em chưa từng tham lam nhưng lần này em lại muốn tham một chút em bỏ qua những gì liên quan đến mẹ vì em thấy anh là người quan trọng hơn có lẽ mẹ chưa từng ở cạnh ngày nào nên khi gặp lại em cũng không có nhiều cảm xúc với bà ấy tình yêu thứ khó để xây dựng nhưng lại dễ vỡ lâu đài để xây dựng nhưng lại vụt mất nhanh chóng vậy nên em sẽ cố gắng dung hòa cố xây dựng cho quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn vững chắc hơn em sẽ ngoan ngoãn không bứng mình nữa để anh vui Công việc của anh mệt rồi, em không muốn bản thân khiến anh mệt nữa. Chúng ta hãy sống hòa bình và cùng cười vui mỗi ngày được không? Diệp An không biết mình nói bao lâu, nhưng đã nói rất nhiều. Nói thật những cảm xúc mình đang có và muốn trân trọng mối quan hệ này ra sao. Không ôm, sợ làm anh thức giấc. Cô chỉ nằm sát lại, gần thật gần, khuôn mặt kề bên má anh, cảm nhận được sự ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Lúc nào Diệp An dậy, Thiệu Khiêm cũng đã đi làm vì anh không trực đêm nên gần như sáng đi làm rất sớm vừa đến lớp cô đã thấy ái phân đang nằm bò ra bàn ngủ cô bèn ngồi xuống bên cạnh lay gọi nó dậy mấy lần mà vẫn chưa được đêm qua mày làm gì quá mà ao sức à hỏi cậu mày ấy hóa ra là thử đầu óc đen tối vừa thôi sáng nào anh ta cũng đến sớm gọi đi chạy bộ hại tao bị mẹ dựng dậy rõ sớm đến bao giờ anh ta mới thôi ám tao chứ khỏe chẳng thấy đâu chỉ thấy bản thân bị thiếu ngủ trầm trọng diệp an chống tay đỡ đầu nhìn ái phân hỏi mày không thấy cậu tao rất đáng để yêu sao thì làm sao chứ mày mau bật đèn xanh cho cậu ấy đi người ta yêu người khác rồi chứ có để ý tới tao đâu mà yêu tốt hơn không dính đến bây giờ tao lo học để ra được trường đã mày thi học bổng đến đâu rồi xong rồi giờ đợi kết quả thôi nếu đỗ thì sẽ xa mày đấy tao cũng thích đi mà ba mẹ tao không đồng ý anh trai tao ở xa rồi nên ba mẹ muốn tao ở nhà thầy khiêm đồng ý để mày đi à ừ anh ấy ủng hộ chỉ cần đó là thứ tao muốn ái phân nhìn đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của diệp an mà cười thành tiếng hạnh phúc vậy thì tốt tao tưởng thầy ấy gia trưởng lắm chứ hóa ra cũng vẫn thua nóc nhà đấy là tôn trọng nhau thôi diệp an ghé sát tai ái phân thì thầm cậu tao chưa có ai đâu mày mau mau hút đi không đi mà tao đi xa mày phải giúp tao chăm sóc cậu ấy dù là bác sĩ nhưng cậu ấy ăn uống nghỉ ngơi không khoa học đâu. Tao rất lo nha. Cậu mà già rồi chứ có phải là trẻ con đâu mà phải lo. Thầy vào rồi kìa, chuẩn bị làm bài thi đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Sau cái sự nghiệp mối lái của cô, nó cứ hừng sáng một chút, rồi lại đâm vào ngõ cụt vậy. Chẳng lẽ cậu đã có người yêu thật, nên mới không để ý đến ái phân. Dù vậy, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với nó đi chứ. Giảng viên xếp lại chỗ ngồi, rồi mới phát đề làm bài thi diệp an nhận được đề còn kèm theo một mẩu giấy nốt có ghi bà xã thi tốt bất giác miệng cô vẽ thành nụ cười tươi rói anh vậy mà lại làm trò mèo này chứ cô ngẩng mặt nhìn giảng viên cúi đầu cảm ơn thầy ấy kẽ lắc đầu chắc thấy trò vợ chồng của hai người thật xến ra khỏi phòng thi cô liền nhắn cho anh mình đã làm bài tốt cứ như vậy môn thi nào trong đề bài cũng được dán tờ nốt nhỏ với lời cổ vũ của anh diệp an nâng niu nó như báu phật mà mang về dán vào cuốn sổ tay lưu trữ an mày có biết trước đề thi của ông xã hay là ông xã mày bật mí cho mày một vài bạn học dò ý trước ngày diễn ra môn thi của anh một ngày sải phẫu sẽ phải thi cả lý thuyết lẫn thực hành tối qua cô ngồi học mà anh đâu có tiết lộ không có anh ấy rất nghiêm khắc không cho tao biết có tin được không vậy thật mà tao xin để cương còn không cho anh ấy bảo học gì thì thi nấy nên cứ vậy mà học. Họ xuống lại, mách nước cho cô hãy quyến rũ anh đi, rồi trong lúc ấy hãy thủ tỉ xin đề. Không được đâu, anh ấy sẽ đá tao khỏi phòng ngủ đấy. Vậy thì bảo thầy ấy đừng chấm đắt quá hay ra đề dễ một chút đi. Để tao thử, nhưng nói trước là rất khó đấy nhá. Buổi tối, cô chưa kịp mở miệng, anh đã ném cho cuốn giải phẫu dày cục. Đọc hết đi, mai sẽ làm được bài thân mình còn lo chưa xong đã đi lo cho người khác. Mấy khi các bạn mới có vợ của thầy mà nhờ vả chứ. Isa, anh nên cho em mặt mũi chứ. Cần mặt mũi vậy sao? Tất nhiên rồi à. Isa để họ thấy vợ chồng chúng ta thuận hòa. Cho em mặt mũi xong thì anh cũng không cần mặt đâu. Mau họp đi, không đàm phán. Nói rồi anh quay về với công việc của mình, còn để cô chỏng chơ với đống tài liệu mà anh vừa ném cho. Cuối cùng cô vẫn phải đọc cuốn sách ấy đến mỏi rũ cả mắt đến khi mở tới trang cuối cùng liền thấy một tờ giấy kẹp ở đó nên mở ra xem mà bất mãn thiệu khiêm sao anh không nói sớm với em là câu hỏi ở cuối sách hả thật dã man hại cô học mở cả mắt rồi mới cho đề cương là do em kém thôi đáng lẽ nên mở sách ra kiểm tra chứ hãy biết tìm hiểu để tìm đường đi trước khi bắt đầu làm việc nhớ chưa cô đập bụp đề cương vào bàn giận dỗi đi thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ mà chẳng thèm nói nữa Học xong rồi còn cần đế cương làm gì Vậy nhưng cô vẫn nhắn lên nhóm lớp Phần nội dung anh cho Tất cả được phen xôn sao Cảm ơn cô dối rít Chứng tỏ họ đợi cô đưa đề cương Chứ chưa học xong Chỉ mỗi cô là thiệt hỏi Dù là vợ của giảng tiên Thiệu khiêm lên giường sau Vừa nằm xuống anh liền sáp lại Ôm lấy cô hỏi Ngày kia em có lịch hẹn kiểm tra phải không Hình như vậy ạ à, Đợt này đang thi nên chưa kịp xem Vậy lúc nào qua viện gọi anh đi khám cùng nhé. Nhớ lúc ấy anh đang có ca phẫu thuật thì sao? Em sẽ lấy kết quả cho anh xem. Đến thì cứ gọi, nếu như anh bận thì thôi, còn nếu anh không bận thì đi cùng. Ngủ đi, mai còn thi cho tốt. Cô vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, thì anh dì vào tai hỏi. Có muốn biết để thực hành không? Lại có gì trao đổi phải không? Cho anh mượn người là được. Chưa được đồng ý mà anh đã vờ nụ hôn bên gáy, bên tai cô, chậm chậm dò ý. Mai em không làm được bài là do anh Nên phải chấm sao cho em được điểm A đấy Ừ cả hai điểm A được chưa Diệp An cười thỏa mãn Xoay người lại Bám lấy cổ anh Đón lấy nụ hôn đáp xuống Anh dưỡng người hôn lên môi cô Điều hòa hơi thở Mai có thể cho em nghỉ thi được không Diệp An thở bất ổn Giọng nói còn méo mó không thôi Lùi giờ thi lại nửa giờ cho em ngủ Còn bỏ thi thì học lại Anh lỡ làm thế với vợ mình à Không có ngoại lệ Cô đạp vào chân anh một cái tức tối Nằm thẳng người bên cạnh Diệp An Anh mang cô ôm vào người Cô khúc khích cười Mặt dày đáp lại Lần này thì chính thức được ngủ ngon Dù anh nói chỉ là một phần đề cương Nhưng nó lại chiếm đến hai phần ba đề thi Diệp An liếc nhìn anh trên bục giảng Lử mắt một cái Trước khi làm bài Cô làm xong sớm mang lên nộp Anh nhìn bài nghiêm giọng Bạn học An, có phải em thấy đề bài quá dễ không? Em còn chưa vẽ hình minh họa nữa mà đã nộp bài à? Em làm theo cách khác mà, sao cần phải minh họa nữa? Cả lớp cười tủm tỉm khi Diệp An vẫn bị anh bắt vẽ thêm vào bài làm. Cuối bài, cô còn ghi thêm dòng nhỏ. Từ giờ đến lúc em sinh, anh đừng hòng động vào người em. Anh là không muốn cô ra khỏi lớp sớm, nên tìm cách giữ lại. Vậy mà cô không hiểu ý, còn dám dọn dẫm. Đọc bài chấm, anh liền viết xuống bên dưới dòng chữ kia bàn học an trả lời thừa đe dọa giảng viên nên bị trừ nửa số điểm nếu muốn gỡ lại thì tìm cách sửa câu trả lời sau đó thì ung dung chụp ảnh gửi cho cô nhận tin nhắn của anh xong diệp an thở dốc như người hụt hơi vì giận cô không thèm nhắn lại còn block luôn số của chồng cho bõ ghét vừa rời khỏi trường điện thoại có tin nhắn đến của bảo an định không đọc nhưng rồi lại mở lên mày có muốn biết vì sao thiệu khiêm nhất định cưới mày không đã gặp ba mẹ anh ấy chưa? Linh tính chẳng lành, cô ra chỗ vắng người, liền ấn gọi cho nó, để ba mặt một lời. Mày muốn gì khi nói vớ vẩn như vậy hả? Tao không nói vớ vẩn đâu, có phải bác gái chính là mẹ mày không? Mày gặp bác ấy rồi chứ? Mày lại muốn tìm cách cướp chồng tao phải không? Lần này mày làm gì nhất định tao sẽ không bỏ qua đâu. Bảo An nghe vậy, bình thản vô cùng, nó chậm chậm nói. Mày có biết vì mẹ mày mà anh ấy từ bỏ gia đình không? chính mẹ mày đã hại chết mẹ anh ấy khi cướp chồng người ta vì vậy anh ấy lấy mày chắc chắn để trả thù đừng có ở đấy mà ảo tưởng về việc anh ấy yêu mày nếu mày không tin thì đi hỏi mẹ mày đi xem có phải không toàn thân diệp an lạnh toát cô có thể đọc được sự hận thù trong mắt anh khi đối diện với mẹ nhớ lại thời gian làm tình nhân anh luôn dùng những lời lẽ khinh miệt cay nghiệt với cô thậm chí còn nói những câu đầy ẩn ý mà cô không hiểu nổi Chẳng lẽ anh dễ dàng đồng ý để cô làm tình nhân là vì trả thù mẹ ư? Không muốn để bảo an đắc ý, cô đáp lời một cách bình tĩnh. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, tao vẫn đang là vợ anh ấy một cách hợp pháp. Vì sao anh ấy lại luôn nhẹ nhàng, âu yếm và chiều chuộng tao nếu lấy để trả thù chứ? Theo mày đấy có phải là trả thù không? Trả thù mà như vậy thì tao tình nguyện. Còn mày, đừng cố mà bước chân vào cướp chồng tao nữa. Dù mày có làm gì, anh ấy cũng không thèm động đến đâu, nên đừng mất công mất sức mà chú tâm nữa cô ta cứng họng vì bất ngờ vì sốc trước phản ứng bình thản của diệp an mà ngắt kết nối diệp an nhìn điện thoại đã về màn hình chờ liền thả tay buông rơi thông tin ấy thật sự rất chấn động nó là nguyên nhân hợp lý giải thích cho tất cả những chuyện đang xảy ra vì anh thủ mẹ nên mới không nói sớm với cô vì anh thủ mẹ nên mới quay lại giày vỏ cô suốt hai năm làm tình nhân vì đứa bé ngoại ý muốn nên mới chấp nhận kết hôn, rồi vì con mà đối xử với cô nhẹ nhàng. Tất cả đều có lý do. Hợp lý như vậy, nhưng cô không tin Thiệu Khiêm là người như vậy. Anh sẽ không làm thế với cô đâu. Lòng nước mắt trên mặt, cô gọi điện cho Thiệu Khiêm, nhưng anh không nghe máy, liền bắt xe tới bệnh viện. Vừa hay, y tá nói anh đã đi buồng xong mới về phòng cách đây nửa giờ. Bước chân cô vô cùng chậm chạp, vì chưa biết đối chất với anh như thế nào đứng trước cửa phòng cô không gõ mà nhẹ hé cửa nhưng động tác ngay lập tức bị khựng lại tiếng mẹ ở trong phòng liền lò ra ngoài thiệu khiêm con bé không có lỗi đừng lấy con bé ra mà trả thù cho nỗi lòng của cậu vậy mẹ tôi có lỗi với bà sao bà có hiểu cảm giác của mẹ tôi lúc ấy không chắc là bây giờ bà hiểu được khi con gái mình bị người khác lợi dụng đấy bà phải đau lòng đến chết say dứt đến chết mới gột được tội lỗi của mình Âm giọng anh không lớn, nhưng nó đầy cay nghiệt như đang đay nghiến đối phương. Diệp An còn quá trẻ, con bé đã quá thiệt thòi rồi, hãy nghĩ đến việc nó yêu cậu mà buông tay đi, con bé sẽ không chịu được khi bị lôi ra làm thế tội đâu, kia mà, dì sẽ làm bất kỳ chuyện gì, chỉ xin con, ngậm miệng, bà không có tư cách xưng hô như vậy với tôi. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt Diệp An đã rơi đầy mặt, hóa ra sự thật lại nghiệt ngã như vậy, thế mà cô tưởng anh yêu mình rồi tưởng anh muốn có một gia đình hạnh phúc với cô. Mẹ quỳ trên nền nhà, khóc nấc lên mà nói, "Hãy để tôi chịu tội, cậu muốn làm gì tôi cũng sẽ làm, nhưng xin cậu, hãy tha cho Diệp An, tôi đã nợ con bé rất nhiều rồi." Bà đã nghĩ đến quả báo của mình ngày hôm nay chưa? Lúc bà môi trái ba tôi ly hôn để mẹ tôi tự tử chết, bà có nghĩ đến lúc này không? Diệp An vô phúc khi có một người mẹ như bà, phúc đức tại mẫu, nhưng bà gây ra nghiệp nên con bà phải gánh. Khiêm Rõ ràng cậu yêu con bé mà. Yêu sao? Tôi có thể yêu con gái của người đàn bà đã hại chết mẹ mình sao? Tôi chỉ muốn chút giận lên con gái bà để bà thấu được cảm giác bất lực của mẹ tôi. Mẹ lê chân trên đầu gối, lại gần phía anh như văn này. Con bé còn trẻ, nó còn cả tương lai phía trước. Xin cậu đừng hủy hoại nó. Diệp An rất đáng thương. Vậy ai thương tôi? Bà có biết con gái bà cũng từng giống bà không? Cô ấy tự tìm đến tôi để bán thân đấy. Chừng nào bà đau lòng đến chết thì tôi sẽ dừng tay hãy sống mà trống mắt lên nhìn xem tôi sẽ làm gì vì sao bà lại được sống hạnh phúc còn mẹ tôi thì phải chết bà có tư cách gì mà tới đây cầu xin tôi diệp át không biết mình đã làm cách nào khép lại cánh cửa mà rời khỏi bệnh viện có lẽ cô sinh ra là một cái gai nên động đến ai cũng nhức nhối thành ra khiến người ta xa lánh ai can đảm lại gần đều có lý do vốn dĩ sinh ra đã chẳng ai chào đón sống khốn khổ bao năm vẫn cố sức mà đứng dậy nhưng cuối cùng thân là cây xương rồng thì vẫn mãi chỉ sống trong cô độc trong sa mạc khô cạn mà thôi nếu là trước kia khi cô chưa coi anh là gia đình thì có lẽ đã không khó chịu như bây giờ giá như anh đừng gieo cho cô hy vọng rằng anh đã chịu nhìn lại đã chấp nhận một đứa con gái như cô để cùng nhau vun đắp hạnh phúc cô đã cố gắng ngoan ngoãn biết điều để mong có ngày anh sẽ yêu cô một chút thôi cũng được tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi diệp an khóc rút ruột gan mà lòng đau như cắt khóc vì thất vọng khóc vì đau đớn và khóc vì bị lừa dối những người khác họ thẳng thừng chửi bới còn anh lại dùng cách khác anh khiến cô yêu mình rồi ngấm ngầm muốn làm cô đau lòng chưa làm gì cô đã muốn gục ngã vậy mà lúc này cô thấy mình không còn sức nữa chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời tăm tối này mà thôi đi qua một phòng khám sản lớn cô chợt nhớ ra mình đang có con nên chẳng thể nghĩ quẩn được lau sạch nước nhưng đôi mắt vẫn sưng húp khô khốc vô cùng khó chịu cô muốn thấy con để an ủi cuộc đời mình để tiếp tục lờ đi coi như không biết chuyện gì mà sống dù anh lấy cô để trả thù cũng được cô tỉnh nguyện để anh trả thù để lòng anh có thể được xoa dịu đăng ký khám thai xong cô ngồi ngoài cửa đợi mà lòng trống rỗng tâm trí vô hồn đến mức không còn thiết tha gì nữa vào phòng khám bác sĩ nhìn cô hỏi thăm cháu có biết là sản phụ thì không nên khóc không dạ cháu biết rồi ạ à, cháu sẽ không khóc nữa bà hài lòng hỏi thông tin về việc mang thai rồi nói thai của cháu đến hôm nay là vừa tròn 8 tuần ăn uống có bị nghén không dạ không ạ à, cháu ăn uống khá tốt vậy thì được rồi bây giờ đi siêu âm trước nhé sau đó cầm kết quả về đây bác tư vấn chế độ dinh dưỡng cho Cô được một y tá dẫn đến phòng siêu âm. Đáng lẽ lần khám này sẽ có thiệu khiêm. Nhưng rồi cô không muốn anh phải tiếp tục đóng kịch, bản thân phải yêu thương con gái của kẻ thù nữa. Lớp xeo mát lạnh được bôi lên bụng. Ngay sau đó là một thiết bị siêu âm chạm lên bụng. Cô nhìn lên màn hình trước mặt, hồi hộp vô cùng. Vị bác sĩ bắt đầu đọc kết quả. Em bé đã vào tử cung an toàn rồi. Bác sĩ không nói tiếp, rồi hơi ấn nhẹ đầu giò lên bụng cô. Diệp An không nhìn màn hình mà quay mặt sang nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ sao rồi à? Con cháu có phát triển bình thường chứ? Cô gái, em bé không có tim thai. Thông tin này như một đòn chí mạng đánh gục nội tâm Diệp An vào lúc này. Cô hoảng loạn lắc đầu. Bác sĩ, cháu rất khỏe, không ốm ngén và không có biểu hiện khó chịu gì cả. Có phải là nhầm không? Bác mau kiểm tra lại hộ cháu. Siêu âm không hề thấy nhịp tim, Bây giờ bác cho cháu kiểm tra nồng độ hCG và siêu âm đầu dò, không thấy tim thai như này, có thể em bé đang bị lưu trong bụng mẹ rồi, cần phải tiến hành lấy ra ngay, tránh nguy hiểm cho cháu." Tai cô ù đặc đi, cái gì mà thai lưu, cái gì mà không có tim thai chứ? Chuyện này không thể xảy ra với con được." Cô bấu víu lấy con là hy vọng cuối cùng để cảm hóa Thiệu Khiêm, để cô cố chấp mà sống cùng anh. "Bác sĩ, vì sao em bé lại bị như vậy?" có phải do tác động bên ngoài không? Không phải, cái này có nhiều nguyên nhân. Trường hợp rõ ràng như này là do cháu đã sử dụng lượng thuốc kháng sinh liều cao khi thai nhi được hình thành mà bản thân không biết, hoặc do tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô đã hy vọng lượng thuốc uống trong ngày ốm sẽ không ảnh hưởng tới con, vì khi ấy cô và anh vừa xảy ra quan hệ. Giai đoạn ấy anh không dùng bảo hộ, còn cô có uống thuốc. Vậy đây là lỗi của cô rồi, quá trình kiểm tra cũng rất nhanh bác sĩ kết luận thai đã bị lưu không phát triển nữa nỗi đau chất chồng đã quật ngã sự kiên cường trong lòng dường như nhiều nỗi đau ập đến khiến trái tim bỗng chai cứng lại diệp an được chuyển tới bệnh viện phụ sản để làm thủ thuật ngay vì không thể để thai lưu lại trong bụng lâu được hơn nữa cô làm thủ tục như một cái máy thiệu khiêm gọi đến cô tát chuông để lờ đi cuộc gọi Nhân sinh cuộc đời không thể nói trước được bất cứ điều gì. Người tính không bằng trời tính. Anh muốn lợi dụng cô trả thù. Hai người có thể kết hôn nhờ đứa bé. Vậy nhưng ông trời lại không chấp thuận cho con cô bị cô lợi dụng vào mối quan hệ dối gian này nên đã mang nó đi. Vốn dĩ hai người đều chỉ đang lạc lối mà va vào nhau. Cô lạc lối nên mới tiếp cận anh. Còn anh lạc lối khi chọn cô để trả thù bà ấy. Bây giờ cô còn lạc lối trong tình yêu với anh nữa. Làm sao anh có thể yêu được con gái của kẻ thù? Đúng vậy, làm sao có thể yêu đây? Bác sĩ làm thủ thuật, cô không thấy đau, nhưng trái tim thì lạnh buốt, cơ thể run lên từng hồi. Tiếng dụng cụ y tế lách cách va vào nhau, lạnh lẽo như lòng cô vậy. Đôi mắt khô giáo, cuột cường nhìn trần nhà. Nước mắt lách qua đồng tử, chảy đều xuống thái dương, ướt cả mảng tóc. Thủ thuật rất nhanh, cô được cho nằm theo dõi. Nữ y tá nhìn cô, cứ lặng im rơi nước mắt, liền động viên. Còn cái là lộc trời cho, chắc chắn rồi cô sẽ có những đứa trẻ khác khỏe mạnh. Em bé này với cô chỉ là thiếu chữ duyên thôi. Diệp An nhìn cô ấy không đáp. Không còn con, cô chẳng còn can đảm mà quên đi việc anh đang làm để tiếp tục sống với nhau. Ngày từ đầu cô đã muốn bỏ con đi, vậy nên con đã giận mà bỏ đi thật rồi cố gắng sống cạnh để anh chút giận sẽ là một bất công với cô. Cô đâu có gây nên tội mà bắt cô phải trả giá chứ. Vì sao lỗi của mẹ nhưng mọi người đều đổ lên đầu cô thế. Hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở đã lụi tàn. Nằm trên giường bệnh cô thấy mình như một cành cong bị gãy. Hai mắt đã sưng vù mà nước vẫn cứ tuôn chảy ướt hết cả gối. Sợ làm phiền người khác nên cô che miệng không cho mình khóc thành tiếng bốn sĩ cô không được chào đón trong cuộc đời này Chỉ là cô tham lam mà cố sống, cố trụ lại Vị bác sĩ yêu cầu ở lại một ngày để theo dõi Nên Diệp An nhắn tin cho Thiệu Khiêm Hôm nay mình qua thăm mẹ Muốn ở với bà một đêm Chắc chắn anh sẽ không gọi cho bà kiểm tra đâu Vì anh ghét bà ấy đến như vậy cơ mà Không thấy anh nhắn lại Cô cũng không gọi Cho đến mãi gần 12 giờ đêm Anh mới đọc tin nhắn Ngay lập tức anh đã gọi Nhưng cô vở như mình đã ngủ Mà không nghe máy Cô mệt nhưng giấc ngủ chập chờn Cứ nhắm mắt lại là cô nghe thấy lời kết luận của bác sĩ Sau đó là tiếng khóc của mẹ Tiếng cáu giận của Thiệu Khiêm Tất cả như một cơn ác mộng Vây lấy thần trí cả đêm Sáng hôm sau cô xin xuất viện Bác sĩ cho cô làm kiểm tra xong Thì đồng ý cho về nhà nghỉ ngơi Chị không gọi người nhà đến đón sao tôi không có người thân còn chồng chị chúng tôi đã ly hôn lời ra khỏi miệng nhẹ tựa lông hồng đúng rồi cô sẽ ly hôn sẽ không cho anh lợi dụng để đạt được mục đích cô không cho phép ai mang mình ra làm công cụ trả thù kể cả thiệu khiêm trở về nhà cô thấy anh vẫn quần áo chỉnh tề ngồi ở phòng khách với đôi mắt vằn cả tơ máu khuôn mặt anh như người không ngủ em đi đâu về vậy em báo anh rồi còn gì vì sao lại nói dối anh đã đến đó đón nhưng bà ấy nói em không hề đến anh chất vấn nhưng vô cùng nhẹ nhàng không quát tháo không om sòm cáu giận như trước kia cô tiến lại ghế ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi có phải ngay từ lúc em đề nghị bán thân thì anh đã nhận ra em chính là con gái của bà ấy không anh đang hỏi đêm qua em đi đâu cơ mà vì em là con bà ấy nên anh mới chấp nhận bao nuôi em diệp an anh không còn bình tĩnh mà quát lên. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sáo hành, không rơi nước mắt. Dù lòng đau như cắt, khóc quá nhiều rồi, thất vọng cũng quá nhiều, nên không thể khóc nữa. Hôm qua, tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với bà ấy. Thiệu khiêm sửng sốt mà ngồi thẳng dậy, nhất thời không nói được lời nào. Tôi không muốn mình trở thành công cụ để anh trả thù bà ấy. Tôi tìm anh là sai, nhưng lỗi sai của bà ấy sao lại bắt tôi phải chịu? 21 năm qua, tôi bị người ta chửi bới đánh đập vì lỗi của bà ấy. Bây giờ anh lấy tôi cũng vì muốn trả thù. Tại sao tôi phải chịu tất cả những chuyện này? Tôi muốn mình được sinh ra sao? Không, ngày lúc này tôi ước như, giá như năm ấy mẹ hãy bỏ tôi đi, đừng để tôi sinh ra trên đời, thì có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc này, nước mắt lại cứ rơi xuống như mưa. Cô không còn kìm được nữa, mà sụt xịt thành tiếng. Thiệu Khiêm đứng dậy bước về phía cô. An, bình tĩnh đi em cô lắc đầu xua anh không cho lại gần vì vậy tôi không muốn con tôi khổ như tôi nên hôm qua tôi đã bỏ đứa bé rồi đêm qua là tôi ở trong bệnh viện phụ sản để phá thai không nói cho anh biết lý do cô muốn anh sẽ buông tay mình em đang nói gì vậy cô lau nước mắt nhìn anh nhếch miệng cười anh muốn lợi dụng tôi để trả thù tôi không cho anh cơ hội nữa đứa trẻ mất rồi chúng ta chấm dứt đôi mắt anh long lên giận dữ cả người lao đến ghi mạnh hai vai cô lên thành ghế hỏi. Em đang giận nên nói vậy thôi phải không? Em muốn đánh mắng anh như thế nào cũng được, nhưng đừng mang tính mạng của con ra để đe dọa anh được không? Cô đọc được trong mắt anh là sự cứu vớt lấy chút hy vọng cuối cùng. Anh còn muốn diễn cảnh đau lòng này để làm gì khi cô đã biết hết sự thật. Thả rằng anh cứ quá quát như khi trước, có lẽ sẽ không khiến cô đau lòng đến chết đi sống lại. Tôi không đùa đâu, thực sự tôi đã bỏ đứa bé rồi, tôi không muốn có bất cứ thứ gì liên quan tới anh nữa lần này cô đã không còn thấy sự nhẫn nhịn trong anh thiệu khiêm chuyển tay bóp lên cổ cô mà hét lên tại sao cô lại độc ác quỷ quyệt giống như mẹ cô vậy người độc ác với cô trước không phải là anh sao diệp an nhàn nhạt, nhạt nói thiệu khiêm ly hôn đi chúng ta ly hôn đi khuôn mặt anh lạnh lùng đôi mắt nhìn cô ấm áp chuyển sang lạnh lực nơi bàn tay siết mạnh hơn và lớn tiếng Đứa trẻ vô tội, vì sao cô lại nỡ tước đi mạng sống của con tôi hả? Đôi mắt cô rực lửa nhìn anh đáp lại. Vậy tôi có tội sao? Vì sao các người lại đổ hết tội lỗi của bà ấy lên đầu tôi? Tại sao tôi phải bị anh hành hạ, chửi rủa miệt thị vì bà ấy? Tôi đã gây nên tội gì chứ? Anh thả lỏng bàn tay, ngồi phịch xuống ghế. Tổng giọng trở về nhẹ nhàng, còn nắm lấy tay cô, tỉ tê, mà hai mắt anh đỏ ngầu, mí mắt đã trực sẵn nước em chỉ đang muốn chọc giận tôi thôi em chưa từng bỏ con phải không nói tôi nghe đi em chỉ đang giận mà nói vậy tôi phải không em rất yêu con cơ mà sao nỡ tước đi mạng sống của con đừng giận nữa anh sẽ tôi cắt lời anh một cách tuyệt tình tôi không lừa anh tôi đã bỏ con rồi tôi muốn thoát khỏi tay anh tôi không muốn ở cùng anh nữa nên cắt đứt sợi dây liên hệ duy nhất của tôi và anh đi anh không nói nữa mà trực tiếp bế cô lên tay bằng bằng đi ra xe tới bệnh viện lên thẳng phòng siêu âm nhờ vả bác sĩ anh kiểm tra hộ tôi cái thai trong bụng cô ấy đi bác sĩ đã có chuyện gì xảy ra với hai người sao anh mau kiểm tra xem đứa trẻ trong bụng cô ấy còn không vị bác sĩ đồng nghiệp của anh thực hiện siêu âm suốt quá trình từ nhà đến viện và bây giờ nằm ở đây diệp an không nói lời nào bác sĩ không có bảo thai nào trong bụng vợ anh cả xin lỗi đã làm phiền anh diệp an bị lôi ra ngoài đến cầu thang thoát hiểm anh đè sát cô vào tường, đôi mắt trừng lên giận dữ, khốn kiếp, cô dám làm vậy với con tôi, cô muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn sao, đừng có mơ tôi tha cho cô. Tôi chưa từng muốn kết hôn với anh, chính anh không cho tôi cơ hội từ chối, các người đều ép buộc tôi làm theo ý các người, ai nấy đều lừa dối tôi, anh cũng độc ác không kém gì họ cả. Đúng vậy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là độc ác, có muốn ly hôn thì cũng đợi tôi chơi cô chán đợi tôi khiến mẹ cô sống không bằng chết thì hãy nói tới việc rời xa tôi chừng nào tôi chưa trả thù xong cho mẹ tôi thì chắc chắn là cô sẽ phải chịu sự hành hạ của tôi nhớ lấy anh hất cô ngã ra sàn rồi bỏ đi diệp an cũng chẳng còn sức lực mà đỡ nên nằm hẳn ra sàn hai mắt tối sầm lại cô khẽ mỉm cười thì thầm ông trời con sống như vậy là đủ rồi đừng cho con sống nữa được không cô thấy hạ thân vô cùng ướt Bằng vệ sinh dường như cũng chẳng đủ để ngăn dòng máu nóng cứ thế chảy ra. Cuối cùng cũng đã có người cho con được ngủ một giấc không mộng mị rồi. Thiệu Khiêm, đừng thù hận nữa, hãy sống cho cuộc đời của anh đi. Đến khi gần chết rồi mà cô vẫn còn nghe thấy tiếng anh, anh bỏ đi rồi, làm sao mà quay lại? Có lẽ vì yêu anh mà linh hồn cô còn nghe thấy tiếng hoảng hốt. An, mau mở mắt ra, đừng có xoa anh. Thiệu Khiêm nhìn máu đỏ, nhuộm cả sàn nhà vô cùng sợ hãi, mà nhấc bế cô lên tay, chạy ra ngoài gọi lớn. Cấp cứu mau, cô ấy bị băng huyết. Y tá sống lại, đẩy băng cáng đến giúp anh đặt cô lên, đẩy về phía khoa sản. Khuôn mặt Diệp An trắng bệch, nhưng an yên như đang ngủ. Cánh tay đỡ cô của Thiệu Khiêm cũng nhuộm đỏ hết một mảng. Anh nắm lấy tay cô mà run rẩy. An, cố lên em. Hải Tùng nghe y tá nói chuyện, liền chạy về phía khoa sản thiệu khiêm ngồi trên ghế cụm đầu trên tay một cánh tay áo nhuộm đỏ khiến anh hoảng hốt mà hỏi dồn có chuyện gì xảy ra với diệp an rồi có phải con bé bị xảy thai không thiệu khiêm không đáp chỉ lắc đầu cậu máu nói đi xem nào cô ấy phá thai nên bị băng huyết phá thai cậu nói điên rồ gì vậy hả đừng hỏi nữa có được không hải tùng nhìn bộ dạng của thiệu khiêm mà không hỏi nữa nhưng nhắc Mau đi tắm thay đồ đi để tôi đợi con bé cho. Anh vẫn có ý định muốn giành cô ấy của tôi phải không? Hải Tùng nóng mặt cáu điên. Cậu bị úng não à? Tôi có thích Diệp An nhưng không đời nào làm cho hèn hạ ấy. Nếu cậu không làm cho con bé hạnh phúc thì đừng trách tôi kéo con bé khỏi cuộc đời cậu. Chưa lúc nào Thiệu Khiêm lại thấy bản thân bất lực và sợ hãi cô rời đi như bây giờ. Anh không trả lời Hải Tùng mà thất thiểu đứng dậy, dặn Tôi đi thay áo rồi quay lại ngay Để ý cô ấy giúp tôi Yên tâm đi Anh xài bước thật nhanh về thang máy Rồi vội vàng ấn tầng đóng cửa Chỉ sợ khi anh vắng mặt Cô sẽ tỉnh dậy mà trốn đi mất Ái Vân đứng sau cây cột lớn Lúc này mới bước ra Vỗ mặt cho bình tĩnh lại Mới tiến đến gần Ngồi xuống cạnh Hải Tùng nói Tôi vừa đến viện Nghe mọi người nói Diệp An cấp cứu Nó bị làm sao vậy thiệu khiêm nói con bé bỏ thai nên bị băng huyết tôi không tin con bé sẽ làm vậy diệp an rất nhân hậu lại ngoan ngoãn nên sẽ không hành động nông nổi như vậy đâu anh và diệp an không có quan hệ máu mủ à hải tùng nhìn ái vân lạ lẫm. có chuyện gì sao chuyện ấy thì có liên quan gì tới việc con bé làm chứ vậy mối tình đầu của anh chính là mẹ diệp an hải tùng gật đầu không giấu ái vân không hỏi nữa hóa ra họ không có quan hệ ruột thịt nhưng lại thân thiết với nhau cô nhìn sang anh lòng có chút rối thấy cô im lặng hải tùng hỏi cô còn nhớ bản thân nợ tôi một buổi hẹn chứ tôi học hơi kém nhưng trí nhớ không tệ khách sạn hay là nhà tôi ái phân nhìn anh ta nói bình thản không chút ngượng miệng mà đỏ mặt không đáp thôi ở nhà tôi đi cho cô trải nghiệm lại đêm ấy tùy anh không ai có kiểu như hẹn hò như hai người cả chẳng yêu nhau mà lại hẹn hò gần gũi Thứ bảy vừa rồi cô kiếm cớ ôn thi Nên anh không làm phiền Khi nào có thể trả tôi đây Anh tự sắp xếp đi Tôi thi xong rồi May khi ấy Diệp An được đẩy ra Cứu cô một bản thua trông thấy Sẽ không bị anh dồn ép Đến khi bằng ra lịch hẹn nữa Hẹn hò kỳ lạ kiểu này Thì cô càng lỡ hẹn càng tốt Diệp An khẽ cựa mình mở mắt Đầu óc vẫn có chút tráng váng Mà tầm nhìn mờ mịt Nhưng cô biết Mình vẫn chưa chết khi mùi thuốc sát trùng nồng lên bên cánh mũi, phía cửa sổ, bóng người cao lớn mặc trên mình áo blue trầm tư đứng im bất động. Cô không gọi, cứ vậy nằm lặng thinh, cô không muốn đối diện nữa. Nhìn anh, cô sẽ lại trào lên cảm giác thất vọng, tủi hờn kinh khủng, lòng ấm ức đau đến không thở nổi. Thiệu Khiêm thấy cô đã mở mắt, liền bước đến, nhưng rồi cô lại vờ nhắm mắt. "An, em thấy trong người sao rồi?" cô không trả lời vờ như chưa tỉnh anh ngồi xuống chạm tay liền bị cô xoay người vào trong vẫn không đáp lời hai người lặng thinh trong tiếng thở nặng nề đè ép sự đau khổ nhức nhối nơi con tim nước mắt không tự chủ lại rơi xuống ướt màn gúi cô mang tay lên cắn chặt mà vai vẫn run lên thiệu khiêm vừa muốn chạm tay động vào người liền bị diệp an gạt đi đã hai ngày liền anh không hề chợp mắt bản thân vẫn sốc với những gì đã diễn ra. An, đừng giận được không? Cô không trả lời, nước mắt còn rơi nhiều hơn. Anh bị gọi vì có ca cấp cứu mới nên rời đi. Diệp An lúc này mới mở mắt lại. Trải qua chuyện sốc như vậy, cơ thể cô có chút yếu ớt, đến dậy cũng không nổi. Hai mắt luôn trong trạng thái sưng húp, vô cùng khó chịu. Hai người chiến tranh lạnh, anh xuất hiện, cô đều vờ ngủ không đối mặt cửa phòng khẽ mở cô thấy ba chồng và mẹ đi vào mang theo lỉnh tỉnh quà ba mẹ con thấy người sao rồi hôm qua mẹ vào nhưng con chưa tỉnh mà thiệu khiêm cũng không cho ai vào thăm nó muốn để con nghỉ ngơi ba con có thể nói chuyện với mẹ được không cô không biết thiệu khiêm đã nói với họ lý do khiến cô nhập viện là gì anh giỏi diễn lắm nên lý do gì cũng có thể lấy ba chồng đi rồi diệp an ngồi thẳng người tựa lưng vào gối nhìn mẹ. "Mẹ hãy nói cho con, vì sao mẹ lại lấy ba anh ấy? Vì sao mẹ anh ấy lại chết vì mẹ?" An. Bà mấp máy gọi tên cô trong run rẩy, nhìn biểu hiện như vậy là cô biết đó chính là sự thật. Bà đã hại chết mẹ anh là thật và anh trả thù như vậy cũng đúng thôi. Chuyện không phải như vậy, Thiệu Bằng đã ly hôn trước khi quen mẹ, nhưng vì khiêm nên hai người không nói, và thế là cậu ấy hiểu nhầm thôi. Vậy sao mẹ anh ấy lại đau lòng đến chết chứ? Bà ấy còn yêu chồng nên mới thế đúng không? Bà ấy bị tai nạn khi đi làm từ thiện, không hề liên quan tới mẹ. Diệp An thấy cơ thể mình rất lạnh, cô yếu đến mức người như gió sẽ thổi bay. Đã nghĩ bản thân đầy nghị lực, nhưng không, cô bị cuột ngã rồi. Ấm ức dồn nén, cô nhìn mẹ chan chứa nước mắt. Mẹ có biết 21 năm qua còn bị sỉ nhục ra sao không? Ai ai cũng nói con là con gái của kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc người khác. Nói con chính là đứa con hoang. Diệp An, đừng khóc, không tốt cho con mà. Lỗi của mẹ, An ơi, mẹ xin lỗi con. Bà muốn lại gần ôm, nhưng Diệp An từ chối mà nước mắt vẫn rơi. Con muốn gặp mẹ để hỏi vì sao lại sinh ra con. Con chưa từng hận mẹ, nhưng lại không thể tha thứ cho mẹ. Vì sao lỗi lầm của mẹ con lại phải chịu hậu quả Mẹ có thể ung dung sống sung sướng bao nhiêu năm qua, còn mẹ anh ấy phải chết. Anh ấy chịu sự tổn thương vì gia đình tan vỡ, rồi chút thù hận lên con. Còn vì mẹ mà thực hiện ước mơ làm bác sĩ, nhưng bây giờ con nghĩ đó không phải là vì mẹ. Ước mơ là của con, vì mẹ không xứng đáng một chút nào. Bà Linh Nhu nhìn con gái khóc chết lặng, khuôn mặt Diệp An tái xanh, da nhợt nhạt, gầy hẳn đi. An à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi thì làm gì, mẹ có thể bù đắp cho những tổn thương của con không sao người gây ra tội là mẹ còn người phải chịu tội là con vì sao năm đó mẹ lại sinh con ra làm gì hả đứng trước lời trách móc của diệp an bà thật sự không chịu nổi mà ngã phịch xuống đất con không muốn nhận mẹ nữa hãy coi như con đã chết đi không à ơi mẹ xin con mẹ tự làm tự chịu đi con không còn sức chịu đựng nữa không một ai yêu thương con cả ai cũng ghét con vì mẹ ai cũng lừa dối con cho mẹ cơ hội bù đắp được không mẹ sẽ không cần mẹ đừng giả vờ tốt bụng làm gì đã có lúc nào mẹ hối hận hay giày vò vì việc mình làm chưa mẹ cướp chồng người ta có lúc nào mẹ ân hận chưa âm giọng cô không còn bình tĩnh nổi nữa cứ nghĩ tới việc người mà cô yêu cũng lấy cô ra làm công cụ trả thù mà lòng đau không muốn thở nghĩ đến con vì sai lầm của cô không thể xa đời là bụng lại quặn lên từng cơn trái tim cũng không còn muốn đập nữa nếu cô không gặp Thiệu Khiêm, không có con, thì một sinh linh vô tội đã không chết. Tâm tình cô lúc này rất hoàng, rất dối và bất mãn với mọi thứ. An, đừng kích động như vậy. Bà bảo tôi phải làm sao mà sống đây. Không có bất kỳ điều gì đáng sống cả. Dù tôi muốn cột sửa cả đời, cũng không thể hết tội lỗi mà bà đổ lên người tôi. Ngay từ đầu, tôi không nên được sinh ra. Đừng cố mà sống để làm gì cả. Bà Linh nhu lết người đứng dậy, bám lấy tay con gái, thều thào. Anna, à, đừng như vậy, mẹ rất đau lòng. Bà đau lòng sao? Lúc bà làm tan cửa nhà người khác, bà có nghĩ tới con cái họ không? Bà có nghĩ tới Thiệu Khiêm không? Bao năm qua anh ấy sống trong thủ hận, bà có cảm nhận được không? Còn hãy tin mẹ một lần được không? Bà bảo tôi tin thế nào khi hai lần làm chuyện ấy. Tôi đã từng mơ được một lần ôm mẹ trong vòng tay như cái cách Yến Trinh được dì nguyên làm vậy nên mới phấn đấu tồn tại để có ngày gặp lại. Nhưng mong muốn ấy chính là sai lầm. Tôi không muốn tha thứ cho bà. Chính bà đã làm cho cuộc đời của tôi khốn khổ nhục nhã. Diệp An hét lên bấn loạn, cánh cửa bật mở. Một người lao tới chỗ cô, ôm chặt vào vòng tay mình. Hải Tùng nhìn người đối diện nhắc nhẹ. Con bé cần phải nghỉ ngơi, chị mau ra ngoài đi. An, đi đi, bà đừng xuất hiện nữa, hãy đi đi, tôi không cần có bà. Mẹ tôi đã chết rồi, bà ấy chết rồi. Diệp An cứ vậy làm nhảm, khóc nấc. Hải Tùng gằn giọng, chị mau ra ngoài đi, nhanh lên. Anh ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Diệp An, nhẹ vỗ về. Không sao rồi, cậu ở đây, An ngoan đừng khóc, kích động lúc này không tốt, mau điều chỉnh lại đi. Cậu ơi, sao mà ấy lại làm thế? Đừng nghĩ nữa, không sẽ trầm cảm đấy, nghe lời cậu, ngoan. Tiếng thút thiết nhỏ dần, rồi vì mệt mà Diệp An thiếp đi. Hải Tùng đỡ cô nằm xuống, vuốt ve gương mặt nhợt nhạt ấy, rồi cúi xuống, hôn lên trán Diệp An. Cô bé, cháu xứng đáng hạnh phúc nên đừng tự ti như vậy. Sai lầm của mẹ cháu không thể thay đổi, nhưng tương lai là của cháu. Hãy vực lại tinh thần để trở về với dáng vẻ hoạt bát như xưa đi. Cậu sẽ bên cạnh giúp đỡ khi cháu cần. Anh nhờ bác sĩ kê thêm an thần cho cô uống, rồi cho một y tá túc trực trong bệnh viện khi Thiệu Khiêm đang trong phòng mổ. Ra khỏi phòng, thấy Linh Nhu vẫn còn ở đó. Anh bước tới nói. Thời gian này chị đừng gặp con bé nữa. Hải Tùng, đó là con gái chị. Đúng vậy, nhưng chị nghĩ xem mình đã làm gì con bé? Hậu quả ngày hôm nay không phải do chị mà nên sao? Đáng lẽ năm xưa chị nên bằng mọi giá giành lại Diệp An từ tay Đăng Minh. Con bé không tha thứ thì chị cũng phải chấp nhận, đừng ép nó vì sự ích kỷ của chị. Tự nghĩ xem chị có xứng làm mẹ không? Nhìn người phụ nữ trước mặt khóc chết lặng, anh không an ủi mà xoay người rời đi có những sai lầm cần phải được trả giá. Trong muôn kiếp nhân sinh có nói, nhân quả đừng để thấy mới tin. Vậy nên chuyện xảy ra chính do bản thân gây ra, đừng đổ lỗi cho số phận. Đau khổ mà Linh Nhu đang chịu chỉ là một phần hậu quả do chính bản thân bà gây ra. Sự dây dứt ăn năn của một người mẹ khi con gái nói những lời đâm vào tim gan như vậy, hối hận có làm gì, thay đổi mới chính là liều thuốc sau một tuần nằm viện diệp an đã khỏe lại nhưng cô nói rất ít hằng ngày ái vân hay qua thăm đưa cho cô tài liệu học tập hoặc là hải tùng sẽ giúp cô theo kịp bài còn cô bỏ bơ thiệu khiêm anh cũng im lặng sau khi bắt chuyện nhiều lần mà cô không đáp cứ hết giờ làm anh trở về phòng với vợ nhưng diệp an luôn kiếm cớ ngủ sớm không tiếp lời thiệu khiêm xuất viện cho cô về nhà anh động vào thứ gì cô liền làng tránh như anh động vào hủy vừa về đến nhà diệp an liền lên phòng ở lì trong ấy nấu xong bữa trưa anh lên phòng gõ cửa an xuống ăn thôi cô mở cửa khi đã thay một bộ đồ khác bên cạnh còn có vali thiệu khiêm nhìn vậy mặt liền biến sắc an em làm gì vậy chúng ta ly hôn đi anh cứ trả thù bà ấy nhưng đừng lôi tôi vào không tôi đã nói rồi mà em quên sao Vậy nếu tôi đền mạng cho mẹ anh là được phải không? Tôi chết đi thì mẹ tôi sẽ ân hận, sẽ đau lòng, sẽ trải qua cảm giác như anh từng trải qua. Em nói gì vậy? Cô nhìn anh bằng khuôn mặt vô hồn, ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo, yêu thương trong lòng đã bị đạp đổ. Anh vì con mới lấy tôi, đứa bé đã bị tôi bỏ đi rồi, còn lý do gì để sống cùng nhau? Cô đặt đơn ly hôn vào tay anh, khẽ nói, "Một là ly hôn, hai là tôi sẽ đền mạng cho mẹ anh." Lựa chọn là của anh, sớm cho tôi biết. Diệp An lách người kéo vali đi. Thiệu Khiêm đứng im bất động, nặng nề cất lời. Vậy thì ly hôn đi. Anh ký rồi gửi tòa án sớm một chút. Tiếng bước chân, tiếng bánh xe kéo vali cứ vậy mà nhỏ dần. Cô đã đi thật xa, còn anh vẫn đứng nơi cửa phòng. Đơn ly hôn trong tay anh dần nhanh nhúm. Không muốn ai biết chuyện mình đã ly hôn, nên Diệp An thuê khách sạn ở tạm Cô đã đỗ học bổng nên nửa tháng nữa sẽ rời đi. Cuộc hôn nhân đến từ toan tính, sớm tan vỡ, nhưng nó lại nhanh đến bất ngờ. Nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi, sau đó ào ạt chảy. Trong phòng giận vọng lại tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Âm thanh muốn rứt ruột gan, khóc không thể ngừng lại. Diệp An cuộn trọn người, ôm lấy cơ thể lạnh run lên của mình, Trái tim bị tổn thương, đau đớn quá nhiều khi lạc lối yêu một người mà họ chỉ coi mình là công cụ để trả thù. Thiệu Khiêm ngồi bên bàn ăn nhưng không đậm đũa. Thiệu Khiêm, cho em ăn một miếng thôi. Mì không tốt cho em. Hôm nay ngoại lệ mà. Hình ảnh của buổi tối tân hôn ùa về như vừa mới xảy ra. Mọi thứ kết thúc quá nhanh khiến anh không kịp bắt nhịp. Khuôn mặt hồng hào búng ra sữa của cô dần biến mất tiếng cười sòn tan cốm tan vào hư vô căn nhà yên ắng đến đáng sợ bàn ăn vẫn còn nguyên chỉ có chai rượu mở đã gần hết càng uống nhiều anh càng nhớ tới lời tuyệt tình trách cứ của cô tôi đã bỏ con rồi không muốn sinh con cho anh nữa chúng ta ly hôn đi tôi trả mạng cho mẹ anh là được chứ gì sao anh lại lừa dối tôi nhiều như vậy tại sao mọi tội lỗi lại đổ lên đầu tôi cốc rượu sóng sánh trong tay nhìn đâu đâu trong nhà cũng là diệp an anh đồng ý bao nuôi là vì cái tên cô giới thiệu, vì khuôn mặt cô giống bà ta. Mỗi lần tức giận, anh đều coi cô như bà ta. Diệp An, tôi đã từng coi em là công cụ trả thù, nhưng tôi đã cố gắng thay đổi. Sao em lại nhẫn tâm bỏ con vậy? Đó là con tôi và em mà, sao lại nhẫn tâm như thế? Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh trầm ấm tỉ tê rất nhỏ, nhưng nghe thật rõ. Diệp An bận rộn hoàn thiện hồ sơ, để xin dấu xác nhận của trường gửi đi. Ngày thứ ba, cô nhận được email triệu tập của tòa án, giải quyết ly hôn. Đọc xong, liền tắt đi rồi vào lớp học. Ái Vân đến lớp, liền xà đến ngồi cạnh, nhón lấy cuốn sách trên tay cô, hỏi dồn Sao mày có kết quả rồi mà không nói cho tao biết vậy? Phải liên hoan đi chứ. Muốn liên hoan sao thì đề xuất đi, không nhanh là tao đi đấy, khỏi đòi. Vậy là tao sẽ có lý do để đi Đức chơi rồi nhỉ, Sang đấy ổn định rồi Thì tao sẽ sang thăm Thầy Khiêm sẽ đưa mày đi chứ Anh ấy chắc bận rồi Tao đâu phải trẻ con Nhưng mày là vợ thầy ấy Đi xa vậy chắc nhớ lắm nhỉ Chưa cần đi xa Vẫn gần nhau mà cô đã nhớ quay quát rồi Những ngày này với cô thật kinh khủng Đi học không sao Về đến khách sạn là nhớ muốn thắt cả ruột gan Mẹ gọi điện Cô cũng không bắt máy Bà anh cũng tìm cô Nói cho bà nhưng diệp an không còn muốn nghe lời biện minh nữa dù lý do là gì thì xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là không thể tha thứ bà ấy đã hại chết một người phụ nữ biến một đứa trẻ thành không gia đình trong lòng chỉ có hận thù thì sao đòi hỏi hạnh phúc cô chia tay anh vì thất vọng nhưng cũng vì anh không muốn anh tiếp tục phải bị hành hạ nội tâm khi sống cùng con kẻ thù nữa anh sẽ không phải cáu gắt khó chịu làm gì mày gọi cậu tùng đi tối nay tao mời hai người đi ăn hay đến nhà mày đi thầy ấy nấu ăn ngon mà cho tao thưởng thức tối nay anh ấy bận rồi để khi khác đi cô không muốn tiếp tục bị thương cảm chuyện ly hôn đồn ra không hay ho gì khi họ mới chưa kết hôn được một tháng người ghét cô sẽ càng được đà mà hả hê hai người không liên hệ không gặp lại nhau cho đến giờ học giải phẫu diệp an thấy anh vào lớp tim đập thỉnh thịch anh chỉ khẽ liếc qua chỗ cô một cái rồi tập trung vào công việc hôm nay chồng không thèm gọi vợ phát biểu à ái vân viết câu hỏi ra giấy diệp an liếc đọc không trả lời mà tập trung nghe rằng vốn dĩ ngay từ đầu hai người nên như vậy không nên lấn vào đời nhau bây giờ sẽ không yêu trong đau đớn hết giờ học ái vân thấy lạ khi thầy chẳng hỏi vợ như mọi khi nhưng diệp an đã chuẩn bị học tiết tiếp theo nên không gặng thêm Vậy nhưng cô chẳng thể nhịn được lâu Vừa đến giờ ra chơi Cô đã hỏi An, hai vợ chồng mày cãi nhau à? Không, mày nghĩ gì lắm thế Tao cứ thấy lạ lạ ấy Ánh mắt hai người nhìn nhau Không còn long lanh hạnh phúc nữa Vớ vẩn Chỉ cô, Thiệu Khiêm và Hải Tùng biết Cô bỏ con Còn mọi người đều nghĩ cô bị xảy Cũng chỉ có cậu biết rõ mọi chuyện đang xảy ra Nhưng nếu biết cô ly hôn Thì chắc chắn sẽ thất vọng Vậy nên chuyện ly hôn chỉ mình cô và Thiệu Khiêm biết. Ái Vân khoác tay bạn tỉ tê. Rồi hai người sẽ có em bé mới mà phải không? Đừng vì chuyện này mà bỏ lơ chồng sẽ khiến quan hệ của hai vợ chồng căng thẳng đấy. Ừ, gọi hẹn cậu tao chưa? Mà hai người vẫn không tiến triển gì à? Cậu mày bảo ra trước đi, ông ấy ra sau. Có gì mà tiến triển chứ? Thế đã thử cái kia của cậu chưa? Điên à? Tao chỉ nói vậy thôi, chứ ra mặt tao đâu có dày như mày chứ. Diệp An bật cười đi theo Ái Vân ra bãi để xe. Ánh mắt cô chạm đến xe Thiệu Khiêm. Chồng mày đợi thì phải kìa. Không phải đâu, anh ấy nói có việc bận thật mà. Cô lên xe Ái Vân, nhưng khi đi qua thì cố tình hé cửa nhìn sang. Thiệu Khiêm đang ngồi trong xe. Họ thấy nhau nhưng không ai rời mắt. Xe chậm chậm đi qua, Diệp An vẫn còn nhìn qua gương chiếu hậu. Bốn mắt chạm nhau, không ai hiểu nỗi lòng của đối phương. Anh đã hết giờ rất lâu mà vẫn ngồi đấy làm gì chứ? Xe đi khuất hẳn, cô mới rời tầm mắt. Bàn tay nhẹ chạm lên, lau giọt nước ấm vô tư rơi xuống từ bao giờ. Hải Tùng đến nhà hàng thì đồ ăn trên bàn đã vơi một nửa. Anh ngồi xuống ghế ở vị trí giữa hai cô gái, hỏi Tôi chỉ là người đến trả tiền tôi đúng không? Ai bảo anh đến muộn quá chứ? Chờ anh mà đói hoa cả mắt. Ái Vân cầu nhầu, Diệp An để menu cho cậu gọi thêm đồ hải tùng gọi thêm một chai rượu anh không ngần ngại ăn tiếp thức ăn trên bàn anh hiểu tâm trạng của thiệu khiêm hiểu cả tâm trạng của diệp an nên lúc này cứ để cho cả hai có thời gian nhìn nhận lại việc mình làm nhiều lần anh cũng muốn nói chuyện với diệp an phân tích phải trái về việc con bé tự ý bỏ em bé như vậy là vội vàng và có phần bốc đồng không nhịn được anh dò ý diệp an khi nãy cậu thấy thiệu khiêm ở bệnh viện rủ đi mà nó không đi. Anh ấy nói có việc bận, cháu cũng không biết nữa. Ái Vân xen vào, tao thấy hai vợ chồng mày như đang giận nhau ấy. Điên à, đừng có sủa người khác. Cô kéo mình vui vẻ nói cười với hai người. Hải Tùng rót rượu ra cốc, nâng lên nói. Chúc mừng cháu gái, thành công trở về làm đồng nghiệp của cậu nhé. Ba cái cốc chạm nhau giòn tan, Ái Vân thở dài nói. Tao cũng muốn đi, nhưng điều kiện của ba tao là phải lấy chồng mới cho đi cơ. Vậy nên mày cứ học trước đi, rồi tao thuyết phục ba mẹ sang với mày. Sáng ấy chăm sóc bản thân thật tốt nhá. Uống hết rượu, Diệp An chống cầm nheo mắt trêu bạn. Chẳng phải mày nhận cậu tao là chồng sắp cưới sao? Mau nói với ba mẹ như thế đi. ừm, đó chỉ là nói vui thôi, mày đừng có nghĩ là thật. Cái hẹn của cô với tôi hơi cao su rồi đấy. Hải Tùng nhắc nhở, liền bị ái vân cong môi nói. Lần này tôi trả là được chứ gì, đã yếu còn cứ thích giả gió, Ai yếu thì còn chưa biết đâu. Diệp An nhìn hai người họ, lặng lẽ uống thêm một cốc rượu rồi xen vào. Mày mau thử chất lượng rồi giúp cậu ta thoát ế đi. An, cậu không ế. Vâng, chỉ là thời thế bắt cậu như thế phải không? Bác sĩ, anh cũng ăn tối ở đây sao? Cả Ái Vân và Diệp An đều hướng về giọng nữ trong chèo ấy. Cô gái rất nhanh đã tiến tới chỗ Hải Tùng, khuôn mặt rạng rỡ như bắt được vàng vậy. Chào hai bạn. Hải Tùng không đứng dậy mà chỉ giới thiệu hai người. Đây là Ái Vân, con gái viện trưởng, cũng là bạn gái tôi. Còn đây là Diệp An, cháu gái tôi. Bác sĩ, anh là con rể tương lai của viện trưởng sao? Cô ta có vẻ bất ngờ lắm. Diệp An nhìn Ái Vân đang đưa cả người, khi lần này lại bị cậu lợi dụng. Giới thiệu với hai đứa, đây là bác sĩ thực tập bên khoa ngoại thần kinh, Đỗ Trâm Anh. Chào cô. Cả hai đồng thanh lên tiếng chào. Trâm Anh nhìn Ái Vân hỏi, Cô cũng học y phải không? Tôi là sinh viên năm ba. Vậy sao? Chúc mừng cô nhé. Người yêu cô rất ưu tú và là niềm tự hào của cả khoa đấy. Ngưỡng mộ tự hào thì còn được, chưa đừng thích anh ấy là được. Ái Vân bình thảm đáp lời. Diệp An tủm tỉm cười, thầm khen ngợi. Cô ta vừa rời đi, Hải Tùng liền gắp cho Ái Vân miếng mực sốt, khen ngợi. Cô đối đáp rất hay, nói được thì cũng nên chịu trách nhiệm được đi nhá. Tôi vừa giúp anh đuổi một con nhạc đấy cô đã khiến tôi ế thêm thì có diệp an chỉ lặng thinh ăn uống nhìn hai người họ cãi cự hy vọng họ sẽ có một cái kết đẹp đừng chóng vánh như cô và thiệu khiêm cũng đừng vụ lợi toan tính ra khỏi nhà hàng diệp an nhón lấy khóa xe của ái vân mày cho tao mượn xe đi đón anh khiêm nhé mày về cùng cậu tao đi ờ cái con này mày mượn xe của cậu mày ấy mày đi với cậu ấy mà diệp an thấy cậu đang ra xe thì chạy đến trước xe ái vân trước lúc đi cô phải đẩy họ sát gần nhau hơn một chút ăn đâu rồi nó mượn xe tôi đi đón chồng rồi anh về đi tôi gọi xe công nghệ cô sợ mình không nhịn được mà ăn thịt tôi hay sao anh già thịt ra như rẻ rách ấy ai mà thèm vậy mà tôi lại cứ thấy cô có ý định đấy đi thì đi sợ gì chứ hải tùng cười thành tiếng nắm tay cô kéo đi về phía xe của mình vừa lên xe anh liền nói hay là hôm nay cô về nhà tôi đi hẹn hò lâu quá rồi, để lâu là thiêu mất đấy. Hôm nay ba trực nên chỉ có mẹ ở nhà, tôi phải về với bà ấy. Tôi thấy hình như cô sợ chứng minh sự khỏe mạnh của tôi thì phải. Anh nên khám nam khoa xem chúng có bơi được không? Cần gì khám, thử ngay bây giờ là cô biết chất lượng ngay mà. Hải Tùng chưa lái xe rời đi, anh ấn phủ kính mở quanh xe rồi xoay hẳn về phía ái vân hỏi. Đường vắng, bên ngoài không thấy trong xe, cô kiểm tra đi. Anh điên à, mau đưa tôi về nhà, muộn lắm rồi. Hải Tùng thấy Ái Vân co rúm người, sợ tái mặt, thì quay ra lái xe, nhát như thỏ đế ấy. Tôi sẽ thực hiện với anh là được chứ gì? Tối chủ nhật tuần này qua nhà tôi ăn tối, rồi làm cái việc kia luôn, xin phép ba mẹ trước đi. Ái Vân thấy chuột dạ khi lỡ miệng với anh ta, người gì mà nhớ dai, nhất định không quên chuyện bị chê là yếu chứ. Xe chậm chậm, rồi dừng hẳn trước cổng nhà. Ái Vân tháo dây an toàn, buộc miệng hỏi Bây giờ trong lòng anh có yêu đương gì không? Có chứ, có chuyện gì sao? À không, chúc mừng anh Cô vội đẩy cửa xe đi xuống mở cửa vào nhà mà không ngoảnh đầu lại Hải Tùng ngây người làm nhảm Tự dưng lại chúc mừng cái gì thế? Diệp An không đồng ý lấy bất kỳ thứ gì của Thiệu Khiêm cũng không chấp nhận hòa giải trong ánh mắt bất lực lẫn phức tạp của anh Thẩm phán nhìn về phía cô lần nữa nói Cô Đinh Diệp An, dù cô nói tài sản không phải của mình nhưng đó là quyền lợi mà cô được hưởng từ phía chồng mình tôi không cần xin ngài mau phán quyết và cho chúng tôi quyết định ly hôn đi ạ cô từ bỏ tất cả một cách dứt khoát thiệu khiêm trầm chậm, chậm lên tiếng dù cô ấy không cần nhưng quý tòa cứ phân xử theo luật hôn nhân đi ạ tài sản của tôi sẽ chia đôi đó là của anh tôi không lấy sao anh còn cố chấp đến vậy hả một vụ ly hôn khó hiểu nhất của thẩm phán khi hai vợ chồng đều chê tiền cuối cùng luật sư hai bên đều phải ngồi lại thường lượng và diệp an nhận được một số tiền không hề nhỏ sau ly hôn rời khỏi tòa án cô xé vụn quyết định ly hôn ném vào thùng rác ngay ngoài cửa vừa định lên taxi thì thiệu khiêm hỏi bao giờ em đi hãy quên tôi đi chúng ta đều không thể tha thứ cho nhau thì đừng bận lòng với nhau nữa ngồi lọt vào xe cô vẫn nghe thấy anh nói tôi kết hôn với em không phải vì con vì gì thì cô cũng không muốn quan tâm nữa không vì con thì vì trả thù lý do nào cũng như một sợi dây thừng buộc chặt tình yêu trong cô đến mức nhức nhối đến khó thở vậy nên cô buộc phải cắt đứt nó ra cho bớt ngột ngạt diệp an kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ nhìn lại trong phòng không còn lại đồ gì nữa mới xuống trả phòng cô không nói với hải tùng và ái vân giờ chính xác mình đi cứ vậy mà lặng lẽ rời đi cô đã quen với sự cô đơn trong cuộc đời này rồi nên lúc này không thấy luyến lưu thả vào thùng rác chiếc sim điện thoại người ấy sẽ trở thành dĩ vãng không cần phải nhớ nhung nữa không muốn gieo thêm thất vọng trong lòng ngồi trên taxi ra sân bay cô nhờ tài xế đưa mình đi qua nhà thiệu khiêm đứng lặng nhìn căn nhà đã gắn bó mà thắt ruột gan cô dán lại một tờ nốt trên cửa tạm biệt thiệu khiêm đứng dậy khỏi bàn làm việc ra ban công đốt thuốc liền nhìn thấy một chiếc taxi vừa lăn bánh từ cổng nhà mình ngay lúc ấy có điện thoại gọi tới thiệu khiêm không để ý đến nó nữa mà quay lại bàn nghe máy alo bác sĩ khách hàng bị lùi lịch từ tuần trước muốn xin chỉ định của anh ạ à. hẹn họ sang tuần sau đi tuần này tôi bận rồi nếu không đợi được xếp bác sĩ khác bác sĩ à hai tuần rồi khách hàng xếp hàng đợi đã rất đông khách hàng đặt bác sĩ đều không muốn chuyển người được rồi Mai xếp lại lịch cho tôi đi. Từ lúc Diệp An rời khỏi nhà, sinh hoạt của anh bị đảo lộn. Song việc ở bệnh viện là trở về nhà, anh từng chối các ca thẩm mỹ vì đầu óc không thể tập trung. Mở điện thoại xem lại video đã được quay, tiếng Diệp An trong veo, khuôn mặt cô ửng hồng vui vẻ. "Em, Đinh Diệp An, 21 tuổi, có chồng là Đồng Thiệu Khiêm, anh ấy giúp em phỏng vấn đỗ thì em sẽ tự tay chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn." và bản thân sẽ là món chính cho anh ấy toàn quyền sử dụng chồng lưu manh quá đi đừng quay nữa mau cho em xem màn hình dừng lại khuôn mặt cô phụng phịu đứng yên nụ cười trên môi anh thoáng hiện lần nữa em lại trốn nợ với tôi rồi em đã hứa có chuyện gì chúng ta sẽ cùng ngồi nói chuyện vậy mà em còn chẳng cho tôi cơ hội ấy em nói tôi khó tính nhưng em còn nóng nảy hơn tôi nữa chẳng lẽ em không yêu tôi dù là một chút sao nhớ em quá nhưng lại chẳng dám gặp, chẳng cầu tha thứ vì đã khiến em thất vọng như vậy. Điện thoại lần nữa đổ chuông, một dãy số hotline hiện kèm theo chăm sóc khách hàng, bệnh viện phụ sản. Anh nhận cuộc gọi, alo, vâng đây có phải là số anh Đồng Thiệu Khiêm là chồng của sản phụ Đinh Diệp An không ạ? À? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Dạ, chị An có lịch tái khám sau khi tiến hành thủ thuật bỏ em bé tuần thứ 8 vì em bé không có tim thai nhưng đã quá ngày mà chưa thấy quay lại chúng tôi gọi vào số của chị không được nên phiền anh đưa vợ quay lại kiểm tra để bác sĩ có tư vấn phù hợp cho lần mang thai sau ạ tay cầm điện thoại của anh run lên phải dùng cả hai tay tiếng nhân viên chăm sóc gọi lần nữa anh mới hỏi dồn cô nói vợ tôi bỏ thai vì đứa trẻ không có tim thai sao dạ đúng rồi ạ theo hồ sơ bệnh án để lại Em bé đã bị lưu rồi nên cần phải đưa ra ngoài ngay tránh nguy hiểm cho mẹ. Cảm ơn. Anh vội tắt điện thoại, lao ra khỏi nhà, gọi vào số của Diệp An. Nhưng thuê bao không liên lạc được. Anh gọi Zalo hay Facebook đều đã bị cô chặn. Lái xe ra khỏi nhà, ánh mắt chợt va phải tờ nốt vất vơ trên cửa. Anh dừng xe, xải bộ quay lại. Em đến tạm biệt tôi mà không vào là sao? Ngồi lên xe, anh gọi cho Hải Tùng không được, lại gọi cho Ái Vân. Ái Vân, em có biết Diệp An bao giờ đi Đức không? Nó bảo với em là chuyến bay 3 giờ chiều ạ. À. Diệp An không có nhà sao thầy? Anh không nghe hỏi hết, mà vào web sân bay lần tìm các chuyến đi Đức thì chỉ có duy nhất một chuyến cất cánh vào 10 giờ sáng. Quay bánh lái chuyển hướng đến sân bay, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Anh cố gắng gọi cho Diệp An, nhưng không thể, nên lách xe tăng tốc để lướt trên phố diệp an đứng xếp hàng qua cửa an ninh để vào xuất cảnh biết là sẽ chẳng có tiễn đưa vậy nhưng cô vẫn nhìn ra khoảng không gian rộng lớn trước mặt vốn dĩ tưởng bản thân đã quen với sự cô đơn nhưng hóa ra cô đã quen hơn với sự quan tâm của thiệu khiêm rồi đặt giấy tờ lên bàn kiểm tra an ninh trước khi đi khuất lối cô quay mặt lại đưa mắt kiếm tìm vì sao lại mong chờ nhìn thấy anh khi hai người đã chia tay khi anh còn đang hận cô bỏ đi con hai người bản thân cô cũng không muốn tha thứ khi anh đối xử với cô như vậy chỉ có cô là ngộ nhận là ngu ngốc nên mới bị lừa bởi người mình yêu nhất nhận lại giấy tờ cô dứt khoát xoay lưng đi để đến quầy xuất cảnh chính thức rời khỏi thành phố chỉ toàn đau thương nơi này đến một gia đình một mái nhà cũng không có và không dành cho cô xếp hàng chờ lên máy bay cô chợt thấy người nôn nao buồn chồn như muốn hạ đường huyết, một người đứng phía sau Chìa trước mặt cô một thanh chocolate. cô ăn chút ngọt đi là đỡ. cảm ơn. bảng tin sân bay người ta đưa tin đường cao tốc bị tắc cục bộ do va chạm giữa xe tải và xe ô tô chạy quá tốc độ. cô đi Đức học hay làm việc vậy? Diệp An rời mắt khỏi bảng tin, mỉm cười trả lời. tôi là sinh viên đi học. còn anh? tôi sang giảng dạy và học nâng cao hàm. cô học trường nào? Heidelberg. À cô học y sao chúng ta làm quen nhé biết đâu cô lại là sinh viên của tôi vâng ạ à, vậy chào thầy ạ à. thôi chưa học mà tôi là bình an còn cô tôi là diệp an chưa gì tôi đã thấy chúng ta có duyên nợ rồi đấy diệp an đưa giấy tờ cho nhân viên hàng không kiểm tra rồi giơ tay đeo nhẫn của mình lên anh ta khẽ ổ lên tiếc nuối lấy chồng sớm vậy sao vâng vì anh ấy quá xuất sắc nên tôi phải cưới ngay không người ta hẫng mắt thật à Bình An giúp cô cất túi sách lên khoang hành lý, rồi còn đi giao dịch đổi vé ngồi cạnh cô. Ở nơi xa, bạn bè có cũng tốt mà. Tôi rất tò mò muốn biết chồng cô là ai mà lại may mắn cư được vợ xinh đẹp như này đấy. Đứng với anh ấy, tôi chỉ làm nền thôi. Vậy đúng là trai tài gái sắc rồi. Diệp An nghĩ đến anh, lòng lại như thiêu đốt. Chưa đi đã nhớ quần quại rồi. Giá như anh yêu cô một chút thôi thì tốt biết mấy máu chảy xuống mắt bỏng rát khó chịu nhưng thiệu khiêm giữ cho mình không đậm đậy không hoảng loạn mà đợi cứu hộ tay anh vẫn nắm lấy tờ nốt có chữ tạm biệt của cô an xin lỗi anh không muốn tạm biệt nửa đời về sau mong em sẽ hạnh phúc nhưng anh muốn mình lại hạnh phúc của em anh yêu em rất yêu em đừng hận anh máu hòa nước mắt đã khiến anh khuất tầm nhìn não cũng không còn điều khiển được nữa cứ vậy mà thiếp đi An, anh yêu em hải tùng vừa ngồi xuống ghế liền có y tá hớt hải đầy cửa thở không ra hơi bác sĩ mau tới phòng họp cấp cứu ạ à. bác sĩ khiêm bên khoa chấn thương bị tai nạn rất nặng ạ à. gì cơ anh lao ra khỏi phòng nhanh như chớp vừa chạy vừa gọi cho diệp an nhưng điện thoại không liên lạc được đầy cửa phòng cấp cứu đi vào viện trường và các bác sĩ đều đã có mặt cậu ấy bị va chạm mạnh nên tổn thương não chảy máu não gãy xương sườn, sườn, có mảnh cắm bên trái. Ý thức của cậu ấy sao rồi, đã hôn mê sâu rồi. Hải Tùng kéo một y tá lại gần nhờ vả. Mau tìm cách liên lạc với vợ cậu ấy đi. Anh đến kiểm tra thiệu khiêm rồi cúi xuống bên tay anh thì thầm. Nếu cậu không chiến đấu, tôi sẽ cướp diệp an của cậu. Nói rồi, anh thấy tay thiệu khiêm khẽ động ngón. Bác sĩ, phòng mổ đã chuẩn bị xong, bác sĩ bên khoa chấn thương cũng đã đến ạ. À? Được rồi, chuẩn bị đưa cậu ấy vào phòng đi đi qua nữ y tá khi nãy cô ấy vẫn lắc đầu nên khi tranh thủ thay đủ phẫu thuật anh đã gọi cho ái vân nhờ vả diệp a làm gì mà không liên lạc được cô có thể đi tìm cô ấy không có chuyện gì sao thiệu khiêm bị tai nạn rất nặng tiền lượng rất xấu ôi trời để tôi đi tìm nó khám sơ qua cho thiệu khiêm anh không hy vọng lắm vào sự kỳ diệu của y học bây giờ chỉ còn dựa vào tay anh mà thôi các bạn vừa lắng nghe tập 2 chuyện mới của tác giả Trang Mun. Xin chào và hẹn gặp lại!